Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 831, bác sĩ thực tập. Ngô Bình nói, y thuật là không giới hạn. Hơn nữa em có bao giờ thấy ai cảm mạo hay phát sốt là tới tìm anh chữa không? Đến bệnh viện là để bổ sung và làm toàn vẹn trình độ chữa bệnh. Dù sao thì y thuật anh học và chữa bệnh hiện đại cũng không giống nhau. Anh nói tiếp, mặt khác, trị bệnh cứu người cũng là thiên chức của người thầy thuốc, giờ anh tạm thời không làm gì được, vừa hay có thể tới bệnh viện cứu giúp bệnh nhân, thế chẳng phải rất tốt sao? Đường Tử Di cười đáp, rất tốt, em sẽ đưa anh đi làm hàng ngày. Ngô Bình, không cần đâu em, anh sẽ thuê trọ gần bệnh viện. Đường Tử Di, vậy cũng để em thuê cho, em nấu cơm cho anh chứ. Ngô Bình nghĩ ngợi rồi đáp, phải rồi, Tử Di, ngày mai người của anh sẽ tới, em thu xếp giúp anh, người anh nhắc tới là bốn tỷ nữ và Lina. Đường Tử Di, ok anh. Ngày kế, theo mệnh lệnh của Ngô Bình, Lina tìm tới, từ Thiên Kinh chạy đến Vân Kinh, cùng đi còn có người nhà của Ngô Bình. Ông bà ngoại của anh đi du lịch, họ ở lại Thiên Kinh cũng chỉ để chơi thôi, giờ nghe nói Ngô Bình ở Vân Kinh thì cũng tới đây. Dù sao Vân Kinh cũng cách nhà cũ gần hơn, không xa xôi như Thiên Kinh. Đường Tử Di cũng không quá ngạc nhiên về sự tồn tại của Lina và mấy người Mộc Lan, dù gì cô ấy cũng biết Ngô Bình là giáo chủ Hắc Thiên, tất nhiên không thể thiếu sự phô trương. Ngô Bình vừa đến nơi đã được Đường Minh Huy nhiệt tình chào đón. Sau khi gặp mặt người thân, Ngô Bình phải đi bệnh viện. Bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Kinh nằm trong những viện top đầu cả nước, là một trong hai bệnh viện tổng hợp có chuyên môn tốt nhất Giang Nam. Có thể tiến vào đây làm việc đều là nghiên cứu sinh tốt nghiệp chức vị thạc sĩ của Đại học Y đứng đầu, dù là thế thì tỷ lệ trúng tuyển cũng không quá cao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đương nhiên, điều này cũng đồng nghĩa rằng một khi tiến được vào bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Kinh thì sẽ có địa vị xã hội cực cao và thu nhập khá khủng. Một bác sĩ bình thường của bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Kinh có tiền lương tối thiểu là 50.000, nếu là bác sĩ chủ trị thì phải có một khoa nổi trội, thế thì thu nhập mỗi năm lên tới cả 100.000 cũng là bình thường. Có vài chuyên gia kỹ thuật ra ngoài giải phẫu giúp người ta cũng phải nhận được thù lao là 3-50.000, một tháng làm 5-6 ca là có mấy chục nghìn tiền thu nhập thêm. Ở bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Kinh, không chỉ bác sĩ khó vào mà bệnh nhân cũng không dễ nhập viện. Số thứ tự khám chữa bệnh đã xếp dài tới cả tháng sau rồi, vậy nên ở đây cũng có khá nhiều cò. Nếu muốn khám chữa sớm thì phải dùng mấy nghìn tệ mua số từ trong tay cò bệnh viện hoặc phải quen biết bác sĩ làm ở đây, từ đó dùng quan hệ đi cửa sau. Mà dù như thế, ngày nào bệnh viện này cũng kín chỗ, người có bệnh khó trị mấy tỉnh xung quanh đều đổ dồn về đây thăm khám. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên nên bệnh viện luôn là tổ chức không bao giờ thiếu mối làm ăn. Lúc này, Ngô Bình đang đứng ở cửa lớn bệnh viện trực thuộc, cách đó không xa, Hạ Ninh đã giáo giác ngó nghiêng, thấy Ngô Bình rồi thì vội vẫy tay với anh. Ngô Bình bước nhanh tới, cười chào, Hạ Ninh, cô nói với viện trưởng chưa? Hạ Ninh cười đáp, nói rồi, giờ tôi dẫn anh đi làm thủ tục nhận việc, phải rồi, có mang theo lý lịch cá nhân không? Ngô Bình lấy ra một túi hồ sơ, đều ở trong đây. Hạ Ninh nhận lấy túi hồ sơ, theo tôi nào. Cô ấy vừa đi vừa xem hồ sơ của Ngô Bình, thấy bằng tiến sĩ y và dược học của Hoa Thanh thì không khỏi cảm thán, anh giỏi quá, chuyên môn cao như vậy thì viện trưởng sẽ trọng dụng anh lắm. Ngô Bình cười, tôi không có kinh nghiệm thực tiễn gì, sợ là viện trưởng sẽ chê thôi. Có Hạ Ninh dẫn đường, lại đã đánh tiếng với viện trưởng, Ngô Bình thuận lợi một đường, anh nhanh chóng làm xong thủ tục. Sau khi hoàn tất toàn bộ thủ tục thì đã là một tiếng sau, Hạ Ninh nói, đi thôi, tới gặp viện trưởng, ông ấy có hứng thú với anh lắm đấy. Ngô Bình cũng cười, ông ấy là viện trưởng, nhân vật lớn cấp tỉnh mà muốn gặp một bác sĩ quèn như tôi làm gì thế? Hạ Ninh đáp, khi làm thủ tục, tôi đã giới thiệu về anh cho ông ấy, viện trưởng muốn gặp anh trước. Ngô Bình sờ mũi, được rồi, vậy cứ gặp đi. Hạ Ninh đụng vào bả vai anh, sao trông anh có vẻ không muốn lắm thế? Không có, Hạ Ninh, cảm ơn cô chuyện hôm nay nhé. Hạ Ninh cười, cảm ơn thì không cần, tôi gần như đang ở free biệt thự của anh mà, tôi đang không biết cảm ơn thế nào đây. À, trong lúc thực tập anh sẽ không có lương nhưng có thể trọ miễn phí. Cơ mà anh có tiền như vậy, chắc cũng chẳng đếm xỉa chút tiền lương thế này đâu nhỉ. Ngô Bình, được rồi, tôi tới khoa nào. Hạ Ninh, anh theo tôi trước, khoa chúng tôi đang cần người. Trình độ anh cao thế thì có thể giúp tôi rồi. Yên tâm đi, chờ tôi có tiền thưởng, sẽ chia anh một nửa. Ngô Bình cũng đùa, hào phóng quá vậy,
đừng nói cô đang cua tôi đấy nha. Tay Hạ Ninh vỗ một cái lên mông Ngô Bình, dáng người ngon đấy. Hôm nào cho tôi nếm thử kỹ thuật của anh đi. Ngô Bình cạn lời, Hạ Ninh, phiền cô tỏ ra mình thục nữ một chút. Hạ Ninh là cô gái thẳng băng nên không hề cho rằng điều này có gì quan trọng, phía trước là văn phòng của viện trưởng. Hai người tới nơi, cô ấy gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng nói rất to, vào đi. Hạ Ninh đẩy cửa vào, viện trưởng, tôi dẫn người tới rồi đây, mời ông đánh giá. Viện trưởng bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Kinh là một người đàn ông trung niên khoảng 50 với mái đầu địa Trung Hải, vóc dáng không cao, mặt tròn và nụ cười hiền lành. Ha ha, cậu là Ngô Bình nhỉ, mời ngồi. Chào viện trưởng. Ngô Bình cũng không khách sáo, anh ngồi xuống ghế đối diện, Hạ Ninh cũng ngồi, cười mà không nói gì. Viện trưởng cười, hồ sơ của cậu thì Hạ Ninh có nói với tôi rồi. Theo tôi biết, cậu là tiến sĩ hai bằng của Hoa Thanh, đúng là hiếm có nha. Mà cậu còn trẻ tuổi thế này thì chắc là một thanh niên cầu tiến và thông minh. Ngô Bình, viện trưởng quá khen. Viện trưởng, có thể giới thiệu một chút về lĩnh vực mà cậu am hiểu không? Ngô Bình, tôi có nghiên cứu về ngoại khoa, nội thần kinh, nhi khoa, di truyền miễn dịch, bệnh về máu. Về dược học thì có thể trích xuất dược phẩm và bào chế, có chút hiểu biết về dược tính. Viện trưởng nghe xong cũng ngẩn người. Nên biết y học hiện đại phân chia khá chi tiết nên đa phần bác sĩ cũng chỉ chuyên môn về một, hai loại. Ví dụ như một chuyên gia hàng đầu có thể nghiên cứu sâu về bệnh tiết niệu, thậm chí là tìm hiểu thêm về vài loại nằm trong hệ thống tiết niệu, hay như bác sĩ nào đó chỉ chuyên về bệnh tim, không thì chỉ chăm chăm vào bệnh động mạch vành. Còn Ngô Bình thì hiển nhiên là đồng thời nghiên cứu quá nhiều, điều này vượt ngoài dự đoán của viện trưởng. Vẻ mặt viện trưởng có chút không ổn, trong lòng mắng thầm anh là tham thì thâm. Chẳng lẽ người trước mặt lại là một người vạn năng? Viện trưởng thản nhiên, cậu học không ít nhỉ, thế này đi, cậu tới khoa cấp cứu trước đã. Hạ Ninh đứng bật dậy, viện trưởng, chẳng phải đã cho Ngô Bình theo tôi sao? Viện trưởng cũng đáp, tạm định thế đã. Được rồi, cô dẫn cậu ấy tới khoa cấp cứu làm thủ tục đi. Thấy thái độ viện trưởng đột ngột thay đổi như vậy, Hạ Ninh có chút khó hiểu, nhưng cô ấy cũng chẳng để bụng, nhanh chóng dẫn Ngô Bình tới khoa cấp cứu. Trên đường đi, Hạ Ninh cười nói với anh, Ngô Bình, chắc viện trưởng nghĩ anh nói quá, loại tham nhiều không chuyên cái nào ấy. Ngô Bình tất nhiên cũng hiểu, tôi chỉ nói thật thôi, ông ấy tin hay không thì tùy, à, khoa cấp cứu chắc bận lắm nhỉ. Hạ Ninh đáp, cũng không tới mức quá bận, khoa cấp cứu là nơi bệnh nhân cần tới đầu tiên, thường thì tình huống của người bệnh sẽ khá nghiêm trọng, có người bị chém, tai nạn giao thông, trúng độc, lên cơn đau tim, xuất huyết não, nhồi máu. Tóm lại là ở khoa cấp cứu, anh phải là bác sĩ toàn năng, nếu không khó mà ứng phó kịp. Ngô Bình, rất tốt, khá hợp phong cách của tôi. Hạ Ninh, nếu anh không ngại thì cứ ở khoa cấp cứu vài ngày, sau đó tôi sẽ tìm viện trưởng đòi người. Chương 832, cuộc phẫu thuật đầu tiên. Vừa vào phòng cấp cứu, Ngô Bình đụng phải một bệnh nhân bị thương tận xương đang được bác sĩ khiêng từ trên xe cấp cứu xuống. Người này khoảng 17, 18. Bị thương rất nghiêm trọng, chân trái gần như gãy lìa, xương vỡ vụn, mạch máu và bắp thịt đều lộ ra ngoài, máu tươi đầm đìa. Ngô Bình nhìn thoáng qua, phát hiện tình hình bệnh nhân trông có vẻ nghiêm trọng nhưng không hề nguy hiểm tới tính mạng. Anh và Hạ Ninh vào phòng cấp cứu, bác sĩ cấp cứu nhìn thoáng qua rồi nói, toàn bộ gân, bắp thịt đều bị đứt rời, da thịt hoại tử, mạch máu bị tổn hại khá nhiều, xương cốt vỡ vụn, phải cho phụ huynh ký tên cắt bỏ thôi. Trong bệnh viện, với tình huống thế này thì không thể giữ được chân nữa, bác sĩ khám không sai. Đưa bệnh nhân tới là một đôi vợ chồng trung niên, họ nghe thế thì suy sụp, người vợ khóc lóc, bác sĩ, cầu xin các vị, thằng bé còn nhỏ, nhất định phải giữ được chân cho nó. Bác sĩ nói, các người là người nhà của bệnh nhân nhỉ. Tình hình của người bệnh quá nghiêm trọng, bắp thịt hay thần kinh, mạch máu gần như đã mất phần lớn, xương cốt vỡ vụn quá, tôi cho rằng cắt bỏ là cách làm tối ưu nhất. Đương nhiên, nếu các vị kiên quyết muốn giữ chân thì chúng tôi vẫn sẽ làm hết sức, có điều tỷ lệ thành công cũng không hơn 1%. Thêm nữa là còn có thể gây ra biến chứng nặng, đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Ngô Bình ở cạnh, không nhịn được mà chen ngang, mấy công năng quan trọng ở chân vẫn còn, mạch máu và thần kinh còn khá đầy đủ, có thể giữ được chân. Bác sĩ nhìn Ngô Bình một cái rồi hỏi Hạ Ninh bên cạnh, bác sĩ Hạ, đây là người của cô. Hạ Ninh, bác sĩ Triệu, đây là bác sĩ mới tới. Tên Ngô Bình, tôi dẫn anh ta tới làm thủ tục. Bác sĩ Triệu cười, hiện tại người mới lợi hại ha.
Cậu nói giữ được chân thì tôi hỏi cậu, miệng vết thương lớn thế này, bên trong còn dính bùn đất, 90% sẽ nhiễm trùng, cậu định chữa thế nào? Ngô Bình, cơ thể con người có khả năng tự chữa lành cực mạnh, sau khi sử dụng phương pháp vật lý thì có thể bỏ chân vào dịch thể chữa trị để nó tự khôi phục, dịch thể chữa bệnh có thể phòng ngừa nhiễm trùng. Bác sĩ Triệu tức giận nói, dịch thể chữa trị, tự cậu sáng tạo ra à? Ngô Bình, cứ xem là thế đi. Bác sĩ Triệu nhìn về phía Hạ Ninh, bác sĩ Hạ, người mới giỏi quá, e là khoa cấp cứu không dùng nổi một nhân vật tầm cỡ vậy đâu. Hạ Ninh lại khá tin tưởng Ngô Bình, bác sĩ Triệu, Ngô Bình là tiến sĩ y học của Hoa Thanh, trình độ cao lắm, hay vậy đi, giao người bệnh mới này cho anh ta, được không? Bác sĩ Triệu cười ha ha, được, chỉ cần cậu ta dám, tôi không có ý kiến. Hai vợ chồng trung niên nghe Ngô Bình có thể giữ chân cho con trai thì vừa mừng vừa sợ, liên thanh nói cảm ơn. Thủ tục của Ngô Bình đã xong xuôi, anh đến khoa cấp cứu ký rồi nhận trang phục cách ly và thẻ công tác. Chủ nhiệm khoa cấp cứu là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, chị ta lật xem sơ yếu lý lịch của Ngô Bình một lượt, cười nói, chàng trai, lý lịch không tệ, cố gắng làm nhé. Chị ta gọi một cuộc điện thoại, sau đó một bác sĩ trẻ chừng 30 tuổi có vẻ ngoài lịch sự đi đến. Chủ nhiệm, chị tìm tôi. Chủ nhiệm khoa nói, bác sĩ Mã, cậu ta là thực tập sinh mới tới, sau này đi theo cậu. Bác sĩ Mã nhìn Ngô Bình, nói, được. Sau đó nói với Ngô Bình, đi theo tôi. Anh ta dẫn Ngô Bình đến một văn phòng, trên mặt bàn hình bầu dục, bốn bác sĩ bồi dưỡng đang cúi đầu viết bệnh án. Bác sĩ Mã thản nhiên nói, tôi tên là Mã Chí Viễn, bọn họ đều là người tôi hướng dẫn. Cậu có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi bọn họ. Bác sĩ cấp cứu bận rộn nhiều việc, bác sĩ Mã nói vài câu rồi đi ra ngoài, không có thời gian dặn dò những chuyện khác. Bốn bác sĩ đang ngồi ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó lại tiếp tục cúi đầu viết bệnh án. Lúc này Hạ Ninh đi tới, nói tôi còn cuộc phẫu thuật xong sẽ tới tìm anh. Bốn bác sĩ nhìn thấy Hạ Ninh xinh đẹp thì đều ngước nhìn, còn có hai người chào hỏi cô ấy. Ngô Bình nói, tôi không có việc gì, cô làm việc của mình đi. Sau khi Hạ Ninh đi, một bác sĩ để rìa mép hỏi, anh biết chủ nhiệm Hạ? Ngô Bình, Anh ta cười nói, tôi tên là Hồ Duyệt, tới từ học viện trực thuộc Học viện Y Giang Bắc, anh thì sao? Học viện Y Giang Bắc là học viện y tốt trong khu Giang Nam, chất lượng dạy học khá tốt, học viện trực thuộc cũng có thực lực nhất định. Ngô Bình, tôi là Ngô Bình, tiến sĩ của Hoa Thanh. Hồ Duyệt giật nảy mình, anh là tiến sĩ Hoa Thanh, vậy mà lại chạy tới nơi này, vì sao không ở lại Thiên Kinh? Dưới tình huống bình thường, nghiên cứu sinh đều có thể lấy được chứng chỉ đào tạo. Mà tốt nghiệp tiến sĩ giống như Ngô Bình, có thể thoải mái tìm được công việc trong bệnh viện cao cấp ở Thiên Kinh. Ngô Bình nói, nhà tôi cách nơi này khá gần, cho nên tới đây làm việc. Nói xong, anh thoáng nhìn thủ tục nhận chức của mình, nói, trước mắt tôi đến đây với danh nghĩa bác sĩ bồi dưỡng, giống các anh. Trong bốn người có một bác sĩ nữ, khuôn mặt tròn, có tàn nhang nhàn nhạt, nhìn rất trẻ trung hoạt bát, cô ta nói, bác sĩ Ngô, tiến sĩ Hoa Thanh rất khó thi được, anh thật lợi hại. Ngô Bình cười nói, cũng không khó lắm. Hồ Duyệt, bác sĩ Ngô, anh học đại học trường nào? Ngô Bình, tôi là học liên thông đại học tiến sĩ trong cùng một trường. Hồ Duyệt khiếp sợ, lợi hại, hình như học liên thông là 8 năm nhỉ, hơn nữa điểm chuẩn rất cao. Bác sĩ nữ này cũng lập tức lộ vẻ sùng bái, học thần, về sau mong anh chỉ bảo chúng tôi nhiều hơn. Ngô Bình, không dám, mọi người học hỏi lẫn nhau. Khi đang nói chuyện, lại thấy bác sĩ Triệu và bác sĩ Mã kia đi tới, bác sĩ Triệu liếc mắt nhìn, sau đó nói với Ngô Bình, người bị thương ở chân kia cần phẫu thuật, cậu có dám mổ chính hay không? Trên thực tế, Ngô Bình đã có đầy đủ giấy chứng nhận, có tư cách phẫu thuật. Không thể nghi ngờ. Bác sĩ Triệu này muốn gây khó dễ cho Ngô Bình, anh ta biết rõ độ khó của phẫu thuật, xác suất thành công rất thấp. Nếu Ngô Bình không dám nhận, chứng tỏ lúc trước anh chỉ đang nói bậy nói bạ, nếu như anh dám nhận, vậy rất có thể sẽ bị người nhà bệnh nhân kiện ra tòa. Ngô Bình nói, có gì không dám, đi thôi. Bác sĩ Triệu thoáng nhìn bốn bác sĩ bồi dưỡng, cười nói, các anh cũng đi cùng mở mang tầm mắt, xem trình độ của tiến sĩ y học Hoa Thanh thế nào. Cứ như vậy, nhóm người đi đến phòng phẫu thuật. Sau khi Ngô Bình khử trùng, một y tá giúp anh mặc trang phục phẫu thuật, đeo găng tay vô khuẩn. Trước bàn phẫu thuật, bệnh nhân đã được gây tê nửa người. Ngô Bình thoáng nhìn, trong khay phẫu thuật đặt các loại dao phẫu thuật, kéo phẫu thuật, kẹp cầm máu và mấy chục loại lưỡi dao, các
các loại chỉ khâu, máy ghép nối, giao điện. Ngô Bình từng học y hiện đại, mặc dù nhớ rõ trong đầu, nhưng cũng không thực hành nhiều, những thứ này, đa số anh đều chưa nghiêm túc sử dụng. Chân của bệnh nhân bị xe tải cán qua, vô cùng thê thảm, tình huống thế này gần như không cần phải phẫu thuật nữa. Ngô Bình vô cùng tập trung, trước tiên nối mấy mạch máu bị tổn thương cho bệnh nhân. Nối mạch máu là thao tác phẫu thuật tương đối khó khăn, nhưng bệnh viện bây giờ có máy ghép nối mạch máu khá tiên tiến, chỉ là nó không hiệu quả đối với mạch máu quá nhỏ. Chương 833, trực tiếp phẫu thuật. Lúc này, chuyện đầu tiên Ngô Bình muốn làm là khôi phục nguồn cung máu cho chân bị thương. Anh khâu lại mạch máu lớn, mũi kim cẩn thận, mà tốc độ lại rất nhanh, khiến người xem cũng hoa mắt. Hồ Duyệt cũng xem ngây người, kinh ngạc nói, nhanh quá. Thủ thuật của Ngô Bình quả thật rất nhanh, một mạch máu lớn mà 5 giây đã kết thúc, phẫu thuật kết thúc hoàn hảo. Sau đó là đến mạch máu nhỏ, anh cũng khâu lần lượt theo thứ tự. Cuối cùng mới là phần mạch máu nhỏ khó nhất. Những mạch máu nhỏ này, bác sĩ phải tìm cả nửa ngày mới phát hiện ra, muốn nối lại chúng, độ khó cực kỳ cao. Loại mạch máu này, nhất định tiến hành khâu dưới kính hiển vi mới được. Nhưng Ngô Bình không cần, anh dùng kim phẫu thuật siêu nhỏ có đường kính 20 micron để khâu lại mạch máu. Lúc này, mọi người đã không thể nhìn rõ anh đang khâu gì nữa rồi, chỉ cảm thấy hai tay anh di chuyển nhanh chóng, sau đó vết máu đã biến mất rồi. Khâu xong mạch máu, đã thiết lập lại được nguồn cung máu, thân thể và xương cốt sau đó mới có thể phát triển. Vì vậy tiếp theo, anh lại tiếp tục nối các dây thần kinh của người bệnh. Anh từng có kinh nghiệm nối dây thần kinh, hơn nữa bây giờ anh cũng đã khác xưa, y thuật cũng thành thạo hơn trước. Tuy anh rất yếu, nhưng trí nhớ thì vẫn tồn tại, anh dựa vào trí nhớ và thị lực siêu phàm, có thể kết nối các dây thần kinh một cách chính xác nhất. Nối xong dây thần kinh, đã dùng hết nửa tiếng đồng hồ. Cơ thể Ngô Bình còn khá yếu, lúc này trên trán anh cũng đầy mồ hôi. Một y tá nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh, bác sĩ Triệu đứng bên cạnh xem toàn bộ quá trình phẫu thuật không nói lời nào. Anh ta là người trong nghề, từ mấy giây trước Ngô Bình khâu mạch máu, thì anh ta đã biết trình độ đối phương vượt xa cao thủ như mình. Thân là một bác sĩ, anh ta tôn kính các cao thủ trong nghề, vì vậy giây phút đó, anh ta chỉ còn lại sự kính phục dành cho Ngô Bình, chứ không còn cảm xúc gì khác. Lúc này, trên màn hình lớn trong phòng viện trưởng đang trình chiếu tình hình Ngô Bình mở chính. Thì ra, trong phòng phẫu thuật có camera độ phân giải cao, quay lại toàn bộ quá trình phẫu thuật, làm như vậy, vốn là để tiện cho những người trong nghề quan sát học tập. Hạ Ninh vừa làm xong phẫu thuật, lúc này cũng đang xem Ngô Bình mổ, gương mặt cô ấy tươi cười đầy vẻ khâm phục, nói, viện trưởng, kim phẫu thuật 20 micron của bệnh viện chúng ta chỉ từng được dùng một lần. Ông xem Ngô Bình, anh ấy vẫn đang dùng. Chậc chậc, đúng là giỏi. So với anh ta tôi còn hơn cả tệ nữa. Vẻ mặt viện trưởng tươi cười, trang thiết bị là loại tốt nhất, tay vững, tâm vững, mắt tinh, hiểu rõ phương hướng giải quyết vấn đề thần kinh và mạch máu, tốt lắm. Hạ Ninh, viện trưởng, vậy ông còn để anh ấy ở khoa cấp cứu. Viện trưởng nói, nếu đã đi rồi thì cứ làm một thời gian vậy. Kiểu người này để ở đâu thì cùng nổi bật. Hạ Ninh, được thôi, để anh ấy ở khoa cấp cứu vài ngày, sau đó đến khoa tôi. Tôi rất kỳ vọng được hợp tác với anh ấy đấy. Viện trưởng, không vấn đề. Hơn nữa bên phía cô có cần gì, thì có thể điều động Ngô Bình qua bất kỳ lúc nào. Đúng rồi, tôi quyết định đưa Ngô Bình vào biên chế chính thức. Hạ Ninh, được, quay về tôi sẽ nói với anh ấy. Sau khi Hạ Ninh rời đi, viện trưởng gọi thư ký đến nói, anh đăng video phẫu thuật của Ngô Bình lên trang mạng phẫu thuật cho tôi, để người trong ngành khắp toàn cầu đánh giá xem sao. Thư ký gật đầu, viện trưởng. Ông không sợ cậu ấy bị bệnh viện lớn ở nước ngoài mời về sao? Viện trưởng cười nói, không sợ, bởi vì tiền lương tôi đề nghị cao hơn bọn họ nhiều, đi đi. Phẫu thuật vẫn đang tiến hành, Ngô Bình đã bắt đầu khâu các cơ bị dập nát không còn hình thù, từ từ nối liền. Tay nghề của Ngô Bình giống như đang tạo một tác phẩm nghệ thuật vậy, hiệu quả cao, nho nhã, hơn nữa có rất nhiều thủ pháp tự sáng tạo mới, bác sĩ Triệu tập trung xem chăm chú, không hề chớp mắt. Lúc này bác sĩ Mã bỗng nói, bác sĩ Ngô, kỹ thuật của anh tốt như vậy, chắc chắn là trình độ đứng đầu toàn cầu. Ngô Bắc bình thản nói, tôi nghiên cứu sâu về lý luận, gần đây khá nhàn rỗi, nên đến học hỏi với mọi người một thời gian. Hai người đều rất ngượng ngùng, đây là học hỏi sao? Đây rõ ràng là đang phô bày kỹ thuật đó có biết không? Bác sĩ Triệu, bác sĩ Ngô, dịch điều trị mà cậu nói lúc trước là thành quả cậu nghiên cứu lý luận sao? Ngô Bình, vâng.
xem như vậy đi. Anh nói, Hồ Duyệt. Hồ Duyệt vội nói, có. Ngô Bình, tôi nói tên thuốc, cậu ghi lại, bây giờ đi lấy thuốc. Hồ Duyệt vội nói, được, anh nói đi, bây giờ tôi ghi lại. Sau đó lấy điện thoại ra. Ngô Bình nói một loạt tên thuốc, cũng nói cho anh ta biết liều lượng, Hồ Duyệt ghi lại chi tiết rồi ra ngoài lấy thuốc. Bệnh viện có nhà thuốc riêng, lấy thuốc cũng không khó. Ngô Bình vừa nói vừa khâu lại các cơ bắp, sau đó mới đến xương cốt. Xương đã bị vỡ vụn, hơn nữa còn bị thiếu khuyết, nhưng chuyện này không làm khó được Ngô Bình. 10 ngón tay anh di chuyển liên tục, từng khúc xương bị thương đã có sinh mệnh, nhanh chóng khớp lại. Sau 3 tiếng đồng hồ, Ngô Bình hoàn thành phẫu thuật. Nhưng anh không băng bó vết thương cho người bệnh. Thuốc đã mua đem đến, anh đến phòng làm việc điều chế. Thân là một người điều chế thuốc, anh vô cùng am hiểu về dược lý đến mức tuyệt đối. Phòng làm việc không có công cụ điều chế thuốc, Ngô Bình đóng cửa lại, dùng một tiên đỉnh luyện thuốc. Cũng may điều chế thuốc này cũng không mất nhiều sức lực, đa phần chỉ tiêu hao thần niệm mà thôi. 10 phút sau, anh cầm một lọ thuốc bột nhỏ ra khỏi phòng làm việc. Bên ngoài phòng làm việc có một nhóm bác sĩ vây quanh, quá trình phẫu thuật của Ngô Bình, bọn họ đều được xem trong phòng làm việc, bọn họ rất khâm phục và bất ngờ về trình độ của anh. Tìm một ống thủy tinh, tôi cần dùng. Bác sĩ Mã nói, phòng thí nghiệm có, tôi đi lấy. Ngô Bình, chuẩn bị thêm 100 lít nước cất. Bác sĩ Triệu, tôi đi chuẩn bị. 10 phút sau, dụng cụ thủy tinh và nước cất được đem đến, Ngô Bình đổ thuốc bột và nước vào, sau đó đến phòng bệnh, ngâm chân bị thương của bệnh nhân vào đó. Nước thuốc biến thành màu xanh lục nhạt, chân bị thương của bệnh nhân được ngâm bên trong. Bác sĩ Triệu hỏi, bác sĩ Ngô, dịch điều trị này có hiệu quả thế nào? Ngô Bình, có thể giúp tốc độ hồi phục của bệnh nhân tăng lên gấp 15 đến 30 lần. Mọi người kinh ngạc, thật thần kỳ. Ngô Bình, cứ 72 tiếng thì thay nước thuốc một lần, tìm người phụ trách đến trông coi. Ngay lúc này, người nhà bệnh nhân yêu cầu tiến vào kiểm tra thì bị bác sĩ ngăn bên ngoài cửa. Ngô Bình nghe thấy tiếng động thì nói, để bọn họ đi vào đi. Bác sĩ mở cửa ra, cặp vợ chồng trung niên kia tâm tình lo lắng đi vào. Phẫu thuật ngoại khoa của Ngô Bình rất thành công, chân bị thương của bệnh nhân nhìn bề ngoài vẫn khá hoàn chỉnh nhưng có vài chỗ thì bị sưng phù thấy rõ. Người phụ nữ trong niên rưng rưng nước mắt, cảm ơn bác sĩ Ngô. Ngô Bình, mọi người nên vui mới phải, con trai hai người có thể hồi phục, tuy không so được với người bình thường, nhưng đi đường và chạy chậm thì không gặp vấn đề gì. Người đàn ông trung niên bỗng quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, bác sĩ Ngô, cả nhà chúng tôi cảm ơn anh. Ngô Bình đỡ ông ấy dậy nói, mọi người đi chuẩn bị chút đồ ăn đi, trước tiên phải cho cậu ấy ăn chút cháo. Một tuần này cậu ấy cần rất nhiều dinh dưỡng để bồi bổ. Người đàn ông trung niên vội gật đầu, được được, chúng tôi nhớ rồi. Lúc này, một y tá đi đến, bác sĩ Mã, bác sĩ Triệu, có một bệnh nhân nhảy lầu, xuất huyết trong não, gan bị vỡ, xuất huyết trong rất nặng. Bác sĩ Mã vội nói, chúng tôi lập tức đi qua. Sau đó nhìn Ngô Bình, bác sĩ Ngô, anh muốn đi qua không? Ngô Bình, cùng đi đi. Nhóm người lại đến đại sảnh khoa cấp cứu, người bệnh đang nằm trên giường kiểm tra sơ bộ. Đây là một cô gái, trông chừng 3, 40 tuổi, đầu chạm đất, xương sọ biến dạng, trên người dính rất nhiều máu. Cô ấy còn bị xuất huyết trong rất nặng, tình hình rất nghiêm trọng. Ngô Bình trầm giọng nói, lập tức đưa vào phẫu thuật. Chương 834, thử thuốc mới. Bác sĩ Mã, bác sĩ Ngô, kết quả kiểm tra vẫn chưa có. Ngô Bình, không cần nữa, phẫu thuật luôn đi, tôi sẽ mổ chính. Bác sĩ Mã không nói thêm gì mà lập tức bảo người nhà đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Người nhà bệnh nhân khóc nức nở theo sau, muốn đi cùng vào phòng phẫu thuật. Một người phụ nữ đã có tuổi kéo tay Ngô Bình, nói, bác sĩ, cầu xin cậu cứu con gái tôi. Nó mới có 13 tuổi, hu hu, ở nhà nó rất ngoan. Ngô Bình vỗ nhẹ vào tay người phụ nữ, nói, bác yên tâm, tôi sẽ dốc hết sức điều trị. Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, đèn phẫu thuật bật sáng. Tình trạng của cô bé rất nguy hiểm, nội tạng và phần bên trong sọ não đều xuất huyết, hôn mê rất sâu. Với tình hình này dù có được cứu sống thì khả năng cao cũng sẽ trở thành người thực vật bởi đại não đã chịu tổn thương quá lớn. Còn tình hình cụ thể thương tổn thế nào vẫn chưa rõ. Để cứu được cô bé, Ngô Bình mở mắt thấu thị để tìm các điểm xuất huyết, sau đó dùng thiết bị cầm máu cho cô bé rồi mới bắt đầu phẫu thuật não. Với tình hình này, thông thường phải tiến hành mở hộp sọ nhưng phẫu thuật mở hộp sọ tốn rất nhiều thời gian.
Hơn nữa, còn phải kiểm tra rất nhiều trước khi phẫu thuật. Cuộc đại phẫu này cũng rất nguy hiểm, dễ xảy ra các trường hợp ngoài ý muốn. Ngô Bình nói, trước mắt cách chữa trị tốt nhất là khoan hộp sọ, sau đó điều trị theo phương pháp xâm lấn tối thiểu. Bác sĩ Mã, có thể sử dụng dao mổ nội soi được không? Ngô Bình lắc đầu, anh nhờ người mang tới bộ dụng cụ y tế của riêng mình rồi lấy từ trong đó ra hai chiếc kim móc nhỏ bằng kim loại. Dụng cụ này có thể sử dụng trong các ca phẫu thuật mà các vết thương hẹp và sâu. Nhìn thấy thứ này, những người khác đều thấy lạ. Bác sĩ Mã hỏi, bác sĩ Ngô, cậu muốn dùng nó để thắt mạch máu sao? Ngô Bình, thông qua việc thắt động mạch, có thể xác định được điểm xuất huyết. Sau đó tôi có thể thực hiện một ca phẫu thuật vi mô. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, chưa ai từng tiến hành một ca phẫu thuật nào như vậy nhưng khả năng thành công của nó cực thấp. Những người dám thực hiện ca phẫu thuật như vậy đều là các bác sĩ hàng đầu thế giới về khoa ngoại thần kinh. Những bác sĩ có thể mổ chính một ca phẫu thuật như thế này cả thế giới không quá 10 người. Bác sĩ Mã lập tức ra lệnh, lập tức chuẩn bị thuốc tiêm và dụng cụ phẫu thuật. Các bác sĩ làm việc rất năng suất, chưa đầy 10 phút đã chuẩn bị xong tất cả. Ngô Bình thực ra không cần nhìn lên màn hình nội soi, có điều để thị phạm cho các bác sĩ khác xem nên anh vẫn phải chẩn đoán thông qua màn hình. Chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã tìm được một động mạch cực nhỏ phù hợp để tiến hành phẫu thuật. Trước tiên, anh sử dụng máy khoan điện y tế để tạo một lỗ nhỏ trên hộp sọ, sau đó luồn hai cây kim móc nhỏ vào bên trong. Hình ảnh hai cây kim móc hiện lên trên màn hình nội soi. Ngô Bình thao tác rất nhanh, khéo léo tiếp cận mạch máu đang xuất huyết rồi dùng cây kim móc khâu lại phần bị thương. Lượng máu chảy ra từ não không lớn, nhưng nếu không kịp thời cầm máu thì tình hình sẽ cực kỳ xấu. Mọi người quan sát trên màn hình từng cử động của cây kim. Khoảng 3 phút sau thì việc khâu mạch máu đã hoàn thành. Kim móc được lấy ra, Ngô Bình nhờ bác sĩ Triệu khâu lại da đầu cho bệnh nhân còn mình thì tiếp tục tiến hành phẫu thuật nội tạng. Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi và kết thúc sau 2 tiếng. Có điều, cô bé vẫn chưa tỉnh lại, còn đang hôn mê sâu. Ngô Bình nhờ mắt thấu thị nên phát hiện trong đại não của cô bé có một khu vực rất bất thường. Do va đập mạnh nên khu vực đó có nhiều dây thần kinh bị tổn hại. Nói cách khác, nếu không chữa được khu vực này thì cô bé có được sống thì cũng chỉ là người thực vật. Đối với tình trạng này, y học hiện đại vẫn chưa có cách điều trị tối ưu, thông thường chỉ còn cách chờ đợi kỳ tích. Ngô Bình quan sát một lát rồi nói, bác sĩ Mã, chúng ta cần một loại thuốc mới giúp hồi phục dây thần kinh. Có loại thuốc này vốn được dùng để điều trị chứng mất trí nhớ Parkinson và các tổn thương thần kinh khác. Tuy nhiên, nó chưa được bán trên thị trường, thử nghiệm lâm sàng cũng chưa kết thúc. Bác sĩ Mã kinh ngạc, còn có loại thuốc như vậy sao? Ngô Bình gật đầu, thuốc này là do tôi tham gia điều chế, do tập đoàn Miêu Dược sản xuất. Nếu người nhà bệnh nhân đồng ý thì chúng ta có thể thử dùng loại thuốc này. Bác sĩ Mã lập tức nói, để tôi đi nói chuyện với người nhà bệnh nhân. Mấy phút sau, bác sĩ Mã quay lại phòng phẫu thuật, nói, người nhà bệnh nhân đã đồng ý. Bác sĩ Ngô, hiệu quả của loại thuốc này thế nào? Ngô Bình, nó có khả năng chữa trị 10% các bệnh nhân gặp chấn thương thần kinh và có khả năng cải thiện hệ thần kinh của 20% bệnh nhân tham gia thử nghiệm. Các bác sĩ rất kinh ngạc, ánh mắt họ nhìn Ngô Bình lúc này vô cùng sùng bái. Ngô Bình gọi một cuộc điện thoại, bảo Đào Như Tuyết mang thuốc đến. Lô thuốc này không chỉ có thể dùng để chữa cho cô bé mà còn có thể thử nghiệm lâm sàng trên phạm vi rộng ở bệnh viện. Đào Như Tuyết nhận được điện thoại, lập tức lên máy bay tới Vân Kinh. Ngô Bình cũng được viện trưởng gọi tới văn phòng. Gặp lại viện trưởng, Ngô Bình gật đầu hỏi, viện trưởng tìm tôi sao? Viện trưởng cười đáp, Ngô Bình, hai lần cậu tiến hành phẫu thuật đều vô cùng xuất sắc. Tôi nghe bác sĩ Mã nói cậu muốn thử nghiệm một loại thuốc mới. Loại thuốc mới này còn là do cậu điều chế. Ngô Bình, đúng vậy, loại thuốc này có khả năng chữa trị các chấn thương thần kinh. Đối tượng sử dụng chủ yếu là những người mắc hội chứng Parkinson. Viện trưởng cười tít mắt đáp. Tôi tin vào năng lực của cậu, loại thuốc này có thể thử nghiệm lâm sàng ở bệnh viện. Nội khoa thần kinh của chúng ta có không ít bệnh nhân mắc bệnh này. Có điều, tôi có một yêu cầu nhỏ. Ngô Bình, xin viện trưởng cứ nói. Viện trưởng, muốn đưa thuốc lên thị trường thì cần ít nhất là 2 đến 3 năm thử nghiệm lâm sàng. Trong thời gian này, thuốc của cậu chỉ được sử dụng cho các bệnh viện trực thuộc viện ta. Để đáp lại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành giai đoạn thử nghiệm lâm sàng nhanh nhất có thể để thuốc của cậu sớm được tung ra thị trường. Ngô Bình gật đầu, tôi đồng ý. Viện trưởng vui mừng đáp, bác sĩ Ngô, tôi đã nhờ người làm biên chế cho cậu.
Bệnh viện còn sắp xếp phòng ở cho bác sĩ, tôi cũng đã sắp xếp cho cậu. Ngoài ra, bệnh viện có thưởng cho các nhân tài xuất sắc, tôi cũng sẽ đăng ký cho cậu. Tiền thưởng không nhiều, chắc chỉ tầm 5 triệu tệ. Ngô Bình, cảm ơn viện trưởng. Viện trưởng cười ha ha đáp, tôi họ Sở, tên Sở Lợi Dân, gọi tôi là chú Sở là được. Ngô Bình, tôi thấy vẫn nên gọi là viện trưởng Sở thì hơn. Sở Lợi Dân, tùy cậu gọi sao cũng được. Ngô Bình, tối nay tôi có mời mấy lãnh đạo trong thành phố đi ăn cơm, cậu có muốn đi cùng không? Ngô Bình đương nhiên không có hứng thú, anh đáp, viện trưởng Sở, tôi không có thời gian nên xin mạn phép không tham gia. Ngô Bình từ chối thẳng thừng như vậy khiến Sở Lợi Dân không khỏi ngượng ngùng. Ông ấy đáp, tối nay có thị trường, còn mấy vị lãnh đạo Sở vệ sinh. Cậu đi thì sẽ có lợi. Ngô Bình, tôi không muốn đi. Sở Lợi Dân cũng hết cách, chỉ đành đáp, vậy được rồi. Sau khi ra khỏi văn phòng của viện trưởng, Ngô Bình đợi một lát là Đào Như Tuyết xuất hiện. Cô ấy đích thân đưa thuốc đến tận tay Ngô Bình. Loại thuốc này uống hay truyền dịch đều được. Liệu loại thuốc này có giúp bệnh nhân hồi phục được hay không thì chỉ trong 3 ngày là rõ. Bận rộn cả buổi, chẳng mấy chốc đã đến chiều, Ngô Bình còn chưa được ăn cơm. Anh cười nói, Như Tuyết, tối nay em đừng đi nữa, tối chúng ta đi ăn cơm đi. Đào Như Tuyết, vâng, vừa hay em cũng còn chút chuyện cần giải quyết ở Vân Kinh. Trước khi đi, Ngô Bình chào Hạ Ninh một tiếng. Thế nhưng, Hạ Ninh lập tức đuổi theo đòi anh mời cơm. Ngô Bình rất không vui, đáp, Hạ Ninh, tôi và bạn gái ra ngoài ăn cơm. Cô đi cùng không hay lắm thì phải. Anh đã từ chối thẳng thắn như vậy nhưng Hạ Ninh vẫn không hề lay động, đáp, không sao, tôi sẽ không cản trở hai người thân mật, tôi chỉ ăn thôi. Ngô Bình hạn hán lời, Đào Như Tuyết thì cười đáp, bác sĩ Hạ, chúng ta cùng đi ăn đi. Vừa hay tôi cũng muốn kết bạn với cô. Tại nhà hàng Hoàng Tân, Lina đã đến từ 2 tiếng trước để chuẩn bị đồ ăn cho Ngô Bình. Trong một gian phòng riêng, từng món ăn thơm ngon được bưng lên. Ngô Bình giờ đã có thể ăn nhưng không thể ăn quá nhiều vì anh vẫn còn đang trong giai đoạn đại thoái bệnh. Chương 835, kẻ ác lộng hành. Hạ Ninh hoàn toàn bị món ngon của Lina thu phục. Cô ấy say mê ăn, một mình Hạ Ninh ăn hết cả nửa bàn thức ăn. Đào Như Tuyết mặc dù cũng thích những món ngon này nhưng ăn khá từ tốn. Ngô Bình, Như Tuyết, tình hình bên phía tập đoàn Miêu Dược thế nào rồi? Đào Như Tuyết, lần trước anh góp vốn 35 tỷ tệ đã giúp tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn. Hiện tại, bọn em đang toàn lực đẩy mạnh sản xuất loại thuốc mới, hy vọng sẽ kịp tung ra thị trường vào cuối năm sau. Ngô Bình, cuối năm sau thì lâu quá. Đào Như Tuyết, đúng vậy, nhưng cũng không còn cách nào, thuốc mới muốn tung ra thị trường thì phải thông qua một lưu trình. Ngô Bình, nếu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì quá trình xét duyệt sẽ nhanh hơn phải không? Đào Như Tuyết, đương nhiên, nội trong 1 tháng có thể xong. Anh có cách gì sao? Ngô Bình đáp, anh vẫn luôn muốn làm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Hiện nay loại dược phẩm này trên thị trường tràn lan hàng kém chất lượng, dược lực thì bị phóng đại lên. Nếu chúng ta có thể tạo ra được sản phẩm thực sự có công hiệu thì không những có ích cho người dân mà còn đạt được lợi nhuận khổng lồ. Đào Như Tuyết mắt sáng như sao hỏi ngay, có phải anh đã có sẵn kế hoạch rồi không? Ngô Bình cười đáp, anh sẽ sớm đưa công thức cho em. Đào Như Tuyết gật đầu đáp, được. Ngô Bình rót 35 tỷ vào tập đoàn Miêu Dược, nắm 10% cổ phần. Sau này, anh đưa cho tập đoàn này vài phương thuốc. Tập đoàn Lý Thị sau đó đã mua 25% cổ phần của Miêu Dược rồi xây dựng tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Như vậy cũng có ích đối với nhà họ Lý. Họ đang ăn cơm thì thư ký của anh Hoa Giải Ngữ đột nhiên xuất hiện. Sau khi biết Ngô Bình đang ở Vân Kinh, Hoa Giải Ngữ và Long Vệ chiều qua đã theo tới đây. Có điều họ chưa làm phiền anh mà thôi. Long chủ, có tin tình báo gấp. Ngô Bình gật đầu, cô nói đi. Hoa Giải Ngữ, tin tức Long chủ cơ thể đang yếu do ở trong giai đoạn đại thoái bệnh đã lan khắp giới tu hành. Chúng tôi đang điều tra nguồn tin. Hiện tại đã có nhiều thế lực đang lăm le muốn hại Long chủ. Ngô Bình, ồ, là những thế lực nào vậy? Hoa Giải Ngữ, cả trong và ngoài nước đều có. Ngô Bình, nói các thế lực trong nước trước đi. Hoa Giải Ngữ, trong nước có các tổ chức sát thủ như Hội Kim Long, Bắc Mỹ Hắc Thiên Giáo, còn cả Thần Chú Môn và Vạn Ma Tông. Hoa Giải Ngữ, Long Chủ, anh chiếm được vị trí cao thủ nhân tiên số 1, thông tin anh vào kiếm phái Thục Sơn Bái Sư cũng đã truyền ra. Thần Chú Môn và Vạn Ma Tông đương nhiên không muốn để anh sống. Hội Kim Long đó thì hình như có thủ với anh, đằng sau bang hội này là mấy gia tộc lớn.
Còn về Bắc Mỹ Hắc Thiên Giáo thì có vẻ cũng rất e sợ Long Chủ. Ngô Bình, vậy còn các thế lực ngoại bang thì sao? Hoa Giải Ngữ, trong giới tu hành Đông Doanh nhiều thế lực đã để mắt đến Long Chủ từ lâu, cho rằng sau này anh sẽ trở thành kẻ thù đáng gờm của họ. Còn cả hội kỵ sĩ của Mễ Quốc, lần trước Long Chủ tiêu diệt đội kỵ sĩ số 3 của họ nên họ vẫn luôn chờ thời cơ báo thù. Ngô Bình cau mày, việc anh lâm vào đại thoái bệnh là việc cơ mật, tại sao lại dễ dàng lọt ra ngoài như vậy? Anh nói, tôi biết rồi, cô lui xuống trước đi. Hoa Giải Ngữ cúi đầu chào rồi lui ra, Hạ Ninh trợn tròn mắt hỏi, họ gọi anh là gì vậy? Long Chủ sao? Ngô Bình cười đáp, tôi có một công ty tên là Thiên Long, cô đó là thư ký của tôi. Tôi không thích người ta gọi mình là ông chủ nên mới nghĩ ra cách xưng hô đó. Hạ Ninh, nhưng cô ấy nói có rất nhiều người muốn hại anh, sao lại như vậy? Ngô Bình, là do cạnh tranh khốc liệt trên thương trường, cô cũng biết những thành quả nghiên cứu của tôi rất quan trọng. Hạ Ninh gật đầu, vậy anh nhất định phải cẩn thận. Hạ Ninh thực sự là tới đó chỉ để ăn, ăn uống no say rồi thì lập tức cáo từ vì phải trực ca tối. Cô ấy vừa đi khỏi, Đào Như Tuyết lập tức hỏi anh, tại sao anh lại muốn tới bệnh viện? Với thân phận của anh thì không cần thiết phải làm vậy. Ngô Bình, giờ cơ thể anh rất yếu, chẳng làm được việc gì. Có điều, vẫn đủ sức chữa bệnh cứu người. Đúng rồi, mấy ngày này đừng ở bên cạnh anh. Bây giờ là thời điểm nguy hiểm, ở cạnh anh sẽ bất lợi cho em. Đào Như Tuyết, vâng, anh nhớ phải cẩn thận đấy. Sau khi tiễn Đào Như Tuyết, Ngô Bình tới biệt thự Vân Đỉnh. Người nhà anh đều ở đây nên đương nhiên anh muốn quay về đó. Vừa về đến nhà, anh nói ngay, tối nay chúng ta đi tới đảo Vân Mộng dùng bữa đi. Ở dưới chân biệt thự Vân Đỉnh có một cái hồ, mọi người gọi là hồ Vân Trạch. Vào thời cổ đại, hồ này rộng tới hàng trăm dặm, sau này dần bị thu hẹp lại trở thành chiếc hồ ngày nay chỉ còn mấy chục km vuông. Trên hồ có một cái đảo nhỏ gọi là đảo Vân Mộng, diện tích vào khoảng 150.000 mét vuông có phong cảnh đẹp như tranh. 20 năm trước, Đường Thời Lộc đã mua lại đảo Vân Mộng, vốn định phát triển kinh tế ở nơi này. Nhà họ Đường xây dựng những ngôi nhà mang phong cách cổ kính, trồng cây và hoa trên đảo. Khi hòn đảo được xây xong thì Đường Thời Lộc rất thích nơi này, nếu rảnh rỗi sẽ tới đây ở một thời gian. Sau này kế hoạch phát triển kinh tế trên đảo bị hủy bỏ, nơi đây trở thành nơi nghỉ dưỡng của người nhà họ Đường. 20 năm nay, Đường Thời Lộc còn mời thêm rất nhiều thợ lành nghề tới hoàn thiện hòn đảo. Cho đến ngày nay, nhà họ Đường đã đầu tư vào đây hơn 3 tỷ tệ. Đường Tử Di đã tính toán qua, giá trị trên thị trường hiện tại của hòn đảo này không dưới 30 tỷ. Ngô Bình muốn đến đó, Đường Tử Di đương nhiên đồng ý. Cô ấy mỉm cười nói, được thôi, em lập tức dặn người chuẩn bị. Trước khi trời tối, người nhà họ Đường và người nhà Ngô Bình cùng tới đảo Vân Mộng. Cảnh ở đây rất nên thơ, trên đảo có cầu phao và mấy chiếc thuyền. Lina tối nay không nấu cơm mà được sự cho phép của Ngô Bình nên nhảy xuống hồ chơi. Là người có dòng máu của hải thần, mỗi khi xuống nước là cô ấy có những năng lực vô cùng đáng gờm. Có hồ Vân Trạch ở đây, Lina không ngán bất cứ cao thủ nào. Đồng thời, 20 long vệ cũng chia nhau canh gác các vị trí khác nhau trên đảo. Ngô Chấn Đông và Đường Minh Huy ở trong vườn hoa uống rượu chém gió vui vẻ. Đường Tử Di, Ngô Mi và vài người khác đang buôn chuyện về thời trang và mỹ phẩm. Ở bên bờ hồ, Ngô Bình buông cần câu cá, chờ xem có con cá nào cắn câu không. Đông Hoàng ngồi bên cạnh nhìn về phía xa xăm, cũng không ai biết nó đang nhìn cái gì. Đột nhiên, cần câu chúc xuống, Ngô Bình câu được một con cá chép đỏ, ít cũng phải gần 3 cân. Ngô Bình đảo mắt phàn nàn, Lina. Từ dưới nước vọng lên tiếng cười khúc khích, Ngô Bình thả lại con cá xuống hồ. Rõ ràng con cá này là Lina cố tình móc vào cần câu cho anh. Ngô Bình cứ ngồi như vậy, chẳng mấy chốc đã là 10 giờ tối. Xung quanh đảo đột nhiên đầy sương mù, càng lúc càng dày đặc khiến tầm nhìn xung quanh không tới 1 mét. Làn sương mù dày đặc từ phía xa dần dần kéo về phía hòn đảo. Nó cứ tiến gần hơn, 500 mét rồi 100 mét. Thấy hòn đảo sắp bị nhấn chìm trong lớp sương mù đen đặc, Ngô Bình cười lạnh, không dám hiện thân mà phải chơi trò hèn này sao? Anh vừa dứt lời, một làn nước từ dưới hồ lập tức dâng lên. Làn nước dày tới mấy mét, dâng cao lên hàng trăm mét rồi hợp lại tại một điểm. Sau cùng, nó tạo thành một tấm khiên khổng lồ bảo vệ hòn đảo. Làn sương mùa kia gặp khiên nước thì không thể tiến gần hòn đảo hơn. Tiếp đó, Ngô Bình tiếp tục câu cá. Hơn nửa tiếng sau, từ trong làn sương dày truyền tới tiếng cười quái dị,
một giọng nam không ra nam nữ không ra nữ vọng tới, Ngô Bình, xung quanh hòn đảo này toàn cao thủ bao quanh. Mày nghĩ mày có thể chống lại bọn tao được hay sao? Ngô Bình, có chống lại được không hồi sau sẽ rõ. Nhưng có chuyện này mà tao biết rất rõ. Đối phương hỏi, chuyện gì? Ngô Bình bình thản đáp, đó là sau khi tao đếm đến ba thì đầu mày sẽ lìa khỏi cổ. Một, hai, ba. Dứt lời, từ trong màn xương vọng ra một tiếng kêu thảm thiết. Nhân Bì Viêm giương tay xách một cái đầu chảy máu ròng ròng, ném xuống dưới chân Ngô Bình. Ngô Bình liếc mắt nhìn, cái đầu vẫn đang mở mắt trừng trừng. Kẻ này chết không nhắm mắt. Chương 836, cuộc tàn sát. Ngô Bình đáp, ai bảo mày lắm mồm, nếu mày im miệng đi thì tao đã không giết mày rồi. Chủ nhân, cái đầu này tu vi không thấp, là một địa tiên cảnh giới thuần dương. Thế nhưng trước mặt chân quân như Viêm Dương thì không chịu nổi một đòn nên lập tức mất đầu. Ngô Bình cao giọng nói, các vị bằng hữu từ xa tới, không lên đảo uống chén trà sao? Dứt lời, lại một giọng nói vang lên, Ngô Bình, đêm nay mày chắc chắn phải chết, không ai cứu được mày đâu. Ngô Bình, vậy sao? Nhưng mày cũng không thấy được cảnh tượng đó đâu, vì mày sẽ chết ngay bây giờ. Rào. Ở mặt nước cách đó mấy mét đột nhiên có một con rắn nước phi lên khỏi mặt nước, nó siết chặt một người đàn ông mặc áo đen. Người này có tu vi chân nhân nhưng cũng không thể nào đánh lại rắn nước. Rắn nước quấy đuôi một cái, ném người đàn ông vào trong làn nước, rơi bịch xuống trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình niệm một đoạn chú, một ánh sáng màu tím bay tới trói chặt gã đàn ông. Ánh sáng tím đó chính là chiếc dây thường tử kim mà Đông Hoàng đổi cho anh. Loại pháp khí này chỉ cần niệm chú là điều khiển được nên rất tiện sử dụng. Gã đàn ông áo đen bị trói chặt đến nỗi không thể cử động. Vẻ mặt hắn rất khó coi, nhìn chằm chằm Ngô Bình rồi quát, đồ đê tiện. Ngô Bình bình thản ra lệnh, vả miệng. Một long vệ lập tức xuất hiện, tát cho gã đàn ông một cú nổ đom đóm mắt. Gã đàn ông bay lên mấy chục mét, đầu bẹp rúm lại. Long vệ kia dịch chuyển, lại nhặt lấy gã đàn ông đem tới trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình nhìn gã đàn ông bị đánh cho ngu người, hỏi, giờ nói chuyện tử tế được chưa? Tên áo đen cuối cùng đã hiểu ra mạng của hắn đang nằm gọn trong lòng bàn tay Ngô Bình nên không còn hống hách như trước nữa. Hắn hỏi, giờ cậu muốn gì? Ngô Bình nhìn hắn rồi hỏi, anh là ai? Đối phương, tôi là một người tu luyện bình thường sống ở Viêm Long, tên là Lục Ngô. Tôi chuyên làm việc giúp một số thế lực ở địa tiên giới. Ai bảo anh đến giết tôi, anh hỏi tiếp. Lục Ngô hỏi, nếu tôi nói với cậu thì cậu sẽ không giết tôi sao? Ngô Bình, đương nhiên rồi, miễn là anh nói thật. Lục Ngô, tôi chỉ nhận lời từ người trung gian nên không biết thân chủ sau cùng của mình là ai. Ngô Bình cau mày, không biết sao? Vậy thì anh có ý nghĩa gì với tôi đâu cơ chứ? Lục Ngô, xin hãy nghe tôi nói hết. Mặc dù tôi không biết người đó là ai, nhưng nghe người trung gian nói có ít nhất 4 thế lực muốn giết cậu. Ngô Bình thấy hơi khó chịu. Ở địa tiên giới anh lại được coi trọng đến vậy sao? Anh hỏi tiếp, anh còn biết gì nữa? Lục Ngộ, ban nãy ở bên ngoài, tôi thấy có người đang bố trí sát trận. Bọn họ định bao vây cả hòn đảo rồi dùng sát trận giết hết tất cả mọi người trên đảo. Ngô Bình, anh có quen kẻ bày trận không? Lục Ngộ, có vẻ đó là trận sư của thần chú môn. Ngô Bình nheo mắt lại, thần chú môn. Lục Ngô như thể sợ lượng thông tin vừa cung cấp chưa đủ để Ngô Bình không giết mình nên vội vã bổ sung, cậu Ngô, tôi còn biết một chuyện. Người tới đây còn có một sát thủ xếp số 5 trong số những sát thủ lợi hại nhất. Tên hắn ta là Mặt Quỷ. Anh quen hắn sao? Người này quanh năm đeo mặt nạ quỷ cho nên tôi vừa nhìn đã nhận ra hắn. Lục Ngô nói tiếp, hắn chắc chắn mạnh hơn tôi, hình như hắn tu luyện nhẫn thuật. Ngô Bình lẩm bẩm, là nhẫn giả sao? Thú vị rồi đây. Sau đó anh nói với Lục Ngô, hiện giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một là tôi lập tức giết anh, hai là anh ở lại trên đảo này làm người giúp việc 10 năm. Lục Ngô lập tức đáp, tôi chọn con đường thứ hai. Ngô Bình phất tay, đi đi, quét tước tất cả các con đường trên đảo một lần. Nói rồi anh thu lại sợi dây thường tử kim. Lục Ngô không dám chạy trốn vì biết có chạy cũng không trốn nổi nên ngoan ngoãn đi quét dọn. Viêm Dương, Thượng Tiên, sao lại không giết hắn? Ngô Bình đáp, Lục Ngộ này khí vận không tệ, không nên chết trong tay ta. Viêm Dương rất ngạc nhiên, Thượng Tiên nói người này rất có tiền đồ sao. Ngô Bình gật đầu, ta đã quan sát khí tượng của hắn, tương lai ít nhất có thể trở thành chân quân. Tạm thời không giết, giữ lại cái mạng cho hắn. Viêm Dương, Thượng Tiên, hay là để tôi đi quét sạch,
đuổi hết đám người kia đi. Ngô Bình, đuổi đi thì không còn gì thú vị. Vừa hay ta muốn xem trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu kẻ muốn giết ta. Viêm Dương, Thượng Tiên khi nào mới hết đại thoái bệnh? Ngô Bình, e là phải hơn một tháng. Viêm Dương kinh ngạc, đến khi đó Thượng Tiên sẽ có được tiên thể. Ngô Bình, ba linh khiếu cuối cùng trong số 9 linh khiếu có yêu cầu cực cao về thể chất, cho nên mới có lần lột xác như đại thoái bệnh. Bước này nếu không thể hoàn toàn tiến hóa được thì sẽ không có cách nào tiếp nhận được sức mạnh mà ba linh khiếu này mang lại. Viêm Dương, Thượng Tiên, việc này tôi cũng đã từng nghe nói. Có điều năm đó tôi chỉ mở được 7 linh khiếu nên không biết nếu khai mở toàn bộ 9 linh khiếu thì rốt cuộc sẽ có sức mạnh lớn đến thế nào. Ngô Bình, nếu mở được cả 9 linh khiếu thì có thể giải mã gen, tăng cường sức mạnh thể chất. Viêm Dương, Thượng Tiên nhất định có thể làm được. Ngô Bình vẫy tay gọi Lina, tôi cho cô 200 cây băng phách thần quang châm. Nếu gặp chân nhân dùng 3 châm, nếu gặp chân quân dùng 9 châm. Ở hồ này, bất luận là kẻ nào muốn giết người của ta thì không cần nương tay, giết chết không tha. Vâng, Lina nghe lệnh. Ngô Bình, tôi cho cô thêm 10 long vệ, cô dùng thuật độn thủy giúp họ đánh úp đám người kia bất ngờ. Nếu có cơ hội thì phải phá luôn trận pháp của bọn chúng. Vâng, 10 long vệ đồng thanh nghe lệnh. Sau đó anh dạy Lina cách dùng châm. Lina gật đầu rồi biến mất dưới làn nước. Sau đó, 10 long vệ cũng lao ra ngoài kết giới nước rồi biến mất tăm dưới lòng hồ. Ở mặt hồ cách đó không xa có một nam một nữ đang đứng trên mặt nước. Gương mặt họ mờ nhòe trong đêm tối, nhìn không rõ tướng mạo. Người đàn ông nói, tên này cũng có chút thủ đoạn đấy, còn biết dùng nước tạo kết giới để ngăn chặn u minh quỷ sát của chúng ta. Người phụ nữ, phu quân, u minh quỷ sát của chúng ta trước nay chưa từng thất bại. Hôm nay bất luận thế nào cũng phải giết được hắn ta. Người đàn ông, phu nhân, người của thần chú môn đã bày ra tam thiên chú sát đại trận. Loại chú này mà được niệm thì trên đảo này sẽ trở thành một biển máu, chúng ta cứ đợi mà xem. Đúng lúc này mặt nước dưới chân hai người họ chấn động, một thanh đao sáng loáng lao lên khỏi mặt nước cắt đôi người đàn ông. Ông ta hét lên, máu nhuộm đỏ mặt hồ. Người phụ nữ kinh hãi hô lên một tiếng, kéo phần thân trên của người đàn ông kia bay vút lên không trung. Nhưng đúng lúc này, ba cây châm mảnh cắm vào người bà ta. Trong nháy mắt, cơ thể bà ta đóng băng, trở thành một bức tượng băng. Choang! Ánh sáng của con dao lại lóe lên, bức tượng băng vỡ nát, những mảnh vỡ rơi xuống hồ rồi tan ra màu máu và những mảnh thịt vương vãi trên hồ. Ở một góc khác, một người đàn ông bị làn khói đen bao phủ đang dẫm lên một đám lá cây dập dềnh trên mặt hồ. Khí tức của người này lúc ẩn lúc hiện, tỏa ra sát khí đáng sợ. Người đàn ông là nhẫn giả của Đông Doanh, xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng sát thủ. Lần này hắn ta tới là nghe lệnh giới tu chân của Đông Doanh tới giết Ngô Bình. Ngô Bình cai quản Thiên Long đã trở thành mối đe dọa của Đông Doanh nên bọn họ phải diệt trừ mối họa này. Đột nhiên, trong lòng hắn ta sinh cảnh giác nên bay vút lên hàng chục mét nhưng vẫn chậm một nhịp. Dưới gót chân hắn ta đột nhiên thấy ngứa, ba cây băng phách thần quang châm đã đâm vào gót chân hắn ta. Giây tiếp theo, cơ thể hắn ta đông cứng lại, trong lòng khiếp sợ nhưng không thể phản ứng. Một lưỡi dao bay lên khỏi mặt nước chặt khối băng thành hai khúc. Ánh sáng của con dao lóe lên rất nhanh, khi hắn ta còn chưa kịp biến thành bức tượng băng hoàn toàn thì đã bị giết chết rồi. Những sự việc như vậy xảy ra khắp nơi trên mặt hồ. Trong nháy mắt, nước hồ chuyển thành màu đỏ, hàng chục thi thể rơi xuống nước. Cuối cùng, những kẻ còn lại trên hồ cảm nhận được nguy hiểm nên vội vã rút lui. Đột nhiên, vào lúc này trên mặt hồ vọng tới tiếng niệm chú nghe đinh tai nhức óc. Tiếng niệm chú này như thể đến từ nơi xa xôi không bờ bến, vọng tới nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn con người. Chương 837, sát trận trong khu dân cư. 12 long vệ ôm đầu đau đớn, vội vã quay lại đảo. Lina cũng quay lại trấn thủ hồ Vân Trạch. Ở trên đảo, Ngô Bình đương nhiên cũng nghe thấy tiếng niệm chú. Anh nói, chú sát đại trận của chúng đã hình thành rồi. Lina ôm lấy đầu, trong lòng cảm giác rất bi thương, đột nhiên cảm giác muốn kết thúc mạng sống. Ngô Bình lấy ra một cái chiêng này là lúc Ngô Bình mua khối nguyên thạch ở chợ đen rồi giải thạch ra mà có được. Sau này anh phát hiện thứ này có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của con người. Anh đưa tay gõ vào chiêng thì một tiếng tang vang lên. Đầu Lina đột nhiên không đau nữa. Ngô Bình như thể nghĩ ngợi gì đó rồi nói, chiếc chiêng này có khả năng phá giải chú nguyền. Viêm Dương, hãy đi gõ chiếc chiêng này, mỗi nhịp thở gõ một hồi. Viêm Dương xách cái chiêng, bay lên cao để gõ.
Một hồi chiêng vang lên, áp chế tiếng niệm chú bên ngoài, khiến nó không thể ảnh hưởng đến những người ở trên đảo. Gõ chiêng một hồi khiến Viêm Dương hao tổn sức lực, có điều do Viêm Dương rất mạnh nên vẫn có thể kiên trì được. Ở đầu bên kia, bên ngoài đám người đang thi triển Tam Thiên Chú Sát đại trận vô cùng lo lắng bởi đại trận này thi triển trên phạm vi lớn nên tiêu hao rất nhiều sức lực. Mỗi 15 phút là sẽ đốt hết 1.000 đồng tiền bùa. Không chỉ có vậy mà nguyên khí của mỗi người cũng hao tổn rất nhiều. Nửa tiếng rồi một tiếng sau, một chú sư trong số những chú sư đang thi triển đại trận hỏi, tại sao đám người trên đảo vẫn chưa chết? Tôi sắp không giữ nổi nữa rồi. Trên đảo có pháp khí hóa giải chú nguyền, chỉ e hôm nay chúng ta không giết được hắn. Lui thôi, một kẻ khác rất quyết đoán ra lệnh. Lập tức, đám người kia thu lại sát trận, nhanh chóng rời khỏi hồ. Mấy phút sau, lớp sương mù dày đặc dần tan đi. Vầng trăng bắt đầu hiện ra, sáng vằng vặc giữa trời. Lina thu lại kết giới bằng nước, hỏi, bọn chúng sẽ không đến nữa chứ? Ngô Bình đáp, một buổi tối chết mấy chục người, trong đó có rất nhiều địa tiên. Bọn chúng sẽ không tới nữa đâu. Quả nhiên, sau đó cả đêm mặt hồ bằng phẳng, không còn kẻ nào xuất hiện nữa. Ngô Bình rất cao tay, dọa cho những kẻ muốn giết anh sợ hãi. Bọn họ thậm chí còn tưởng rằng Vô Tương Phong đã âm thầm phái người bảo vệ Ngô Bình. Nghĩ đến việc phong chủ Vô Tương Phong là một tiên quân cảnh giới động tàng thì ai nấy đều không khỏi lạnh tóc gáy, lập tức hủy bỏ kế hoạch ám sát Ngô Bình. Trời sáng, Ngô Bình lại tới bệnh viện làm việc. Vừa tới bệnh viện là anh lập tức thấy rất nhiều bác sĩ khác nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng ái mộ. Bất luận là trước đó có quen anh hay không, ai cũng chào hỏi anh. Có chuyện gì vậy, khi tới văn phòng, anh liền hỏi bác sĩ Mã. Bác sĩ Mã cười đáp, bác sĩ Ngô, cậu vẫn chưa biết sao. Hôm qua viện trưởng đã cho đăng tải đoạn video cậu phẫu thuật cho cô bé kia lên trang mạng y khoa nổi tiếng, rất nhiều bác sĩ ngoại khoa trên toàn thế giới vào xem và bình luận. Các đồng nghiệp trên thế giới ai nấy ngả mũ bái phục khả năng phẫu thuật thần sầu của cậu, khen cậu hết lời. Đúng rồi, số lượt xem video đó giờ đã là hơn 20 triệu. Hiện giờ video đó đã được phát trên các diễn đàn khác nữa. Đến cả khán giả đại chúng cũng khen cậu nức nở. Ai cũng nói tay nghề phẫu thuật của cậu vừa chuẩn xác, lại còn nghệ cả củ, khen cậu là bàn tay vàng trong làng phẫu thuật ngoại khoa. Ngô Bình rất ngạc nhiên, anh không ngờ viện trưởng lại đăng đoạn clip đó lên mạng. Ngô Bình đáp, giờ tôi mới biết chuyện. Bác sĩ Mã, chuyện này gây chấn động giới y khoa, có rất nhiều người gọi điện cho viện trưởng hy vọng được cậu làm phẫu thuật cho. Mấy ngày tới đây chắc chắn cậu sẽ vô cùng bận. Ngô Bình không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Anh thay quần áo rồi tiếp tục làm việc. Công việc chẩn đoán bệnh rất bận rộn, những bệnh nhân với những tình trạng bệnh khác nhau không ngừng xuất hiện. Trong một buổi sáng, Ngô Bình đã khám và trị liệu cho 29 bệnh nhân, trong đó có cả mấy ca tự sát. Thực ra chuyện này vốn cũng không có gì lạ, dù gì ngày nào cũng có người muốn tự sát. Nhưng người tự sát hôm nay có chút khác thường. Ngô Bình phát hiện ra, những người tự sát này đến từ cùng một khu dân cư. Chuyện này không bình thường chút nào. Cho nên, buổi chiều ngay sau khi tan ca, anh đưa theo Hoa Giải Ngữ và hai long vệ đi đến khu phố nơi xảy ra sự việc kỳ lạ. Đó là một khu dân cư cũ kỹ, đã xây dựng từ mười mấy năm về trước. Bởi vì mô hình quy hoạch thời đó đã lạc hậu dẫn đến việc bãi đỗ xe chật ních, nhiều chiếc xe còn đỗ trên đường đi khiến giao thông ách tắc. Đó là một khu tập thể nhiều tầng, các căn nhà để ở đều ở tầng trên. Thùng rác dưới chân khu nhà chất đầy rác, mùi bốc lên hôi thối như thể lâu lắm không có người dọn dẹp, quét dọn. Khi đoàn người của Ngô Bình tới thì phát hiện có mấy hộ gia đình đang chuyển đi. Những con đường xung quanh đó cũng vắng tanh vắng ngắt. Ngô Bình lấy ra một bao thuốc. Đi tới chỗ phòng tiếp khách. Trong phòng có mấy người đàn ông đứng tuổi đang ngồi uống trà nói chuyện. Ngô Bình cười nói, bác ơi, cháu muốn hỏi bác một chuyện, nói rồi anh đưa thuốc cho mấy người này. Một người đàn ông chừng 50 tuổi nhận điếu thuốc rồi hỏi, cậu hỏi chuyện gì? Ngô Bình, bác ơi, cháu thấy có nhiều nhà đang chuyển đi lắm. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông nhìn ra ngoài rồi đáp, ngày nào chẳng có người chuyển đi. Khu này dân cư đã chuyển đi một nửa. Nếu chưa chuyển thì cũng sắp chuyển đi rồi. Ngô Bình hỏi, tại sao vậy ạ? Người đàn ông thở dài đáp, từ tháng trước, ở khu này liên tục có người tự sát. Ban đầu là một tuần hai người, nhưng gần đây thì ngày càng đáng sợ, hầu như ngày nào cũng có người chết. Hôm nay là kinh hoàng nhất, có 13 người tự sát. Hiện giờ ai cũng lo sợ, đều nói khu này phong thủy không tốt nên phải chuyển đi. Người có tiền thì đã mua nhà mới,
ai không có tiền thì ra ngoài thuê nhà. Không ai muốn ở lại đây nữa. Nói đến đây, người đàn ông bổ sung, ngày mai chúng tôi cũng sẽ xin từ chức. Nơi này quá đáng sợ, chúng tôi cũng không dám ở lại nữa. Ngô Bình gật đầu, sau đó đưa Hoa Giải Ngữ và Long Vệ đi xung quanh khu tập thể đó. Hoa Giải Ngữ, Long Chủ, những việc thế này theo lẽ thường là do tiên viện quản. Ngô Bình, có vẻ như người của tiên viện đã tới đây trước rồi, cô nhìn xem. Hoa Giải Ngữ nhìn về phía trước thì thấy đằng trước tòa nhà có ba người đàn ông mặc áo bào đạo sĩ đang thì thầm to nhỏ với nhau. Hoa Giải Ngữ, họ đến nhanh thật. Ngô Bình, đã bao nhiêu người phải bỏ mạng mà là đến sớm sao? Đi, chúng ta qua đó chào một tiếng. Hoa Giải Ngữ mở lời, chúng tôi là người của Thiên Long, đây là thủ lĩnh của chúng tôi. Ba người kia ngạc nhiên, vội vã hành lễ, hân hạnh được gặp Long Chủ. Tiên viện là tổ chức chuyên xử lý những chuyện kỳ dị như thế này. Ví dụ như những chuyện liên quan đến cương thi, quỷ hồn, yêu quái đều do họ phụ trách. Ngô Bình, các vị không cần đa lễ. Lúc tôi ở bệnh viện tình cờ phát hiện ra chuyện lạ này nên mới tới xem. Các ông có phát hiện ra điều gì bất thường không? Một người đàn ông đáp, Long Chủ, chúng tôi dùng la bàn phát hiện từ trường của khu nhà ở này có vấn đề. Từ trường ở đây mạnh gấp 1.000 lần so với bên ngoài. Nếu ở đây lâu thì không tự sát cũng phát điên. Từ trường mạnh sao, Ngô Bình suy nghĩ, ở quanh đây có lẽ có trận pháp. Đa số các trận pháp đều sẽ ảnh hưởng đến từ trường nên Ngô Bình mới đưa ra phán đoán như vậy. Ba người kia đưa mắt nhìn nhau, một người nói, Long Chủ, nhưng chúng tôi lại chưa phát hiện ra được trận pháp nào quanh đây. Ngô Bình đáp, tìm kỹ hơn xem, chắc chắn nó đã được giấu kỹ. Anh mở mắt thấu thị, tiếp tục tìm kiếm trong khu tập thể. Khi anh đi qua một vườn hoa, phát hiện ở dưới hòn non bộ có người chôn một trận đồ. Loại trận đồ này không hề tầm thường, tu sĩ bình thường không thể nào tạo ra được. Tìm được trung tâm trận đồ, anh nhanh chóng tìm ra vị trí các mắt trận khác. Anh chưa nói với mọi người ngay mà gọi ba người của tiên viện cùng rời khỏi đó. Mấy người họ lên xe, Ngô Bình nói, các vị, chuyện này vốn thuộc thẩm quyền của các vị. Nhưng tôi đã đến đây rồi thì nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Thủ lĩnh của ba người kia vội đáp, Long Chủ suy nghĩ nhiều rồi, có Long Chủ ra tay tương trợ, chúng tôi vô cùng biết ơn. Ngô Bình gật đầu, tôi đã tìm thấy các mắt trận, nhưng trận pháp này không phải tu sĩ thông thường tạo nên. Trận pháp này được đặt ở một khu dân cư bình thường như vậy, chắc chắn có lý do đằng sau. Tối nay chúng ta lên tầng thượng khu tập thể xem. Theo tôi đoán, kẻ bày trận tối nay chắc chắn sẽ xuất hiện. Chương 838, sát nhân sập bẫy. Buổi chiều, Ngô Bình tiếp tục về viện làm việc, sau khi tan làm, anh ăn tối ở một quán ăn gần đó. Anh vừa tới thì ba người của tiên viện cũng đã đến. Thủ lĩnh của họ là Thẩm Hạ, Ngô Bình gọi món cho họ rồi nói, ăn tự nhiên, bữa này tôi mời. Nhóm Thẩm Hạ đều kinh ngạc, họ là những thành viên cấp thấp nhất ở tiên viện, không ngờ lại được Long Chủ của Thiên Long tiếp đón như vậy. Ngô Bình ăn vài miếng rồi bỏ đũa xuống, nói, 7 giờ, chúng ta sẽ đến đó canh. Phải xem người đó định làm gì đã. Bọn họ ăn nhanh chóng rồi lập tức di chuyển mái nhà của tiểu khu. Ở trên này có thể nhìn rõ tất cả mọi chuyện diễn ra bên dưới. Ngô Bình dẫn hai Long Vệ theo, anh bảo họ theo dõi ở phía dưới, sau đó lấy một bao thuốc lá ra mời nhóm Thẩm Hạ. Bọn họ ngồi xuống rồi vừa hút thuốc, vừa tán ngẫu. Các anh ở tiên viện chắc cũng bận lắm nhỉ, Ngô Bình hỏi. Anh không biết nhiều về tiên viện lắm. Chỉ nghe nói viện trưởng là một người rất giỏi thôi. Thẩm Hạ cười đáp, cũng tạm, chân chạy vặt như chúng tôi thì phải bay khắp nơi, mà cũng ít được xin nghỉ lắm. Nghe nói viện trưởng của các anh là một nhân vật truyền kỳ hả, anh hỏi. Thẩm Hạ lập tức tỏ vẻ tôn sùng rồi đáp, đương nhiên, viện trưởng của chúng tôi từng nhận được chỉ dẫn của vị thánh nhân đó nên cũng có thể coi là đệ tử của thánh nhân. Ngô Bình tỏ vẻ xúc động, vị thánh nhân trấn thủ thiên kinh nghe đâu là một cường giả từ thời tiền sử. Được cả nước thờ phụng. Người nhận được truyền thừa của thánh nhân đương nhiên phải phi phàm rồi. Thẩm Hạ nói, năm 17 tuổi, viện trưởng đã xử lý rất tốt một việc ở cấp đen bính. Sau đó, anh ta giải thích cho Ngô Bình biết mọi công việc ở tiên viện đều được phân cấp theo màu sắc. Công việc đáng sợ nhất sẽ ở cấp màu đen, sau đó là tím, đỏ, lam, trắng, mỗi màu lại được chia ra thành 4 cấp nhỏ là giáp, ất, bính, đinh. Ngô Bình, viện trưởng của các anh tên là gì? Thẩm Hạ lắc đầu, chúng tôi không biết, bình thường toàn gọi là viện trưởng thôi. Các anh gặp ông ấy bao giờ chưa? Ngô Bình cười hỏi.
Thẩm Hạ có vẻ lúng túng rồi lắc đầu, cấp bậc của chúng tôi thấp quá nên chưa được gặp bao giờ. Sau đó, anh ta nói tiếp, nhưng hôm nay chúng tôi thấy rất vinh hạnh khi được gặp Long Chủ, sau này có chuyện để về chém gió với các anh em rồi. Ngô Bình, tôi nghe nói, viện trưởng của các anh là tiên quân cảnh giới động tàng rồi đúng không? Thẩm Hạ cười trừ, cái này tôi chịu, nhưng viện trưởng đã xử lý được việc ở cấp đen bính thì chắc chắn phải có thực lực rất mạnh, hình như là cấp tiên quân. Loáng cái, họ đã nói chuyện đến 10 tối, một long vệ thông báo, Long Chủ, có người. Ngô Bình đứng dậy thì thấy có một người phụ nữ trung niên quét dọn vệ sinh xuất hiện ở vị trí mật trận, bà ấy khoảng 50 tuổi, gương mặt già nua. Bà ấy nhìn trái ngó phải, sau đó lấy một thứ gì đó ra ném vào mật trận. Thẩm Hạ, Long Chủ, ra tay thôi chứ. Ngô Bình lắc đầu, bà ta chỉ là con tốt thí thôi, người giật dây đang ở chỗ khác. Nói rồi, anh phóng thần niệm ra tìm xung quanh, loáng cái, đã thấy có một người thanh niên trên con đường nhỏ thi thoảng lại liếc nhìn về phía người phụ nữ. Khi thần niệm của Ngô Bình khóa hắn lại, hắn lập tức nhảy dựng lên như con thỏ bị dọa sợ, sau đó chạy thật nhanh đi mất. Ngô Bình, bắt lại. Hai long vệ nhảy xuống rồi đuổi theo người thanh niên đó. Chưa tới 3 phút sau, một trong hai long vệ đã bắt được hắn. Người thanh niên đã hôn mê, gãy 9 cái xương sườn, miệng đầy máu. Ngô Bình đá một cú vào người hắn, hắn mở mắt ra rồi lườm anh. Ngô Bình, nói đi, sao anh lại bày hung trận ở tiểu khu? Người thanh niên vẫn im lặng. Ngô Bình, không nói cũng không sao, tôi sẽ thôi miên anh. Người thanh niên nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra nói, anh là người của tiên viện. Ngô Bình, tôi là thủ lĩnh của Thiên Long. Người thanh niên ngạc nhiên hỏi, anh là Long Chủ ư? Sao Thiên Long lại đến nơi nhỏ bé này? Ngô Bình, tôi cũng đang muốn hỏi anh vậy đấy. Người thanh niên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, tôi biết vì sao họ bảo tôi giết người ở đây rồi. Ngô Bình cau mày, còn ai đứng sau lưng anh nữa à? Người thanh niên, người đó bảo tôi giết người ở tiểu khu này, chỉ cần tôi giết được trên 50 người thì sẽ được thưởng 100 tiền bùa. Trước đó, tôi còn thấy khó hiểu không biết tại sao họ muốn giết người. Nhưng giờ thì tôi rõ rồi, mục đích của họ chính là dụ anh đến đây. Ngô Bình biến sắc mặt, lập tức biết đây là một cái bẫy nên nói, mau rút thôi. Muộn rồi, người thanh niên tỏ vẻ tuyệt vọng, đại trận của tôi chỉ cần thay đổi một chút thôi là biến thành thiên sát tuyệt mệnh trận. Người ở tiểu khu này sẽ chết hết. Kể cả anh và tôi. Hắn vừa nói xong, một luồng sát khí khủng khiếp đã bủa vây xung quanh, tiểu khu lập tức chìm trong biển sương mù màu đen. Ngô Bình rất bình tĩnh, anh hô lớn, người các người muốn giết là tôi, giờ tôi khoanh tay chịu trói, được không? Nói rồi, anh giơ cả hai tay lên. Thật không, xem ra cậu cũng không đến nỗi ngu dốt, biết mình không thể chạy thoát được, một giọng nói già nua vang lên, sau đó có một bóng đen bay tới rồi rơi xuống trước mặt Ngô Bình. Đó là một cái gông cho tử tù thời cổ đại, ở giữa có một lỗ thủng cho vị trí cổ, hai cái lỗ nhỏ hai bên để tay, ngoài ra còn có xích để trói chân lại. Giọng nói già nua ấy, không muốn người ở đây chết thì tự trói mình lại. Ngô Bình, được. Anh nói với Thẩm Hạ, anh đeo lên giúp tôi. Thẩm Hạ tái mặt nói, không được đâu Long Chủ, họ không phải người giữ chữ tín đâu. Ngô Bình, làm đi. Thấy anh kiên quyết như vậy, Thẩm Hạ cắn răng đeo gông lên cho anh. Sau đó đến xích chân. Trông Ngô Bình bây giờ hệt như một phạm nhân cổ đại, tay chân không thể cử động. Hơn nữa, gông và xích này đều là pháp khí, nó sẽ liên tục phóng ra năng lượng để trấn áp toàn bộ sức mạnh của Ngô Bình, khiến anh không thể sử dụng thần niệm được. Ngô Bình vốn đang trong giai đoạn bị bệnh đại thoái, cơ thể yếu ớt, giờ bị cùm lại thì còn yếu hơn cả người bình thường. Ngô Bình, tôi đã làm theo lời các người rồi, hy vọng các người cũng giữ lời. Giọng nói kia, ngũ truyền, dẫn cậu ta đến bãi đậu xe dưới lòng đất. Người thanh niên bị thương đứng dậy nói, vâng. Hắn dẫn Ngô Bình đi tới thang máy rồi xuống tầng 2, đây là bãi đậu xe. Đi thêm một đoạn thì Ngô Bình nhìn thấy có 3 bóng người mờ ảo. Ngô Bình nói, để giết tôi, các người hao tâm tổn trí và không từ một thủ đoạn nào nhỉ. Người đứng giữa cất giọng già nua, cậu không chết thì chúng tôi ăn ngủ không yên, cho nên đành vậy thôi. Ngô Bình, người bình thường ở đây vô tội, gỡ đại trận đi. Chương 839, U Minh Hỏa Chú. Người đó nói, nếu đã bắt được cậu rồi thì đương nhiên chúng tôi sẽ không phí sức làm những người phàm này làm gì, vì thế cậu không phải lo. Người đó vừa nói dứt câu, Ngô Bình đã cảm thấy đại trận bên ngoài bị gỡ bỏ, sát khí cũng biến mất.
Anh hỏi người đó, ông là ai? Người đó cười lớn đáp, tôi là ai không quan trọng, mà giờ cậu sắp chết rồi có biết thì cũng làm gì đâu, đúng không? Ai bảo tôi sắp chết, Ngô Bình thờ ơ nói. Bù! Viêm Dương xuất hiện, tay cầm kiếm Hắc Long rồi chém xích dưới chân Ngô Bình, sau đó đến gông trên cổ. Cái gì? Ba người kia hoảng hốt, người đang nói chuyện vung tay lên, một đại thủ chảo màu xanh xám chộp về phía Ngô Bình. Trông thấy tài năng của ông ta, Ngô Bình đoán ít người này cũng phải là chân nhân cảnh giới linh biến giống Đường Thái Canh. Viêm Dương lao đến rồi tung một quyền phá tan đại thủ chảo ấy, người ra tay kêu lên hự một tiếng, suýt nữa ngã nhào. Đúng lúc này, người ở phía bên trái chợt cất một giọng nói quái lạ. Ngô Bình cảm thấy lưng mình lạt toát, anh ngoái lại thì nhìn thấy một cương thi mặt mày hung dữ đang tấn công mình. Anh vẫn đang yếu nên không thể né kịp. Ngay sau đó, đã có hai bóng người xuất hiện, cương thi kia bị chém làm bốn đoạn, còn hai long vệ mới đến thì đứng cạnh Ngô Bình với khí thế oai phong. Người ở giữa hừ nói, Ngô Bình, cậu tưởng họ có thể bảo vệ được cậu ư? Ngũ độc tuyệt mệnh chú, tấn công. Một lá bùa bay lên rồi rơi xuống người Ngô Bình, tay anh đang cầm sẵn bùa cứu mạng mà đại sư Thanh Liên cho nên lập tức sử dụng ngay. Một ánh sáng màu vàng bao phủ toàn bộ người Ngô Bình, bùa chú của người kia va chạm với ánh sáng này một cái là nổ tung rồi biến mất ngay. Tấn công thất bại, người đó vừa tiếc của vừa ngạc nhiên. Ngạc nhiên là bởi Ngô Bình có thể phá được ngũ độc tuyệt mệnh chú của ông ta, tiếc của là bởi lá bùa này rất quý, ông ta cũng không có nhiều. Ngô Bình đã dùng mất một lá bùa cứu mạng nên cũng đang tiếc đứt ruột, anh nghiến răng nói chết đi. Hai long vệ và Viêm Dương cũng ra tay, mỗi người xử lý một tên. Thực lực của ba người này đã ở cảnh giới chân nhân, tuy long vệ có thực lực rất mạnh, nhưng thi thoảng vẫn bị yếu thế, còn Viêm Dương đã nhanh chóng xử lý được người ở giữa rồi giải về trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình chĩa kiếm vào mặt ông ta rồi hỏi, ông là người của thần chú môn hả? Người đó bị Viêm Dương bắt nên mặt mày bí xị, dù phải chết thì tôi cũng phải lôi cậu đi cùng, U Minh hỏa chú, tấn công. Đột nhiên người ông ta bùng lên một ngọn lửa mày đen, ngọn lửa dữ dội giúp ông ta thoát khỏi trói buộc của Viêm Dương, sau đó quấn chặt lấy Ngô Bình. Ngọn lửa màu đen lan đến khắp cơ thể của Ngô Bình ngay lập tức. Làn da anh bỏng rát, Ngô Bình hét lên rồi gọi to, chị ơi. Ngay sau đó, có một chiếc lá biến thành ánh sáng xanh. Sau đó tạo thành một tấm màn chắn trước mặt Ngô Bình, ngăn cách ngọn lửa ở bên ngoài. Ánh sáng đó vừa che chở cho Ngô Bình, vừa trị thương cho anh nên không lâu sau, Ngô Bình đã bình thường trở lại. Lúc này, hai long vệ đã lấn lướt được hai người kia nên đã chém chết được họ. Viêm Dương cũng bị dính lửa trên người mà không sao dập được, Ngô Bình tranh thủ ánh sáng xanh vẫn còn công dụng nên vội đập vài cái vào người Viêm Dương, ngọn lửa cũng tắt, ánh sáng xanh cũng chữa trị cho Viêm Dương luôn. Đây đã là lần thứ hai, Ngô Bình dùng tới lục diệp bảo mệnh nên tâm trạng đang tan chậm, anh sầm mặt rồi hỏi người thanh niên kia, anh là ngũ truyền hả? Hiện giờ, ngũ truyền đang run như cầy sấy, hắn run giọng đáp, vâng ạ. Ngô Bình, ba người kia chết rồi, giờ đến lượt anh. Ngũ truyền quỳ xuống đất van xin, xin long chủ tha mạng cho tôi. Ngô Bình cười lạnh nói, anh đã giết người dân vô tội, chẳng lẽ không thấy tội lỗi à? Long vệ, chém. Bù. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, long vệ đã chém đứt đầu ngũ truyền. Ngô Bình cúi xuống lục tìm trên người hắn thì thấy có khá nhiều thứ linh tinh, anh không mấy hứng thú nên đưa hết cho long vệ. Nhưng trên người của hai chân nhân đã bỏ mạng kia lại có khá nhiều thứ hay ho, Ngô Bình thấy có hơn 700 tiền bùa, cùng tiên thạch và bùa chú. Anh cất hết đi rồi nói với mọi người, đi thôi. Anh gọi nhóm thẩm hạ ở trên rồi tất cả cùng rời khỏi đây. Trước khi đi, anh còn kiểm tra lại xem đại trận đã biến mất thật hay chưa. Không lâu sau, nhóm Ngô Bình đã quay lại đảo Vân Mộng. Sáng ngày hôm sau, Ngô Bình vẫn đi làm. Sau khi đến viện, anh thấy Hạ Ninh đang chờ mình ở phòng cấp cứu. Ngô Bình, Hạ Ninh, cô tìm tôi có việc gì à? Hạ Ninh cười nói, viện trưởng đồng ý cho anh chuyển đến khoa của tôi rồi, đi thôi bác sĩ Ngô. Ngô Bình không ngờ Hạ Ninh lại giải quyết nhanh như thế. Nhưng anh không mấy bận tâm, vì làm việc ở đâu cũng thế nên gật đi theo. Hạ Ninh làm việc ở khoa giải phẫu thần kinh, thường xuyên phải phẫu thuật mở hộp sọ cho bệnh nhân. Vào văn phòng khoa rồi, Ngô Bình thấy có không ít các bác sĩ đang làm việc. Khi anh nhìn thấy một cô bác sĩ thì chợt đứng hình. Cô bác sĩ này rất xinh đẹp, không hề thua kém Hạ Ninh, tuổi khoảng 25, khí tức lấp ló, là một cao thủ tiên thiên. Sao lại có một cao thủ cảnh giới tiên thiên ở trong viện?
Ngô Bình liên hệ tới đại kiếp mà Hạ Ninh đang phải trải qua rồi huýt sáo với cô bác sĩ xinh đẹp đó. Nhưng cô ấy chỉ lạnh lùng liếc anh một cái, chứ không có phản ứng gì. Hạ Ninh cười nói, vừa đến đã dám trêu hoa khôi của bệnh viện à. Anh cũng to gan đấy. Ngô Bình cười nói, chủ nhiệm Hạ, để tôi làm quen với đồng nghiệp tí đã. Nói là làm quen với các đồng nghiệp, nhưng Ngô Bình đã đi thẳng tới chỗ cô bác sĩ kia rồi cười nói, chào người đẹp, tôi là Ngô Bình, cô tên gì? Cô ấy lạnh giọng nói, tôi có bạn trai rồi, tốt nhất anh đừng phí thời gian với tôi. Ngô Bình cười nói, thế à? Không sao, chỉ cần cô chưa lấy chồng thì tôi vẫn còn cơ hội. Cô bác sĩ bắt đầu mất kiên nhẫn, tránh ra. Ngô Bình không làm theo, mà còn ghé sát tai cô ấy thì thầm, cô ở cảnh giới tiên thiên thì đến viện làm gì? Cô gái đứng hình, sau đó nhìn chằm chằm thật lâu vào anh. Ngô Bình, ra ngoài nói chuyện. Dứt lời, anh đi trước, cô gái đi theo sau. Hạ Ninh chán nản nói, Lam Dĩnh, sao em dễ dụ thế? Lam Dĩnh nhìn Hạ Ninh chứ không nói gì, sau đó vẫn đi theo Ngô Bình. Hai người đi tới một phòng nghỉ, Lam Dĩnh khóa trái cửa lại, sau đó lạnh lùng nhìn Ngô Bình, rốt cuộc anh là ai? Ngô Bình, tôi phải hỏi cô câu này mới đúng, cô là ai? Tại sao lại ở cạnh Hạ Ninh? Lam Dĩnh cười lạnh, anh trả lời tôi trước đi đã. Ngô Bình, cô trả lời trước đi. Lam Dĩnh cau mày, anh không nói thì đừng trách tôi. Dứt lời, cô ấy giơ tay túm vào vai Ngô Bình. Trong mắt Lam Dĩnh, Ngô Bình chỉ là một người bình thường, không hề có tu vi. Đúng là thế, vì hiện giờ thể chất của Ngô Bình rất yếu, còn thua cả người bình thường. Ngô Bình cảm thấy người mình nặng trĩu nên ngồi phịch xuống giường. Lam Dĩnh tăng lực tay rồi hỏi, trả lời. Ngô Bình, cô là cao thủ cảnh giới tiên thiên mà lại xuống tay với một người trói gà không chặt như tôi, không thấy xấu hổ à? Lam Dĩnh hừ nói, anh mà không nói thì tôi sẽ bóp nát vai, cho anh thành tàn tật luôn. Ngô Bình thở dài nói, được rồi, tôi nói, thật ra tôi là người bảo vệ cho Hạ Ninh. Chương 840, người bảo vệ kế nhiệm. Lam Dĩnh tròn mắt hỏi, anh là người bảo vệ Hạ Ninh ư? Vớ vẩn. Tôi mới là người bảo vệ cô ấy. Ngô Bình bật cười nói, cô là người bảo vệ ư? Mới cảnh giới tiên thiên thì bảo vệ cái quái gì? Lam Dĩnh cắn răng nói, đó là việc của tôi. Ngô Bình dựa người vào thành giường rồi nói, đừng nóng, tôi biết Hạ Ninh gặp đại kiếp từ lâu rồi, nhưng không thấy có ai bảo vệ cô ấy nên mới làm. Hôm nay gặp cô, tôi còn tưởng cô là người gây bất lợi cho Hạ Ninh. Lam Dĩnh cúi đầu nói, người bảo vệ chính thức đã chết rồi, đấy là anh trai tôi. Ngô Bình ngẩn ra, anh trai cô. Lam Dĩnh, trước khi chết, anh đã điện thoại cho tôi bảo tôi chăm sóc cho Hạ Ninh. Sau này nhận được di vật của anh ấy thì tôi mới biết anh ấy là người bảo vệ cho Hạ Ninh. Ngô Bình hỏi, anh cô có tu vi thế nào? Lam Dĩnh, cảnh giới thuần dương. Ngô Bình, cô có thể nói cho tôi biết thân phận của Hạ Ninh không? Lam Dĩnh, tôi chưa tin anh. Ngô Bình, tôi với Hạ Ninh quen nhau lâu rồi. Nếu tôi muốn hại cô ấy thì còn chờ đến bây giờ làm gì? Mà tôi tìm hiểu về Hạ Ninh, cũng là để bảo vệ cho cô ấy tốt hơn. Lam Dĩnh nhìn anh chằm chằm như đang kiểm tra xem anh nói thật hay giả. Ngô Bình, không nói thì thôi. Dứt lời, anh đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng đã bị Lam Dĩnh kéo lại, cô ấy nói, anh cho tôi biết thân phận của anh trước đã. Ngô Bình mỉm cười nói, tối rồi nói chuyện sau, tôi phải đi làm rồi. Ngô Bình quay lại văn phòng nhận việc từ Hạ Ninh, buổi sáng có một ca phẫu thuật quan trọng, bệnh nhân là một ông trùm bất động sản ở Giang Nam, của cải nhiều vô số kể. Buổi sáng, ông ấy đang tập thể dục thì tự nhiên ngã vật ra ngất xỉu, đến giờ đã xác định được là xuất huyết não. Tháng nào, Hạ Ninh cũng phải thực hiện vài ca phẫu thuật kiểu này nên cũng không thấy khó. Hạ Ninh, Ngô Bình, Lam Dĩnh, hai người vào hỗ trợ tôi nhé. Ngô Bình, đại ca, hay để tôi làm cho. Hạ Ninh, trình độ của anh còn thấp, đứng cạnh mà xem thôi. Ngô Bình, Hạ Ninh, lại đây, viết bệnh án cho tôi. Vì thế, Ngô Bình ngoan ngoãn ngồi viết bệnh án trên bàn, còn những người khác thì ai bận việc nấy. Một lúc sau, Lam Dĩnh ngồi xuống cạnh anh. Lúc này, phòng không có ai nên cô ấy hỏi, rốt cuộc anh là ai? Ngô Bình nhỏ giọng đáp, tôi là Ngô Bình cao thủ thanh niên số 1 dưới cảnh giới địa tiên. Lam Dĩnh đen mặt, tôi đang nghiêm túc đấy. Ngô Bình, tôi là Ngô Bình, đệ tử tinh anh của kiếm phái Thục Sơn tại địa tiên giới, cao thủ số 1 trên nhân tiên bảng, đồng thời còn là một thầy luyện đan tài ba.
Lam Dĩnh càng bực mình hơn, anh không muốn nói thì thôi. Lam Dĩnh không hề tin lời nói của Ngô Bình, cái gì mà đệ tử kiếm phái Thục Sơn, rồi cao thủ đứng đầu nhân tiên bảng, toàn là lừa đảo hết. Anh trai cô ấy mới là nhân tài tu luyện, nhưng năm xưa cũng chỉ lọt vào top 30 trên nhân tiên bảng thôi, chứ đừng nói là gia nhập kiếm phái Thục Sơn. Còn thầy luyện đan thì Lam Dĩnh thấy càng hoang đường hơn, Ngô Bình chẳng có chút tu vi nào thì luyện đan bằng niềm tin à. Ngô Bình cũng chẳng buồn giải thích, mình nói thật mà người ta không tin, anh thở dài rồi nói, tôi chỉ là một người yêu thích tu luyện, một thành viên quèn của võ thần ti, làm công việc tình báo. Kiểu nói này sẽ khiến người khác tin tưởng hơn, Lam Dĩnh nói, thì ra là thành viên của võ thần ti, hừ, xem ra anh vẫn đang điều tra tôi hả? Ngô Bình, đến lượt cô nói về Hạ Ninh rồi đấy. Lam Dĩnh, Hạ Ninh là sư phụ của anh trai tôi, một tán tu cảnh giới địa tiên có tư chất rất tốt. Anh tôi có để lại lời nhắn cho tôi là Hạ Ninh có mối thù sâu đậm nên luôn bị truy sát. Đại kiếp luân hồi của cô ấy cần người bảo vệ, nên anh tôi đã bảo vệ cho cô ấy. Ngô Bình biết đại kiếp luân hồi cần di rời nguyên thần khỏi vật chủ, để đầu thai chuyển kiếp. Sau khi được đánh thức thì có thể kết thành thần thai rồi nuôi dưỡng nguyên anh. Chờ thần thai trưởng thành thì cơ thể trước kia của Hạ Ninh sẽ biến thành một hóa thân của cô ấy. Đương nhiên, sau này khi Ngô Bình đến cảnh giới thần cung thì không cần làm vậy, anh có cách kết thai tốt hơn, nhưng chuyện đó để sau. Ngô Bình, sau khi anh cô bị hại, người ta không phát hiện ra Hạ Ninh chứ? Lam Dĩnh lắc đầu, không, họ đến tìm anh tôi rồi tra hỏi về Hạ Ninh, nhưng anh tôi thả chết cũng không nói. Ngô Bình thở dài, anh cô đúng là người trung nghĩa, cô cũng khá lắm. Lam Dĩnh trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Ngô Bình chợt nói, cô có từng nghĩ tới một chuyện không? Lam Dĩnh hỏi, chuyện gì? Ngô Bình, họ tìm thấy anh cô thì cũng tìm thấy cô, mà thế thì sẽ phát hiện ra Hạ Ninh. Lam Dĩnh sững người, chắc không đâu, tôi có thân phận bác sĩ để che giấu rồi, hơn nữa tôi cũng vừa được điều đến phòng Hạ Ninh thôi. Ngô Bình, nhưng cô có tu vi, nếu ở lại đây thì quá thu hút sự chú ý. Tôi nghĩ cô nên rời khỏi bệnh viện ngay, để Hạ Ninh cho tôi bảo vệ. Anh, rõ ràng Lam Dĩnh không tin anh chỉ là một người bình thường thì bảo vệ Hạ Ninh kiểu gì. Ngô Bình, tôi còn có người khác. Sau đó, anh búng tay một cái, đã có hai long vệ nhảy từ ngoài cửa sổ vào rồi đứng sau lưng Ngô Bình. Anh cười nói, cô nhìn đi, tôi có cao thủ đây. Hai long vệ mặc áo giáp, khí thức bức người, khiến Lam Dĩnh thấy kinh ngạc. Ngô Bình vung tay, hai long vệ lại nhảy ra ngoài. Lam Dĩnh nhìn anh với vẻ mặt kỳ quái, anh là một nhân viên quèn ở võ thần ti thì sao lại sai khiến được hai cao thủ này. Ngô Bình cười nói, cô có biết đời thứ hai trong gia tộc tu chân không? Chính là tôi đó, bố tôi là chân quân trấn thủ thiên kinh. Lam Dĩnh tỏ vẻ chê bôi, thế thì có tác dụng gì, anh không tự cố gắng thì mấy mà hết tuổi thọ, sớm muộn cũng thành cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh thôi. Ngô Bình, này, cô đang rủa tôi đấy à? Tôi ăn đan dược thay cơm đấy. Sống cả nghìn tuổi cũng vô tư. Lam Dĩnh cười lạnh, ăn đan dược thay cơm. Ngay đến ở địa tiên giới thì đan dược cũng là thứ rất hiếm, dù là con trai của thầy luyện đan thì cũng không dám nói ngông như Ngô Bình. Ngô Bình lấy một cái bình ra rồi nói, cô kẹt ở cảnh giới này lâu rồi đúng không? Trong này có hai viên linh cảm đan, cho cô đấy. Lam Dĩnh cười lạnh cầm lấy, sau đó mở ra thì ngửi thấy mùi thơm của đan dược. Cô ấy lập tức nghiêm nghị hỏi, đan dược thật à? Ngô Bình, chứ sao? Không lấy thì trả đây. Anh giơ tay ra lấy lạ thì Lam Dĩnh đã giấu lọ thuốc ra sau lưng, sau đó nói có tác dụng gì. Ngô Bình, uống vào rồi thì cô có thể cảm nhận được sức mạnh cao cấp, từ đó mở linh khiếu và tiến vào cảnh giới nhân tiên. Tim Lam Dĩnh đập thình thịch, sao anh lại cho tôi thứ quý giá thế này? Ngô Bình cười nói, tôi muốn bao nuôi cô. Mặt Lam Dĩnh đỏ lên, cô ấy không biết phải nói gì. Ngô Bình vội xua tay, tôi đùa đấy, anh cô chết vì Hạ Ninh, cô là em gái của anh ta nên tôi sẽ không bạc đãi đâu. Khi nào tan làm, cô hãy uống đan dược rồi tôi sẽ giúp cô đột phá. Lam Dĩnh lập tức có vẻ ngại ngùng, trước đó cô ấy còn coi thường Ngô Bình là đời sau của gia tộc tu chân, mà giờ lại nhận đan dược anh tặng nên thấy hơi xấu hổ. Chương 841, hại người ích ta. Thứ này quý quá, Lam Dĩnh nói. Ngô Bình nhét đan dược vào tay cô ấy rồi nói, cầm lấy đi, cô có tư cách nhận nó. Lam Dĩnh cầm lấy đan dược rồi gật đầu nói, cảm ơn anh, sau này nhất định tôi sẽ trả ơn anh. Lúc này, Hạ Ninh chợt mở cửa đi vào rồi cười nói, trời.
đừng nói là hai người đang tà lưa nhau đấy nhé. Lam Dĩnh, đỏ mặt đấy à? Hay Ngô Bình chạm vào em hả? Lam Dĩnh đứng bật dậy, đại ca đừng nói linh tinh, bọn em đang bàn về y học. Hạ Ninh hỏi, bàn về chủ đề gì? Nói nghe coi. Ngô Bình, chúng tôi đang bàn về cách làm sao để nâng cao năng suất thụ thai. Lam Dĩnh nhăn mặt rồi lườm Ngô Bình. Hạ Ninh, anh cứ liệu chừng đấy, à sắp phẫu thuật rồi, hai người chuẩn bị đi. 10 phút sau, đã có thêm vài người đi vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ gây mê tiến hành gây mê cho bệnh nhân, đó là một người đàn ông trung niên đầu trọc, tai to mặt lớn, ông ấy đang nằm im trên giường phẫu thuật. Đèn phẫu thuật bật sáng, Hạ Ninh nói, Lam Dĩnh, nhìn kỹ nhé, kỹ thuật của em rất tốt, nhưng cần kỹ hơn ở các khâu nhỏ. Lam Dĩnh gật đầu, vâng ạ. Ngô Bình vô thức nhìn vào đầu của bệnh nhân thì phát hiện đúng là bị xuất huyết não, nhưng vị trí xuất huyết không gần dây thần kinh quan trọng, không hiểu sao bệnh nhân lại hôn mê. Anh nói, đại ca, cô xem phim chụp chưa? Xuất huyết khiến người bệnh hôn mê à? Hạ Ninh, chắc thế, vì chúng tôi chưa phát hiện vấn đề gì ở chỗ khác. Cô ấy chưa nói hết câu thì Ngô Bình đã biến sắc mặt, anh nhìn thấy có một luồng năng lượng di chuyển trong đầu bệnh nhân, điện não đầu của người bình thường không thể đạt tới sức mạnh ấy được, chứng tỏ đây là một cao thủ. Ngô Bình chạm vào tay Lam Dĩnh, cô ấy ngước lên nhìn anh với vẻ ngờ vực. Ngô Bình nghiêm mặt rồi liếc về phía bệnh nhân. Lam Dĩnh hiểu ý anh nên giả vờ chỉnh lại dây chuyền rồi chạm vào mạch ở cổ tay của bệnh nhân. Sau đó, cô ấy đã phải hoảng hốt vì bệnh nhân này không hề hôn mê. Mạch của người hôn mê không thể mạnh như vậy được. Cô ấy lại nhìn Ngô Bình, anh cố tình nói, Lam Dĩnh, không phải tôi chém gió chứ so về tài phẫu thuật thì cô còn kém tôi xa. Lam Dĩnh phối hợp diễn xuất với anh chém vừa thôi. Ngô Bình nổi giận, không tin à. Lam Dĩnh, trình độ của anh chỉ ngang với thời tôi đi thực tập. Ngô Bình, được, hôm nay để tôi thực hiện ca này cho, để tôi cho cô thấy thế nào mới là phẫu thuật. Hạ Ninh cau mày, ô hay hai người này, thích cãi nhau thì ra ngoài. Ngô Bình trừng mắt, đại ca, để tôi làm ca này cho. Hạ Ninh biết trình độ của Ngô Bình không thua kém mình, giờ thấy anh hùng hổ như thế thì đành chịu rồi nói, được rồi, anh làm đi. Ngô Bình, đại ca đi nghỉ đi. Hạ Ninh hay thực hiện phẫu thuật kiểu này rồi nên cũng không có hứng xem nữa, cô ấy gật đầu rồi đi ra ngoài. Hạ Ninh đi rồi, Ngô Bình thở phào một hơi rồi nói với những người khác, mọi người cũng đi hết đi, nửa tiếng nữa mới phẫu thuật, tôi cần kiểm tra lại một chút. Ngay sau đó, chỉ còn Ngô Bình và Lam Dĩnh ở lại. Ngô Bình đi tắt camera, sau đó tung một chưởng vào đầu bệnh nhân, chưởng đó của anh chứa 3 băng phách thần quang châm. Ngay sau đó, bệnh nhân kia đã bật dậy rồi tung chưởng vào bụng anh. Nhưng tay mới giơ ra một nửa đã bị đông cứng. Ngô Bình lạnh giọng nói, giả làm bệnh nhân cơ à, hao tâm tổn trí quá nhỉ. Mặt bệnh nhân trắng xóa, không nói được gì. Nhưng ngay sau đó, đã có một luồng khí tức lạnh lẽo tiến tới mi tâm của Ngô Bình, sau đó chui vào ý thức của anh. Võ hồn của Ngô Bình lập tức phản kích, đánh khí tức ấy xuống đan điền. Đạo diệp ở đây rung lên rồi sơi tái nó ngay. Thứ bị sơi tái là một tà ma, đạo diệp chuyển hóa nó thành lực thần hồn thuần túy, để củng cố thêm cho thần hồn của Ngô Bình. Ngô Bình ấn vào mi tâm của người đàn ông đầu trọc, xương trắng trên mặt ông ta biết mất nên có thể mở miệng nói chuyện được. Các người đến đây làm gì? Ngô Bình hỏi. Người đàn ông đầu trọc thấy đến tà ma mà mình nuôi cũng không làm gì được Ngô Bình nên biết nhiệm vụ đã thất bại, ông ta thở dài nói, giết người. Ngô Bình, tại sao lại đóng giả bệnh nhân mà không ra tay thẳng với mục tiêu luôn? Người đàn ông đầu trọc, mục tiêu có cao thủ bảo vệ nên chúng tôi chỉ ra tay được khi cô ấy phẫu thuật thôi. Ngô Bình rất tò mò, trước đó anh không ở Vân Kinh, mà cao thủ mà ông ta nói chắc chắn không phải Lam Dĩnh, vậy đó là ai? Anh hỏi, trước đó, các người đã ám sát thất bại ư? Đúng thế, chúng tôi đã có 3 người thiệt mạng, các tổ chức sát thủ khác còn thiệt hại nhiều hơn, không dưới 20 người. Ngô Bình, các người có biết ai bảo vệ cô ấy không? Người đàn ông lắc đầu, không, người đó chưa lộ mặt, những ai thấy mặt đều chết cả rồi. Ngô Bình kinh ngạc, sao có người như vậy mà anh không biết nhỉ? Tu vi của người đó cao cỡ nào? Có liên quan gì tới Hạ Ninh? Khoan, anh chợt nhớ ra gì đó rồi hỏi, mục tiêu ông ám sát là ai? Người đàn ông ngẩn ra rồi chỉ vào Lam Dĩnh, là cô ấy. Ngô Bình chố mắt ra nhìn. Trước đó anh còn tưởng người này muốn ám sát Hạ Ninh, không ngờ lại là Lam Dĩnh. Anh nhìn sang Lam Dĩnh thì thấy cô ấy cũng đang bất ngờ.
Ngô Bình hỏi, các người thuộc tổ chức sát thủ nào? Tại sao người thuê lại muốn giết Lam Dĩnh? Người đàn ông đầu chọc, tôi là người của Vô Đường Điện, còn tại sao người thuê muốn giết cô ấy thì tôi không biết. Ngô Bình đang đầy ngờ vực, anh đánh vào đầu người đàn ông, khiến ông ta cử động lại bình thường. Anh lạnh giọng nói, về mua quan tài đi, ông còn sống được một tiếng nữa. Người đàn ông biết mình chết chắc rồi nên cảm kích nói với Ngô Bình, cảm ơn, sau đó ông ta đi thẳng. Mọi người tham gia vào cuộc phẫu thuật đi vào, Hạ Ninh cũng thế, cô ấy hỏi, sao rồi, bệnh nhân đâu? Ngô Bình cười nói, tự nhiên bệnh nhân bảo không muốn phẫu thuật nữa rồi đi luôn. Hạ Ninh nhăn mày nói, nhưng bệnh nhân được gây mê rồi mà, đi kiểu gì? Ngô Bình, tôi chịu. Sau đó, anh nhìn đồng hồ, đại ca, tôi đau bụng quá, phải chạy cái đã. Ngô Bình đi ra ngoài, Lam Dĩnh cũng đuổi theo ngay. Hạ Ninh chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục làm việc. Rời khỏi phòng phẫu thuật, Ngô Bình đi thẳng lên sân thượng, Lam Dĩnh đi theo sau. Chuyện gì vậy, cô ấy hỏi. Ngô Bình, anh cô tên gì? Lam Dĩnh, Lam Đế. Ngô Bình hét to, Lam Đế, anh đã chết đâu, tại sao muốn giấu Lam Dĩnh? Lập tức có một cái bóng xuất hiện cạnh Lam Dĩnh, nó to dần rồi có một người chui ra. Đó là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, khoảng 27 tuổi, mặc áo măng tô màu đen, đầu tóc hơi rối. Người đó vừa xuất hiện, các long vệ đã tập trung hết trên sân thượng để bao vây. Lam Dĩnh khóc lóc rồi ôm lấy người đàn ông, anh chưa chết ư. Ngô Bình xua tay, các long vệ rút hết, anh cười nói, anh nên giải thích gì đi chứ. Người đàn ông nhìn Ngô Bình rồi chợt khom người xuống, chào cậu Ngô. Ngô Bình ngẩn ra, anh biết tôi à? Người đàn ông, cao thủ đứng đầu nhân tiên bảng, đệ tử tinh anh của kiếm phái Thục Sơn, sự tịch về cậu nhiều vô kể, đã truyền khắp địa tiên giới rồi. Lam Dĩnh ngẩn ngơ, thì ra Ngô Bình nói thật, chứ không hề khoác lác. Chương 842, Hàn Nguyệt Chân Quân. Ngô Bình thở dài nói, lộ thân phận thế này là sao mệt rồi đây. Người thanh niên, cảm ơn cậu Ngô đã tặng đan dược cho em gái tôi. Ngô Bình, đừng khách sáo. Người thanh niên, tôi giả chết là vì muốn trốn đi để bảo vệ cho sư phụ tôi. Ngô Bình, vì thế những người kia mới đoán ra được là anh chưa chết, sau đó ra tay với Lam Dĩnh để ép anh xuất hiện hả? Lam Đế, đúng vậy. Hôm nay may có cậu ở đây, không thì Lam Dĩnh nguy hiểm rồi. Ngô Bình, Lam Dĩnh nổi giận trách mắng, anh có biết mấy năm qua, em đau lòng thế nào không? Lam Đế vô cùng áy náy nói, anh xin lỗi, anh không làm vậy thì không lừa họ được. Họ luôn tìm cách thông qua anh để tìm sư phụ nên anh buộc phải cẩn thận. Ngô Bình lập tức nhăn mặt rồi lạnh giọng nói, nếu anh không muốn để lộ thân phận của sư phụ mình thì sao lại để lại manh mối cho Lam Dĩnh? Lam Đế trầm mặc, mãi không trả lời được. Ngô Bình hừ mạnh nói, cho nên sư phụ của anh là người khác, còn Hạ Ninh chỉ là vật hy sinh của anh thôi. Anh biết kiểu gì cũng có ngày họ phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Ninh rồi giết cô ấy, sau đó hung thủ sẽ nghĩ là họ đã giết sư phụ anh, tôi nói đúng chứ? Lam Dĩnh kinh ngạc rồi hỏi Lam Đế, anh, là thế ư? Lam Đế, chỉ cần bảo vệ được sư phụ mình, tôi có thể không tiếc giá nào. Ngô Bình, cách làm của anh rất vô liêm sỉ. Lam Đế nói, cậu Ngô, cá lớn nuốt cá bé là đạo lý trên đời, chuyện đến nước này rồi thì xin cậu hãy bảo vệ cô ấy. Ngô Bình, trước đó cũng có người bảo vệ Hạ Ninh rồi đúng không? Lam Đế lại trầm mặc một lát mới đáp, có ba người. Họ đều chết rồi à? Ngô Bình hỏi. Lam Đế, vâng, chết cả rồi. Ngô Bình lạnh giọng nói, Hạ Ninh là bạn của tôi, anh làm thế với cô ấy thì tôi không thể tha thứ cho anh được. Lam Đế, vậy ư? Tuy cậu Ngô là đệ tử của Thục Sơn, có nhiều cao thủ ở cạnh, nhưng muốn đối phó tôi e là chưa đủ lực đâu. Ngô Bình lạnh giọng nói, Viêm Dương, quấn gãy hết xương anh ta đi. Bù! Nhân bì Viêm Dương lập tức xuất hiện rồi bay về phía Lam Đế. Lam Đế đã ở cảnh giới địa tiên tầng thứ 5, nhưng vẫn chưa phải đối thủ của Viêm Dương. Không lâu sau, anh ta đã bị quấn chặt dưới đất, Viêm Dương bắt đầu đấm đá, khiến chân nhân cảnh giới linh biến là Lam Đế cũng phải kêu oai oái. Lam Dĩnh cuống lên nói, anh Ngô, xin anh tha cho anh ấy. Ngô Bình coi như không nghe thấy, anh nhắm mắt lại, phóng thần niệm ra xa để tìm kiếm. Một lát sau, anh mở mặt rồi lạnh lùng nói, chỗ ở của sư phụ anh cũng gần đây đúng không? Lam Đế đang ăn đòn kinh ngạc nói, cậu muốn nói gì? Ngô Bình, cô ấy là Dương Đào, 19 tuổi, học sinh lớp 11, đúng chưa?
Lam Đế tức giận hỏi, sao cậu biết? Ngô Bình, thứ nhất anh không thể ở cách quá xa người mình cần bảo vệ, thứ hai trên người của cô gái tên Dương Đào có ảnh chụp chung của hai người, còn trên người anh cũng có một bức ảnh chụp từ vài năm trước của cô ấy. Lam Đế không kêu gì nữa, mà để mặc cho Viêm Dương đánh. Ngô Bình vung tay lên, ra hiệu cho Viêm Dương dừng lại rồi anh nói, Lam Đế, từ giờ trở đi, tôi muốn anh bảo vệ an toàn cho Hạ Ninh, nếu có ai hại chết cô ấy, tôi sẽ đưa ảnh của Dương Đào cho kẻ thù của cô ta ngay, sau đó sẽ giết anh luôn. Lam Đế nắm chặt tay thành quyền, mãi sau mới nghiến răng nói, tôi nhất định sẽ bảo vệ cho Hạ Ninh được an toàn. Ngô Bình cười lạnh, anh lấy gì ra để bảo đảm? Lam Đế không nói gì, vì anh ta không có gì để đảm bảo cả. Ngô Bình, tôi biết anh không có gì để đảm bảo hết, vì thế trước khi Hạ Ninh thức tỉnh, tôi sẽ ở cạnh cô ấy. Nhưng nếu có kẻ thù mò tới, anh phải xử lý cho tôi. Lam Đế đồng ý ngay, được. Ngô Bình xa sầm mắt đi xuống dưới, mặc kệ anh em họ. Hạ Ninh đang ngồi trong phòng phẫu thuật, Ngô Bình thay đồ rồi đi vào hỗ trợ. Khi hai người rời khỏi phòng phẫu thuật thì đã là 1 giờ chiều, Hạ Ninh vừa mệt vừa đói nói, không được rồi, tôi phải đi kiếm cái gì ăn đây. Ngô Bình, tôi dẫn cô đi ăn món ngon nhé. Hạ Ninh, món gì thế? Lại là đồ mà cô gái Đông Âu kia nấu à? Ngô Bình, cô muốn ăn không? Hạ Ninh, có chứ. Ngô Bình lái xe đưa hai người rời khỏi bệnh viện, sau đó đến căn biệt thự của anh ở Vịnh Bạch Long. Lina đã chuẩn bị xong đồ ăn, Hạ Ninh càn quét cả bàn ăn nhanh chóng. Còn Ngô Bình thì gọi Đông Hoàng ra một góc rồi hỏi, Đông Hoàng, mày có biết cách giúp người đang ở trong đại kiếm luân hồi thức tỉnh không? Đông Hoàng lắc đầu rồi lại gật đầu. Ngô Bình, thế là có hay không? Đông Hoàng quay về ổ của mình rồi gặm một cái bình đến, Ngô Bình mở ra ngửi rồi nói, kết thai đan à? Đông Hoàng gật đầu. Ngô Bình, kết thai đan đúng là có thể giúp cô ấy kết thai. Mà tao cũng có thể luyện chế đan dược này, nhưng giờ tao đang bị bệnh đại thoái nên không luyện đan được. Sau đó, anh tò mò nhìn Đông Hoàng, ban nãy mày lắc đầu là có ý gì? Đông Hoàng ngoạm lấy cái bình rồi lừ mắt nhìn Ngô Bình. Ngô Bình hiểu ra, con chó này lại định giở trò với anh nói, Đông Hoàng, đương nhiên tao sẽ không cướp trắng của mày, giờ mày cho tao lọ này, mấy nữa tao sẽ cho mày 1 viên ngưng thai đan, ok. Đông Hoàng lắc đầu, nhất quyết không đồng ý. Ngô Bình, thế 2 viên được chưa? Đông Hoàng vẫn lắc đầu. Ngô Bình đen mặt rồi nói, Đông Hoàng, đừng có quá đáng. Lẽ nào mày đòi tao tận 3 viên chắc? Vay nặng lãi cũng không khiếp như mày đâu. Đông Hoàng ngoảnh đầu sang một bên, quyết không mặc cả. Ngô Bình, được rồi, 3 viên thì 3 viên. Bấy giờ, Đông Hoàng mới nhả lọ đan dược ra, sau đó hớn hở bỏ đi. Ngô Bình quay lại phòng bếp thì thấy Hạ Ninh vẫn đang đánh chén ngon lành, anh nhét đan dược vào miệng cô ấy rồi nói, nếm thử kẹo của nước ngoài đi. Hạ Ninh không nghĩ nhiều mà nhai rồi nuốt luôn. Sau đó đan dược hóa thành một luồng nhiệt chảy khắp người cô ấy. Cô ấy ngẩn ra nói, kỳ lạ, kẹo này tan nhanh thế, vèo cái hết luôn rồi. Ngô Bình, thôi cô ăn cơm tiếp đi, buổi chiều vẫn còn ca phẫu thuật đấy. Anh vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát sự thay đổi của Hạ Ninh, nhưng anh đã phải thất vọng, vì uống đan dược xong, Hạ Ninh chưa thức tỉnh. Thôi, chuyện này phải từ từ vậy, Ngô Bình khẽ thở dài rồi ăn cơm tiếp. Ăn xong, hai người lại lái xe về bệnh viện. Xe đi được nửa đường thì Hạ Ninh hỏi, họ chết rồi à? Ngô Bình ngẩn ra, ai cơ? Ngô Bình ngoảnh sang nhìn cô ấy thì thấy đôi mắt của Hạ Ninh sáng ngời, khí tức đã hoàn toàn khác trước. Ngô Bình sáng mắt lên hỏi, cô thức tỉnh rồi à? Hạ Ninh, ngủ say đến mấy thì cũng phải tỉnh lại thôi, không ngờ tôi đã ngủ 20 năm rồi. Ngô Bình, người bảo vệ cô đều chết cả rồi. Tuy đã thức tỉnh, nhưng Hạ Ninh vẫn nhớ hết những ký ức vừa qua. Cô ấy nói, Hàn Nguyệt cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Ngô Bình mỉm cười, đừng khách sáo, cô thức tỉnh là tốt rồi, đỡ phí viên kết thai đan của tôi. Hạ Ninh, tôi cần tìm một chỗ để bế quan, củng cố thần thai. Ngô Bình, đến đảo Vân Mộng đi, ở đó là an toàn nhất. Hạ Ninh, được. Chương 843, Lam Đế liều mạng. Vì buổi chiều không thể đi làm được nữa nên Ngô Bình đã gọi điện xin nghỉ, sau đó lái xe đến đảo Vân Mộng. Mấy ngày vừa qua, Đường Tử Di đều nghỉ ở nhà để chăm sóc cho Ngô Bình, do không được nghỉ ngơi nên cô ấy đã ở lại đảo Vân Mộng luôn để tĩnh dưỡng. Thấy Ngô Bình đưa Hạ Ninh tới, Đường Tử Di cũng không ngạc nhiên, vì cô ấy đã biết chuyện Ngô Bình đi làm rồi. Bác sĩ Hạ,
rất vui được gặp chị. Hạ Ninh gật đầu rồi nói với Ngô Bình, phiền anh tìm một nơi yên tĩnh cho tôi. Ngô Bình đã cho Hạ Ninh mượn phòng của mình. Hạ Ninh vào phòng tu luyện, Đường Tử Di hỏi nhỏ, chồng, em thấy anh có thái độ rất cung kính với chị ấy, anh có ý đồ với người ta à? Ngô Bình liếc mắt, linh tinh, cô ấy không phải người bình thường đâu, Hàn Nguyệt chân quân đấy. Đường Tử Di, chân quân, siêu lắm à? Ngô Bình, cường giả cảnh giới địa tiên giai đoạn 2, chỉ cần tắt anh một phát là anh đi luôn. Đường Tử Di vội nói, thế anh đừng chọc giận chị ấy. Ngô Bình, anh đang giúp cô ấy mà, đến mai là tu vi của cô ấy ổn định rồi. Sau đó, anh hỏi, em đã ngâm nước vào hồ lô để uống chưa? Đường Tử Di gật đầu, em uống rồi, mỗi ngày một quả. Ngô Bình, phải duy trì hàng ngày nhé, chờ em uống hết thì anh sẽ dạy em tu luyện. Đường Tử Di, à, hình như Tử Yên đang tìm anh đấy. Ngô Bình, cô ấy đâu? Đang luyện công ở vườn hoa đằng sau, Đường Tử Di, em dẫn anh đi. Hai người đi ra sau vườn hoa thì thấy Đường Tử Yên đang tập cách hít thở, Ngô Bình thấy khí tứ của cô ấy ổn định, võ công cũng có sự tiến bộ rõ ràng. Nghe thấy tiếng động, Đường Tử Yên mở mắt, thấy là Ngô Bình thì cô ấy vội nói, anh rể, dạo này em hay đói lắm, bữa nào cũng ăn rất nhiều, có phải em gặp vấn đề gì trong tu luyện rồi không? Ngô Bình cười nói, điều đó chứng tỏ em đi đúng đường rồi, ăn nhiều không sao đâu, đó là do thể chất của em đang tăng lên thôi. Người luyện võ tu luyện càng cao thì cơ thể càng nặng, nhưng sau này khi tu vi cao hẳn lên rồi thì người em lại nhẹ bẫng. Đường Tử Yên lập tức lôi cái cân ra rồi bảo Ngô Bình đứng lên. Hiện giờ, Ngô Bình cao trên 1m7, dáng người cân đối, trông chỉ khoảng hơn 60 cân. Nhưng khi anh đứng lên cân thì con số hiển thị lại là trên 100 cân. Có một vận động viên bóng rổ quốc tế cao trên 2m mà nặng cũng chỉ 145 cân, điều này chứng tỏ thể trọng của Ngô Bình cao hơn hẳn người bình thường. Đường Tử Yên nói, vậy là cơ thể anh đang trong giai đoạn tiến hóa ạ. Ngô Bình gật đầu, chờ em tiến vào cảnh giới nhân tiên rồi thì cũng giống anh thôi. Đường Tử Yên, anh rể, em muốn học luyện công. Ngô Bình, dạy luyện công là phải cầm tay chỉ việc nên anh với em không được tiện cho lắm, để đấy, mai anh sẽ tìm một sư phụ cho em. Đường Tử Yên hỏi, ai thế ạ? Ngô Bình, một người có tu vi cao hơn anh, cô ấy là chân quân rồi. Đường Tử Yên ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói, vâng. Sau khi Ngô Bình chỉ dẫn cho Đường Tử Yên vài đường thì Lý Mai gọi tới. Cô ấy bảo mấy nhà tư bản ở thành phố Vân Đỉnh là chịu thua và chấp nhận nhượng lại địa bàn và đất đai cho họ với nửa giá. Cô ấy không chút do dự mà mua hết ngay, nhưng như vậy thì cần tới rất nhiều tiền. Đến nhà họ Lý cũng không thể chuẩn bị ngần ấy tiền nhanh như vậy được, nên cô ấy mới gọi cho anh. Đang thiếu bao nhiêu, Ngô Bình hỏi. Lý Mai, tổng là hơn 1.000 tỷ, trước đó chúng ta bán đất cũng kiếm được kha khá, thêm vốn của nhà họ Lý nữa thì giờ đang thiếu 400 tỷ. Ngô Bình cũng đang có không ít tiền, nhưng vẫn nói, miếng bánh to thế này một mình chúng ta không ăn hết được đâu, để tôi kêu gọi nhà đầu tư. Lý Mai, ừ, cậu quyết định đi. Ngô Bình lập tức liên lạc với Đường Môn và Hắc Thiên Giáo. Hắc Thiên Giáo có thể đầu tư khoảng 100 tỷ, còn Đường Môn thì 200 tỷ. Số còn lại thì Ngô Bình bỏ tiền túi, nhưng lấy danh nghĩa của công ty Bình Thần. Các bên nhanh chóng cử người tới Vân Đỉnh để hoàn tất thủ tục. Nếu không có gì bất chắc thì trong 3 đến 5 ngày sẽ hoàn thành giao dịch. Ngô Bình biết bao táp ở Vân Đỉnh đã qua đi, họ có thể trở về được rồi. Giờ nhà anh không có ai, anh chỉ để Khương Tử, An Ogura và Yozakura Tama ở lại nên anh phải về thôi. Sau khi đầu tư 100 tỷ thì Ngô Bình cũng không còn lại bao nhiêu tiền nữa, nhưng bây giờ tiền bạc với anh không còn quá trọng nữa, chỉ là một con số mà thôi. Sau khi hướng dẫn cho Đường Tử Yên xong, Ngô Bình ra ven hồ. Một con rắn nhỏ ngoi lên rồi bò lên vai anh, đó chính là Lý Dư. Lý Dư mới đến sáng nay, trước đó nó mới ra biển đi săn, ăn no nê rồi mới về. Ngô Bình thấy nó tu luyện ngày càng tiến bộ thì biết Long Châu có hiệu quả rất tốt. Ngô Bình lại ném thêm cho nó viên Long Thoái Đan rồi nói, từ lần ngươi ăn con mực khổng lồ đến giờ, chắc cũng sắp tiêu hóa hết rồi đấy, có thể lột xác được rồi. Thuồng luồng cũng sẽ lột xác giống loài rắn, mỗi lần lột xác, nó sẽ phát triển hơn. Thực lực cũng mạnh hơn. Thường thì chỉ cần sau 5 lần lột xác, thuồng luồng sẽ biến thành rồng. Lý Dư uống đan dược rồi lại cúi xuống nước luyện công. Ngô Bình đoán chỉ 1 đến 2 hôm nữa là nó lột xác. Buổi chiều, Ngô Bình lại đến bệnh viện để làm phẫu thuật thay Hạ Ninh, tối đến thì tăng ca nên không hề được nghỉ ngơi.
Khi anh rời khỏi bệnh viện thì đã là hơn 3 giờ sáng, cơ thể chưa hồi phục nên anh thấy mệt nhoài. Anh đi lên sân thượng, chuẩn bị gọi nhân bì đưa về đảo Vân Mộc, ai ngờ chợt có một giọng nói lạnh lùng vang lên, Hạ Ninh ở đâu? Ngô Bình ngoái lại nhìn vào màn đêm thì thấy có một bóng người, đôi mắt người đó sáng quắc trong đêm tối. Ngô Bình, ở nhà tôi, anh là ai? Tìm cô ấy có việc gì? Người đó bước ra khỏi bóng tối, thì ra là một người đàn ông trung niên, tướng mạo bình thường, dáng người không cao, ông ta lạnh giọng nói, dẫn tôi đi gặp cô ấy. Ngô Bình chớp mắt hỏi, ông định giết Hạ Ninh à? Người đó thấy hơi ngạc nhiên, sao cậu biết? Ngô Bình, sao chăng gì, nhưng ông tìm sai đối tượng rồi, Hạ Ninh không phải sư phụ của Lam Đế đâu. Người kia càng ngạc nhiên hơn, cậu biết cả Lam Đế ư? Ngô Bình, Lam Đế, ra đây mau, tự giải quyết chuyện của mình đi. Lam Đế lập tức xuất hiện, cả ngày nay anh ta trốn gần bệnh viện nên Ngô Bình hô cái là anh ta có mặt ngay. Lam Đế nhìn người kia rồi lạnh lùng nói, các người truy sát đến tận giờ mà vẫn chưa chán à? Người kia, người này bảo Hạ Ninh không phải sư phụ của cậu, nghe vẻ đúng thật, mà cậu cũng chưa chết. Lam Đế hừ nói, ông đã đến rồi thì khỏi cần đi nữa. Hai cao thủ cảnh giới địa tiên lập tức lao vào nhau, 20 long vệ nhanh chóng xuất hiện bảo vệ Ngô Bình. Ngô Bình châm thuốc nói, thần chiếu, rốt cuộc sư phụ của Lam Đế là ai mà lắm người muốn giết thế? Thần chiếu bây giờ mới xuất hiện cạnh anh, thật ra ông ấy luôn trốn ở một nơi, chỉ khi Ngô Bình triệu tập thì mới xuất hiện. Chương 844, ăn miếng trả miếng. Thần chiếu nói, chủ nhân, tôi biết Lam Đế. Ngô Bình hỏi, ồ, ông biết Lam Đế ư? Thần chiếu đáp, từng nghe đến. Sư phụ của Lam Đế là Vạn Tà Chân Quân. Số người chết trong tay Vạn Tà Chân Quân cũng phải cả nghìn người, mà phần lớn còn là cao thủ. Ngô Bình nói, Vạn Tà Chân Quân. Cái tên cũng rất tà. Thần chiếu giải thích, thật ra người này nửa chính nửa tà, không thuộc môn phái nào cả, thường hành sự theo ý mình, không phải kẻ ác. Có điều Vạn Tà Chân Quân đã tự mở một, động thiên thiên tà, nghe nói có rất nhiều báu vật trong đó, dẫn đến việc nhiều người truy sát ông ta để hỏi ra tung tích của động thiên thiên tà. Ngô Bình cảm thán, thế thì khó trách ông ta lại giết nhiều người như vậy. Có điều Lam Đế này thật sự không ra gì, dùng thủ đoạn để người khác gánh chịu thay, xấu tính thật. Khi họ đang nói chuyện thì cuộc chiến đã phân thắng bại. Một ánh chớp lóe lên, đối thủ bỏ chạy, Lam Đế thì bị thương nhẹ và đã quay lại sân thượng. Lam Đế chắp tay với Ngô Bình, anh Ngô, tôi đã đánh lui kẻ vừa xuất hiện. Ngô Bình cười khẩy, đồ vô dụng, kẻ đó có tu vi kém anh một cảnh giới mà lại chẳng bắt được, còn để mình bị thương. Sắc mặt của Lam Đế rất khó coi. Ở địa tiên giới, Lam Đế cũng là một chân nhân khá có tiếng tăm, chẳng ngờ lại bị Ngô Bình nói như thế. Ngô Bình cũng không muốn nói nhiều với Lam Đế, lập tức cưỡi nhân bì trở về đảo Vân Mộng. Anh đánh một giấc ngay khi về đến nơi, lúc tỉnh lại đã là hơn 10 giờ sáng. Đột nhiên, trong hồ vẳng tới tiếng rồng kêu, mắt sáng lên, anh lập tức chạy đến bờ hồ. Lúc này, Hạ Ninh đang đứng bên hồ và nhìn mặt hồ chăm chú. Cô ấy gật đầu với Ngô Bình, đoạn hỏi, thuồng luồng của anh à? Ngô Bình nói, tu vi của chân quân đã vững chắc rồi. Hạ Ninh đáp, Ngô Bình cười bảo, cô đã thành công thức tỉnh, tôi cũng yên tâm. Hạ Ninh nói, thật không biết phải cảm ơn anh thế nào. Ở địa tiên giới, khi nào cần Hàn Nguyệt chân quân này giúp đỡ, anh cứ việc mở lời. Nói đoạn, cô ấy đưa cho Ngô Bình một lá bùa truyền tin. Khi dùng nó, đôi bên có thể liên lạc bằng thần niệm bất cứ lúc nào. Ngô Bình nói, chân quân phải về địa tiên giới sao? Hạ Ninh đáp, phải. Tôi còn nhiều việc quan trọng cần làm, hôm nay phải về ngay. Ngô Bình bảo, được, hẹn gặp lại tại địa tiên giới. Hạ Ninh mỉm cười, anh Ngô, sau này cứ gọi tôi là Hàn Nguyệt. Dứt lời, không gian xung quanh Hạ Ninh biến dạng, rồi cô ấy biến mất. Lúc này, một con thuồng luồng cực lớn ló đầu lên rồi chớp mắt nhìn Ngô Bình. Anh phát hiện sừng của Lý Dư đã to ra, vảy trên người cũng chuyển sang màu xanh sáng. Ngô Bình vẫy tay. Lý Dư bèn biến thành một con thuồng luồng nhỏ rồi nhảy vào lòng bàn tay anh. Lần biến đổi này, khí tức của ngươi đã mạnh lên rất nhiều. E là chân quân bình thường cũng không phải đối thủ của ngươi đâu. Vừa nói xong, anh bèn cảm nhận được một luồng thiên lực khủng khiếp đang dao động từ bệnh viện truyền đến. Anh cả kinh, bèn nói, thần chiếu, ông hãy đến bệnh viện xem thử. Thần chiếu gật đầu, lập tức bay về phía bệnh viện. Vài phút sau, thần chiếu quay lại. Vẻ mặt nghiêm nghị, chủ nhân,
Hàn Nguyệt chân quân đã giết Lam Đế, mang Vạn Tà chân quân vẫn chưa thức tỉnh đi mất rồi. Ngô Bình sửng sốt, anh không ngờ Hàn Nguyệt chân quân lịch sự khách sáo với mình lại có phong cách làm việc tàn nhẫn đến vậy, còn giết cả Lam Đế. Anh hỏi, cô ấy có giết người khác không? Thần Chiếu lắc đầu, không có. Ngô Bình khẽ thở dài, ông cảm thấy Hàn Nguyệt chân quân sẽ xử lý Vạn Tà chân quân ra sao? Thần Chiếu nhẹ nhàng đáp, theo cách làm thông thường, cô ấy sẽ khống chế Vạn Tà chân quân nhân lúc ông ta chưa thức tỉnh, sau đó bắt ông ta nói ra bí mật của động tiên thiên tà. Lợi dụng xong, tất nhiên cô ấy sẽ giết chết Vạn Tà chân quân. Ngô Bình lặng im rất lâu. Thần Chiếu nói, chủ nhân đừng nghĩ nhiều. Địa tiên giới là thế, cá lớn nuốt cá bé, kẻ càng mạnh càng độc ác. Ngô Bình khẽ thở dài, không nói gì nữa. Rồi anh hỏi thần Chiếu, ông đã ở cảnh giới thần biến một thời gian rồi, có muốn đột phá không? Thần Chiếu đáp, chủ nhân, thật ra trước lúc bị thương, tôi đã có chiều hướng sắp đột phá. Nhưng sau đó thần hồn bị tổn thương nên vẫn chưa thăng cấp được. Ngô Bình hỏi, bây giờ ông đã bình phục, có thể thăng lên cảnh giới hóa thân rồi. Thần Chiếu cười khổ, chủ nhân, cảnh giới hóa thân cần đến một vật trung gian thật tốt. Tôi vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Tôi đã chuẩn bị sẵn giúp ông rồi, nói đoạn, anh lấy ra một khối băng lớn, bên trong có phòng ấn một tổ ong. Anh dùng kiếm Hắc Long cắt vào khối băng, mặt cắt lộ ra hai con trùng cánh cứng, chính là trùng lửa độc. Nhìn thấy trùng cánh cứng, Thần Chiếu không biết đó là gì, bèn hỏi, chủ nhân, đây là gì thế? Ngô Bình đáp, trùng lửa độc. Một loại dị trùng rất lợi hại. Nó có thể phát ra lửa độc cửu âm, ngay cả thiên tiên cũng có thể thiêu chết. Những con trùng này còn sống đấy. Ông có thể luyện hóa chúng nhân lúc chúng đang đông lạnh. Đôi mắt Thần Chiếu sáng rỡ, tôi sẽ đột phá ngay, thưa chủ nhân. Thần Chiếu đi tu luyện, còn Ngô Bình đến bệnh viện sau khi ăn trưa xong. Vị chủ nhiệm Hạ Ninh không có mặt ở đây, anh phải hỗ trợ một khoảng thời gian. Vừa đến bệnh viện, anh đã gặp Lam Dĩnh, với đôi mắt đỏ hoe. Lam Dĩnh hỏi Ngô Bình, là anh bảo cô ta giết anh tôi. Ngô Bình khẽ thở dài, tôi cũng không ngờ được điều này, vô cùng xin lỗi. Có điều anh cô đã hại chết ba người hộ vệ của cô ấy, chết cũng không oan. Lam Dĩnh ôm mặt khóc giống lên, bi thương vô cùng. Ngô Bình nói, địa tiên giới là thế, máu lạnh vô tình. Đi thôi, cùng tôi đến phòng khoa, chiều nay vẫn vài ca phẫu thuật. Sau khi tan sở, Ngô Bình lái xe đưa Lam Dĩnh về nhà. Xe đỗ trước cổng khu nhà, Lam Dĩnh nghiến răng nói, tôi sẽ cố gắng tu luyện. Trả thù cho anh tôi. Ngô Bình nhìn đối phương chằm chằm, tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định này. Hạ Ninh là chân quân, tu vi cao như sư phụ của anh cô vậy. Với tư chất của cô, rất khó đạt được trình độ như cô ấy. Mà dù cô đạt được thì khi ấy, cô ấy cũng không còn như xưa, cô vẫn không phải là đối thủ của cô ấy. Lam Dĩnh đanh mặt, dù khó khăn ra sao, tôi vẫn phải trả thù. Ngô Bình biết khuyên nữa cũng vô dụng, bèn nói, thế thì cô hãy trở thành nhân tiên trước. Uống đan dược mà tôi đã cho cô, thử xem sao. Sau khi Lam Dĩnh xuống xe, Ngô Bình lái xe rời đi. Anh biết ngày mai Lam Dĩnh không thể đi làm nữa, mà anh đoán Lam Đế đã để lại tài nguyên tu hành cho Lam Dĩnh. Đây cũng là cơ sở cho những lời vừa rồi của đối phương. Hằng ngày anh đi đi về về giữa bệnh viện và đảo Vân Mộc, bình quân mỗi ngày có 4 ca phẫu thuật. Cứ rảnh rỗi là anh thích chạy đến phòng cấp cứu. Bất giác, anh đã làm việc ở bệnh viện hơn nửa tháng rồi. Đại thoái bệnh của anh, cuối cùng cũng kết thúc. Hiện giờ thể chất của anh đã mạnh hơn gấp mấy lần so với trước lúc đại thoái bệnh, thật sự là thay da đổi thịt. Nếu như nói trước đó anh vẫn chỉ là con người, thì bây giờ anh đã thực sự sở hữu thân thể của tiên. Hôm nay, sau khi hoàn thành ca phẫu thuật cuối cùng, anh đến phòng viện trưởng và xin nghỉ phép dài ngày. Viện trưởng không nghĩ nhiều, vui vẻ phê duyệt cho anh ngay. Sau khi nghỉ phép, Ngô Bình đưa người thân về huyện Minh Dương. Bây giờ huyện Minh Dương đã trở về dáng vẻ của một huyện thành bình thường như ngày xưa. Trước đó, các nhà tư bản lớn đã thi nhau rút lui, chỉ còn một nhóm tập đoàn do tập đoàn Lý Thị dẫn đầu. Họ đã mua lại phần lớn đất đai và bất động sản. Tập đoàn Lý Thị, Đường Môn, Hắc Thiên Giáo, nhà họ Đường và công ty Bình Thần đã đầu tư tổng cộng hơn 1.000 tỷ. Tiếp quản số lượng lớn đất đai. Vừa quay về, Ngô Bình liền bảo Lý Dư đến Đông Hồ tu luyện. Lý Dư trở về, long khí cũng trở về. Kế hoạch của khu kinh tế mới sẽ sớm được đưa trở lại cuộc họp. Tất nhiên Ngô Bình sẽ không chờ đợi nữa. Bất luận là xe nhiên liệu thay thế, nhà máy dược mới, hay là số lượng lớn doanh nghiệp của tập đoàn Lý Thị,
đều sẽ nằm ở thành phố Vân Đình. Bao gồm các nhà máy, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, vân vân, đều lần lượt khởi công. Chương 845, lòng tham không đáy. Ngô Bình vừa về nhà, đến chiều La Duy Khang đã ghé thăm. Ông ấy kể rằng tình hình gần đây của thành phố Vân Đình rất tệ, tất cả dự án đều bị dừng, thậm chí một số dự án bất động sản và dự án công nghiệp ban đầu cũng đồng loạt dừng lại. Hiện giờ áp lực của ông ấy rất lớn, ngày nào cũng bận rộn sứt đầu mẻ trán. Nghe tin Ngô Bình đưa một nhóm tập đoàn tài chính đến và mua gần một nửa số đất đai, ông ấy như nắm được cọng rơm cứu mạng, phấn chấn lên ngay tức khắc. Ngô Bình hỏi, ông La, tìm tôi có việc gì à? La Duy Khang cười nói, hay tin cậu trở về, tất nhiên tôi phải đến ghé thăm. Bên cạnh đó, việc cậu mua nhiều đất như vậy khiến tôi hơi lo lắng. Ngô Bình vừa nhìn ông ấy vừa cười hỏi, ông sợ những dự án này sẽ thất bại trong tay tôi. La Duy Khang gật đầu, trước đây thuộc quy hoạch của khu kinh tế mới nên đất ở Vân Đình đã được bán đến mấy chục nghìn một mét vuông. Dù cậu đã giành được chúng với giá một nửa thì e là vẫn rất khó bán ra. Ngô Bình đáp, không sao, tôi có hứng thú với vùng đất vàng phong thủy Vân Đình này. Hơn nữa, tôi sẽ đưa một số doanh nghiệp vào đây. Chuyện sau đó vẫn cần sự phối hợp của La Duy Khang nên Ngô Bình bèn nói cho ông ấy về kế hoạch. Vừa hay tin sẽ có những doanh nghiệp khổng lồ đến đặt trụ sở ở Vân Đình, La Duy Khang run cả người vì phấn khích. Việc các doanh nghiệp này đặt trụ sở ở khu kinh tế mới sẽ mang đến nguồn thu thuế cực lớn cho thành phố Vân Đình. Thu thuế rồi, Vân Đình sẽ phát triển rất nhanh. Ngoài ra, các doanh nghiệp công nghệ cao sẽ thu hút nhân tài trên thế giới tụ hội về đây, từ đó nâng cao uy tín của Vân Đình. Ngô Bình nói, ông La, việc xây dựng khu kinh tế mới là một quá trình dài lâu, kéo dài ít nhất 10 năm. Tôi sẽ cố gắng kéo doanh nghiệp của mình đến đây, ông cũng phải chiếu cố nhé. La Duy Khang đáp, chắc chắn rồi. Sau khi La Duy Khang rời khỏi đó, một cuộc họp khẩn cấp đã được mở suốt đêm. Ông ấy là nhóm trưởng, thành lập một nhóm phát triển, chuyên giải quyết khó khăn cho phía Ngô Bình. Buổi tối, Ngô Bình chỉ điểm cho An Ogura tu luyện. An Ogura có âm dương song hồn. Vào thời gian này, cô nhóc ở huyện Minh Dương tu luyện, tiến bộ rất nhanh. Chỉ còn cách cảnh giới địa tiên một bước nữa thôi. Hai hồn phách đều có tên của mình, Tử Vận và Ngọc Tử. Tử Vận vốn muốn nuốt chửng Ngọc Tử, nhưng được Ngô Bình khuyên giải, giờ họ đã chung sống hòa bình và giúp đỡ lẫn nhau. Sư phụ, thời gian qua bọn em rất chăm chỉ tu luyện, không hề lười biếng, Tử Vận nói. Lúc Ngô Bình rời đi đã bảo Tử Vận và Ngọc Tử ở lại, một là để trông chừng nơi này, hai là tránh khiến họ phân tâm, ảnh hưởng việc tu luyện. Hiện tại, An Ogura đã mở 5 linh khiếu và 4 thần khiếu. Cô nhóc đã hấp thụ năng lượng cao chiều, tuy không phải thượng phẩm nhưng vô cùng phù hợp với âm dương song hồn của cô nhóc. Với sự chỉ điểm của Ngô Bình trước đó, An Ogura thậm chí còn đi trước sư phụ một bước, thực hiện được cảm ứng thiên nhân, trở thành một thiên sư cảnh giới 4 nhân tiên. Ngô Bình cười bảo, tốt lắm, công dụng của âm dương song hồn mạnh hơn anh nghĩ. Bây giờ anh sẽ giúp em đả thông thần khiếu thứ 5. Ưu thế của An Ogura nằm ở thần hồn, vậy nên cô nhóc đã thông thần khiếu nhanh hơn tu sĩ bình thường, cũng dễ hơn rất nhiều. Tiếp theo, Ngô Bình giúp cô nhóc định vị thần khiếu. Chẳng mấy chốc An Ogura đã cảm nhận được một loại năng lượng cao chiều, và thành công mở thần khiếu thứ 6. An Ogura tức tốc tiến vào trạng thái tu luyện, chờ khí tức của cô nhóc đã ổn định, Ngô Bình mới rời đi. Anh dẫn Đông Hoàng đến nhà mới ở Thủy Ngạn Giang Nam dạo một vòng. Ban đầu Lý Vân Đầu xây dựng khu Thủy Ngạn Giang Nam vì muốn xây nhà mới cho cháu trai và cháu gái. Ông ấy cảm thấy nơi ở hiện tại của Ngô Bình quá nhỏ, quá đơn sơ. Sau đó vì nhiều nguyên nhân, quy mô của Thủy Ngạn Giang Nam không ngừng được mở rộng, bây giờ đã bao gồm toàn bộ Đông Hồ. Nhà ở của Ngô Bình được ưu tiên xây trước nên trước đó đã tiến vào giai lắp đặt, hiện nay đã được lắp đặt xong xuôi. Đồ điện, đồ nội thất này kia cũng được Lý Mai mời người có chuyên môn mua về đầy đủ. Diện tích nhà mới rộng hơn nhà trước cả trăm lần, diện tích hơn trăm mẫu. Nó được xây dựng theo phong cách vườn Giang Nam, nhưng cũng không thiếu hơi thở hiện đại. Nhà mới còn dẫn một đường nước chảy, thuận theo dòng nước này, có thể trực tiếp vào Đông Hồ. Như thế, Lý Dư sẽ tiện ra vào hơn. Sau khi dạo một vòng, anh rất ưng ý với nhà mới, định bụng vài ngày nữa sẽ dọn vào đây. Vừa bước ra cửa, anh sững cả người. Trước cửa nhà mới là những người hàng xóm cũ của anh. Nhưng hầu hết là người anh không quen. Tiểu Bình à, cậu về rồi, một người chú hàng xóm đi đến trước mặt Ngô Bình.
Ngô Bình cười hỏi, chú Liễu, mọi người đến đây đông như vậy, tìm tôi có việc gì à? Người họ Liễu ấy lúng túng nói, Tiểu Bình, lần trước chúng tôi gây rối trước nhà cậu, bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất xấu hổ. Thật ra cậu đã rất có lòng, phương án bồi thường tốt hơn bên ngoài nhiều. Hôm nay chúng tôi đến đây xin lỗi cậu. Ngô Bình biết rõ lòng người phức tạp, anh không tin đám người này đến đây xin lỗi, bèn hờ hững nói, chú Liễu, có chuyện gì thì chú nói thẳng đi. Chú Liễu hơi ngại ngùng, Tiểu Bình à, trước đó chúng tôi cảm thấy nhận tiền đền bù dỡ nhà thì thiệt thòi nên đi tìm cậu. Cậu tốt bụng, bèn cho chúng tôi trả lại tiền, và phân chia nhà ở Thủy Ngạn Giang Nam cho chúng tôi. Chuyện này do Ngô Bình dặn dò người phụ trách Thủy Ngạn Giang Nam thực hiện. Dù sao cũng là hàng xóm nhiều năm, anh không muốn khó xử nên cho phép họ trả lại tiền dỡ nhà và thay bằng nhà vừa được xây dựng. Ngô Bình đáp, việc nên làm, tôi cũng cảm thấy mọi người thiệt thòi. Chú Liễu thở dài, nhưng nay gió đã đổi chiều, nhà không còn giá trị mấy nữa. Ban đầu mọi người vì để trả tiền dỡ nhà nên có người đã phải vay mượn, nợ nần rất nhiều. Giá nhà của Thủy Ngạn Giang Nam giảm mạnh, rẻ hơn đến 40% so với giá của khu kinh tế mới trước đó. Thế là những người này cảm thấy mình không có lợi, muốn đòi lại tiền đền bù và trả lại nhà. Tính cách Ngô Bình có dễ chịu đến mấy thì cũng đã có phần mất kiên nhẫn. Anh nói, chú Liễu, mọi người cứ trả tới trả lui như vậy cũng khiến tôi rất khó giải quyết. Dù sao cả Thủy Ngạn Giang Nam này cũng không thuộc về nhà tôi. Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, Tiểu Bình à, chúng tôi đã nhìn cậu khôn lớn đấy. Cậu không được bẫy chúng tôi. Giá nhà giảm mạnh như vậy, nếu bán ra còn lỗ mấy trăm nghìn so với việc nhận tiền dỡ nhà. Ngô Bình nhẹ nhàng đáp, Thím Mã à, tôi bẫy mọi người khi nào vậy? Ban đầu chính mọi người chọn tiền đền bù dỡ nhà, sau đó cảm thấy lấy nhà có lợi hơn nên lại tìm tôi, yêu cầu đổi thành nhà. Bây giờ mọi người lại muốn đổi lại, mọi người nghĩ đây là trò chơi ư. Nghe vậy, Thím Mã lập tức không vui, đanh giọng, chúng tôi mặc kệ. Chúng tôi nhất quyết phải trả nhà, lấy lại tiền đền bù của chúng tôi. Cậu không đồng ý thì chúng tôi sẽ kéo nhau lên chính quyền, lên tỉnh để nói chuyện phải quấy. Tôi không tin là không ai trị được cậu. Ngô Bình chẳng hề tức giận, chỉ hỏi, mọi người chắc chắn muốn trả nhà và lấy lại tiền. Dĩ nhiên, chúng tôi đâu phải kẻ ngốc. Một bà lão đáp. Ngô Bình gật đầu, tôi khuyên mọi người chờ thêm một chút, biết đâu giá nhà sẽ tăng lại nhanh thôi. Đến lúc ấy, mọi người vẫn sẽ kiếm được tiền. Tiếc là ý tốt của anh bị xem là ý xấu. Đám người này cảm thấy anh muốn chiếm lợi ích của họ, lập tức có kẻ hét ầm lên. Chương 846, chuyện trò đêm khuya ở nhà cũ. Ngô Bình xua tay, được rồi. Niệm tình đồng hương, tôi sẽ đổi cho mọi người một lần nữa. Nhưng tôi nói trước. Đây là lần cuối cùng. Sau này, bất luận nhà tăng giá đến mức nào, mọi người mà đến tìm tôi cũng không thể thay đổi giúp mọi người nữa đâu. Đám người này đồng loạt bày tỏ rằng họ chắc chắn sẽ không đổi ý nữa. Ngô Bình nói chuyện với giám đốc dự án, dặn đối phương xử lý chuyện này, và bảo tất cả các hộ trả nhà phải viết giấy cam kết. Cuối cùng những người này cũng giải tán. Ngô Bình gọi xong mấy cuộc điện thoại thì thấy người quen xuất hiện. Là Trương Bửu Phong và Trương Bửu Thắng. Đều là bạn hồi nhỏ của anh. Ngô Bình cười nói, Bửu Phong, Bửu Thắng, sao hai cậu lại đến đây? Trương Bửu Phong cười đáp, nghe nói cậu về nhà nên đến tìm cậu. Rồi Trương Bửu Phong nhìn căn nhà chiếm diện tích cực lớn kia, ngưỡng mộ thốt lên, ối chà, Tiểu Bình thật sự phát tài rồi, ở nhà to như thế. Ngô Bình cười bảo, vào nhà ngồi một lát nhé. Ừ, mấy người họ vui vẻ đáp, cùng Ngô Bình vào nhà mới. Dạo một vòng. Trương Bửu Thắng trợn tròn cả mắt, Tiểu Bình à, nhà này của cậu có giá bao nhiêu thế? Phải mấy trăm triệu nhỉ? Trương Bửu Phong đảo mắt nhìn Trương Bửu Thắng, mấy trăm triệu. Nhìn đồ dùng trong nhà xem, dàn loa nữa, toàn là vài triệu một bộ đấy. Ở đây còn rất nhiều đồ cổ quý giá nữa, nơi này ít nhất phải mấy tỷ. Trương Bửu Phong này khá là tinh tường đấy, tuy đoán chưa đúng, nhưng cũng chênh lệch không nhiều. Ngô Bình hỏi, hai cậu tìm mình có việc gì à? Trương Bửu Thắng gãi đầu, Tiểu Bình à, có phải ban nãy mẹ tôi có đến tìm cậu và đòi trả nhà không? Thật ngại quá, tôi đã nói với bà ấy rồi, nhà tôi sẽ không trả nữa. Ngô Bình nhìn cậu ta với vẻ nửa cười nửa không, tại sao không trả vậy? Trả rồi sẽ nhận được vài trăm nghìn. Trương Bửu Thắng thở dài, lần trước chúng tôi đã trả tiền rồi, giờ lại trả thì tệ lắm. Không trả, không trả, sau này tôi còn phải dùng nhà ở Thủy Ngạn Giang Nam để cưới vợ nữa. Ở đây môi trường rất tốt, không lỗ chút nào.
Trương Bửu Phong tiếp lời, tôi cũng vậy. Chuyện bố tôi đến tìm cậu, tôi cũng không biết. Tôi không trả nhà nhé, vài trăm nghìn thôi mà. Mấy năm nữa mà giá nhà tăng thì cũng đâu lỗ bao nhiêu. Mấy người còn lại cũng có chung ý kiến. Ngô Bình cười nói, được, không trả thì không trả. Nếu trong vòng 3 năm mà giá nhà vẫn không tăng, tôi sẽ đền bù một khoản tiền cho mấy nhà các cậu. Mấy người Trương Bửu Phong vội xua tay, đừng, đừng. Dù không tăng, chúng tôi cũng không lấy tiền của cậu đâu. Trương Bửu Thắng nói, Tiểu Bình à, lâu rồi chúng ta không tụ tập, tối nay ăn với nhau một bữa nhé. Những người bạn thời thơ ấu đã không còn ở cùng một thế giới với Ngô Bình nữa. Có điều Ngô Bình vẫn rất để tâm đến họ, bèn đồng ý ngay, được, lát nữa tôi sẽ đến. Trương Bửu Phong bảo, Tần Nhược Vũ cũng đến đấy. Hình như nhà cô ấy thua lỗ nhiều lắm, nghe bảo là bị người ta lừa. Chúng ta đến an ủi cô ấy một chút. Ngô Bình không hỏi nhiều, về nhà báo trước một tiếng, sau đó xách mấy chai rượu đến nhà Trương Bửu Phong. Tối nay Trương Bửu Phong mời, người nấu ăn là bạn gái hắn. Khi anh đến nhà Trương Bửu Phong, cửa đã mở, trong nhà bày hai chiếc bàn, bếp nướng được dựng sẵn. Mấy người Trương Bửu Thắng đang bận rộn luôn tay. Ngô Bình cười nói, thơm quá. Mọi người đều nhìn sang, trong số đó có Tần Nhược Vũ. Đã hơn nửa năm kể từ lần gặp trước, Tần Nhược Vũ tiểu tụy hơn thấy rõ. Anh Tiểu Bình, cô ấy chào Ngô Bình. Ngô Bình hỏi, Nhược Vũ à, em trở về khi nào thế? Tần Nhược Vũ đáp, vài ngày rồi ạ. Mấy người họ ngồi xuống. Ngô Bình không nhìn thấy người bạn trai hứa hạo nhất mà cô ấy đã dẫn đến lần trước, song cũng không hỏi nhiều. Ngô Bình hỏi, anh nghe nói chú Tần cũng về à? Tần Nhược Vũ gật đầu, vâng, bố mẹ đều về, gia đình em bán nhà ở Hải Thành để trả nợ, công ty cũng phá sản rồi, bây giờ chỉ đành về quê. Lúc Ngô Bình còn nhỏ, nhà Tần Nhược Vũ chính là gia đình có điều kiện tốt nhất cả thôn, không ngờ hôm nay lại ra nông nỗi này. Anh khẽ thở dài, em cũng đừng nghĩ nhiều quá, ngã ở đâu thì đứng lên đấy, không có khó khăn nào không vượt qua được. Tần Nhược Vũ cười khổ, nói thì nói vậy nhưng giờ đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Bây giờ gia đình em vẫn còn nợ mấy chục triệu, một nhà ba người có làm việc đến chết cũng chưa chắc trả hết. Ngô Bình khuyên, cứ từ từ thôi, sẽ có cách mà. Trương Bửu Phong cười nói, Tiểu Bình, cậu là người có tiền đồ nhất trong mấy người chúng ta. Hay là cậu nghĩ cách giúp Nhược Vũ đi? Ngô Bình mỉm cười, ừ, để tôi nghĩ xem. Tần Nhược Vũ không hiểu biết nhiều về tình hình hiện giờ của Ngô Bình, chỉ biết anh khá giàu có. Cô ấy vội vàng lên tiếng, anh Tiểu Bình à, em không thể làm phiền anh được. Cô ấy hiểu, cái gọi là nghĩ cách chỉ là cho cô ấy mượn tiền. Nhưng gia đình cô ấy sẽ không trả nổi, số tiền này không thể mượn. Thức ăn được mang lên, người dọn món là một cô gái thanh tú, khoảng 24, 25 tuổi, là bạn gái của Trương Bửu Phong. Cô ấy không cao, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn. Trương Bửu Phong giới thiệu, Tiểu Bình, đây là chị dâu cậu A Chi. Ngô Bình vội đứng dậy chào, chị dâu, đừng làm nữa, cùng ngồi xuống đi. A Chi cười nói, không cần, tôi còn phải xào mấy món nữa. Mọi người ngồi xuống đi, tôi đi lấy rượu. Ngô Bình lấy rượu của mình ra, tuy rượu không có thương hiệu gì nhưng rất ngon, là rượu lâu năm. Anh vừa mở nút bần, mùi rượu lập tức tỏa ra khắp nơi. Bọn họ vừa ăn vừa uống, trò chuyện về tình hình gần đây. Bây giờ Trương Bửu Phong đang cùng một nhóm thanh niên trong thôn điều hành một công ty làm công trình, chuyên sơn chát tường giúp chủ đầu tư. Tin tức về khu kinh tế mới được truyền ra, khắp nơi đều là dự án bất động sản mới. Nhưng gần đây chúng đều dừng cả rồi, mấy đơn hàng mà Trương Bửu Phong tiếp nhận dĩ nhiên cũng tan vào mây khói. Bây giờ kho hàng còn chất đầy nguyên liệu, chỉ riêng chi phí đã cả triệu bạc. Bây giờ Trương Bửu Thắng đang theo Trương Bửu Phong, cậu ta cũng có cổ phần, nên cả hai đều sống khá khó khăn. Ngô Bình hỏi, phía các cậu có bao nhiêu người? Trương Bửu Phong đáp, sẽ tìm khoảng hơn 100 người, nếu dự án lớn thì có thể kéo thêm hơn 100 người nữa. Ngô Bình nói, hai cậu cũng không cần lo, một thời gian nữa, tôi sẽ giới thiệu công trình cho các cậu, bảo đảm các cậu không rảnh nổi. Đôi mắt Trương Bửu Phong sáng lên, thật ư. Ngô Bình cười đáp, đã bao giờ tôi lừa cậu chưa? Không nói đến cái khác, Thủy Ngạn Giang Nam này vẫn đang xây dựng, đủ để các cậu bận rộn suốt 2 năm. Hơn nữa, tôi còn bảo họ thanh toán trước toàn bộ cho các cậu. Với công việc chát tường, lợi nhuận có thể đạt đến một nửa. Công trình 10 triệu thì có thể kiếm 5 triệu. Có điều, vốn đầu tư giai đoạn đầu của công việc này khá cao, chu kỳ thanh toán dài.
nhỡ gặp phải chủ đầu tư dây dưa thì có khi kéo dài từ 3 đến 5 năm mới kết toán. Nếu chủ đầu tư có thể thanh toán trước toàn bộ thì có nghĩa đây là một vụ làm ăn hái ra tiền. Trương Bửu Phong và Trương Bửu Thắng đều vui mừng khôn xiết, cùng kính rượu Ngô Bình. Tần Nhược Vũ cười nói, anh Tiểu Bình quả là có bản lĩnh. Anh Phong, anh Thắng à, em có thể đến đội công trình của các anh làm việc không? Trương Bửu Phong ngẩn ra, đoạn đáp, Nhược Vũ, em là con gái chân yếu tay mềm, không chịu nổi vất vả như vậy đâu. Mà em có học thức, nên làm những công việc trí óc mới đúng. Tần Nhược Vũ cười khổ, bây giờ em phải kiếm được tiền trước đã, không có tư cách chọn công việc. Ngô Bình hỏi, Nhược Vũ, có phải trước đây chú Tần từng làm về vật liệu xây dựng không? Tần Nhược Vũ gật đầu, từng làm vào mấy năm đầu. Nhà em lập nghiệp từ vật liệu xây dựng và lắp đặt đấy ạ. Ngô Bình hỏi, bây giờ chú Đường vẫn muốn làm về lắp đặt chứ? Tần Nhược Vũ đáp, có lẽ ông ấy sẽ đồng ý. Ngô Bình nói, thế này nhé, anh sẽ giao 5 tòa nhà của Thủy Ngạn Giang Nam cho em. Vật liệu xây dựng và việc lắp đặt 5 tòa nhà này sẽ do công ty của chú Tần cung cấp. Anh có thể thanh toán trước 60% tiền công trình. Như vậy có lẽ đã đủ trang trí chi phí cho nhà em. Tần Nhược Vũ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, thật sao, anh Tiểu Bình? Ngô Bình cười đáp thật. Tần Nhược Vũ kích động đến mức rơi nước mắt. Làm sao cô ấy có thể không kích động kia chưa? Một tòa nhà của Thủy Ngạn Giang Nam có diện tích ít nhất 10.000 mét vuông. Tính theo giá lắp đặt là 2.000 một mét vuông, vậy tổng cộng là 100 triệu. Chương 847, Hòe Cổ Tiến Hóa, Người Linh Chi Ngựa Linh Chi. Về vật liệu xây dựng, có lẽ cũng chừng chục triệu. Nếu như vậy, nhà cô không chỉ có thể trả hết nợ, mà còn có thể kiếm được khá nhiều tiền lời. Hai bình rượu xuống bụng, Trương Bửu Phong uống đến đỏ cả mặt, hắn cười nói, Tiểu Bình à, cậu xem nhà tôi ở bây giờ, trông rất cổ kính phải không? Ngô Bình đã để ý từ lâu rồi, nhà của Trương Bửu Phong hiện tại diện tích rất lớn, chừng 500-600 mét vuông, hơn nữa còn là nhà kiểu cũ. Trương Bửu Phong, tôi nói cái này nhé, nhà này của tôi không hề đơn giản đâu, cứ đến tối, trong nhà sẽ có rất nhiều hào quang của châu báu Á. Tôi đã từng hỏi thầy Âm Dương nói, tôi đây là phong thủy đất quý, nên mới phát sáng. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Ngô Bình nói, ồ, trong nhà còn có thể phát sáng sao? Trương Bửu Phong, ừ, cứ đến 2 giờ khuya, lúc trăng sáng thì sẽ phát ra ánh sáng. Nhưng khi tôi tới gần thì không thấy được ánh sáng, chỉ có thể từ phía xa nhìn thấy được chút ít. Ngô Bình hỏi, vị trí phát sáng ở đâu? Trương Bửu Phong, ở sân sau, lát nữa tôi đưa cậu đi xem. Mấy người lại tiếp tục uống rượu, Ngô Bình biết nhà này là do Trương Bửu Phong tốn mất 300 vạn tiền bồi thường di rời mua về. Vừa mua không bao lâu, thì nghe được tin tức xây dựng khu mới, cả nhà đều vui mừng không thôi. Trong lúc đó, bố của Tần Nhược Vũ cũng đã đến, ông ấy rất cảm kích Ngô Bình. Một nhóm người uống say khướt, duy chỉ có Ngô Bình là tỉnh táo. Anh ra sân sau đi một vòng, sử dụng đôi mắt nhìn thấu vạn vật. Phát hiện cách dưới đất 30 mét có một phần rễ cây đã phân hủy một nửa, vậy mà nó lại ra chồi non, phát ra ánh sáng thần kỳ le lói. Ồ, đây là gì? Anh rất nghi ngờ, lập tức gọi Trương Bửu Phong và Trương Bửu Thắng ra. Anh nói, anh Phong, dưới nền đất nhà anh có thứ này, tôi muốn đào nó lên. Trương Bửu Phong hơi say, thè lưỡi nói, thứ gì? Đào đi. Sâu mấy chục mét, nếu trực tiếp đào thì rất phiền, vì vậy Ngô Bình gọi Lý Dư ra. Lý Dư biến thành một con rắn, thoáng chốc nó đã tiến vào trong. Chưa đến 10 giây, nó cắn một cái rễ chui ra. Ngô Bình nhận lấy rễ cây, phát hiện thứ này còn có chút sinh cơ mỏng manh, mà sinh cơ này đã nảy mầm thành một chồi non màu xanh vàng. Nhìn rễ cây, ánh mắt Ngô Bình phát sáng. Mấy người nhìn thấy rắn nhỏ có thể đào đất, đều rất kinh ngạc, nhưng khi thấy gốc cây kia thì ai cũng bật cười. Trương Bửu Thắng, Tiểu Bình, cậu coi cái gốc cây như bảo bối vậy. Có phải uống nhiều quá rồi không? Trương Bửu Phong, ha ha, Tiểu Bình, gốc cây này cho anh đấy. Ngô Bình cười nói, anh Phong, vậy tôi cầm đi đây, trở về sẽ giới thiệu thêm nhiều công trình cho anh. Đi, lại làm thêm vài chai đi. Đợi Ngô Bình rời đây thì đã là hơn 4 giờ sáng. Lý Dư nằm trên cánh tay anh, hiếu kỳ nhìn gốc cây trong tay anh. Chủ nhân, đây là gì? Tôi cảm thấy nó không hề bình thường chút nào. Ngô Bình nói, đây là yêu mộc. Lý Dư, yêu mộc. Ngô Bình, tinh linh cỏ cây tu hành khó hơn so với động vật gấp mấy trăm lần, mà một khi bọn chúng tu thành thì thực lực rất kinh khủng. Nhưng,
tu vi của tinh linh cỏ cây cao sẽ dễ dẫn đến lôi kiếp. Gốc cây này là một tinh linh cỏ cây rất mạnh, sinh mệnh còn lại sau khi trải qua lôi kiếp, chính là sức mạnh nguyên bản nhất của nó. Lý Dư, thứ này có đáng giá không? Ngô Bình khẽ cười, có. Về đến nhà, anh đi đến trước cây hòe, nói, vận khí ngươi tốt lắm, ta tìm được một thứ tốt như vậy rồi. Nói rồi, anh tìm một chiếc bình gốm, sau đó đem toàn bộ ất mộc linh dịch đổ vào trong bình, rồi lại cắt cây khô kia thành từng khúc dài bằng ngón út bỏ vào trong. Ất mộc linh dịch bắt đầu biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, bọn nó bị cây khô hút sạch. Cây khô không còn bị mục nát nữa, lớp vỏ biến thành màu xanh vàng, chồi non cũng trở nên tươi tốt hơn. Vì thế Ngô Bình nhảy lên cây hòe, chọn ra một nhánh cây, dùng cách chiết khép để ghép gốc cây kia vào. Chất gỗ hai bên vừa tiếp xúc là đã bắt đầu phát triển, dung hòa rất nhanh và cùng nhau sinh trưởng, sau đó chồi non bắt đầu nở rộ, ra lá, rất nhanh đã cao hơn 1 mét. Anh có thể cảm nhận được sức sống ban đầu trong khúc gỗ ghép, đang được cây hòe hấp thụ, cây hòe đang xảy ra quá trình biến chất. Ngô Bình lấy ra 20 viên tiên thạch, với cả một miếng đất thần, chôn cùng dưới gốc cây hòe. Tiếp đó, cây hòa khẽ chuyển động, vỏ cây, lá của nó đều đang biến đổi kỳ diệu. Lớp vỏ da sần sùi trở nên nhẵn mịn, hơn nữa còn chuyển sang màu xanh vàng. Sau đó lá cũng biến đổi, cây hòe không còn là cây hòe đơn thuần nữa, nó đã dung hợp với gen của một loại thực vật khác. Ngô Bình canh giữ dưới gốc cây mãi cho đến khi trời sáng. Khi mặt trời lên cao, từng tia sáng chiếu xuống, trên cây lại bỗng nở đầy những bông hoa màu vàng, hương hoa lan khắp cả sân viện. Ngô Mi vừa đi ra, kinh ngạc thốt lên, oa, hoa đẹp thật đấy, thơm thật đấy. Ngô Bình khẽ cười nói, Tiểu Mi, em nghỉ lâu quá rồi, nên đi học thôi. Ngô Mi, bây giờ đang nghỉ hè mà. Ngô Bình, không phải trường có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi trong hè sao? Mau lên, không cho lười biếng. Ngô Bình không hề tình nguyện, thời gian này cô bé chơi đến điên cuồng, không tập trung học hành. Nhưng Ngô Bình vẫn có uy nghiêm của người anh. Cuối cùng cô bé vẫn phải ngoan ngoãn đi học. Ăn bữa sáng xong, anh thương lượng với Ngô Trấn Đông, bọn họ quyết định đi đến nước Á Mã. Sắp xuất phát thì Ngô Bình nghe thấy trong kho có tiếng động, anh mở cửa ra thì thấy hai luồng sáng trao đảo tiến vào trong linh chi. Anh vừa suy nghĩ trong đầu thì đã thấy người linh chi ngựa linh chi trong linh chi đảo mắt, cẩn thận dè dặt nghe động tĩnh bên ngoài. Anh bất giác bật cười, không ngờ mời vừa mới xa nhà mà người linh chi ngựa linh chi đã trưởng thành rồi. Anh nâng linh chi lên nói, đi ra đi. Qua một lúc, trên linh chi hiện ra một cái lỗ nhỏ, một cái đầu nhỏ nhô ra, tò mò nhìn Ngô Bình. Đây chính là thứ phát sáng, đứa nhỏ lớn chừng quả trứng gà, trắng mịn đáng yêu, trông rất xinh đẹp. Ngô Bình lấy ra một đất thần nhỏ từ trong không gian hắc thiên để trước mặt cậu nhóc, nói, muốn không? Nhìn thấy đất thần, cậu nhóc mở lớn mắt, kích động cả người phát sáng, trong miệng phát ra âm thanh hoa hoa, rất rất nhỏ. Ngô Bình nghe không hiểu bèn nói, nếu muốn, thì ra đây chào hỏi đi. Cậu nhóc chần chừ vài giây rồi chui ra, cưỡi một con ngựa nhỏ, cũng cỡ quả trứng gà mà thôi, trông rất dễ thương. Ngựa nhỏ vùng lên, rơi vào trong lòng bàn tay Ngô Bình. So với người linh chi, ngựa linh chi không hề sợ Ngô Bình, bởi vì ban đầu chính là Ngô Bình đã cứu bọn nó. Ngô Bình nói, sau này các ngươi chớ có chạy loạn, bên ngoài rất nguy hiểm, có biết chưa? Cậu bé gật đầu. Rõ ràng có thể nghe hiểu được tiếng người. Ngô Bình đưa đất thần cho nó, người linh chi lại một ngụm ăn hết, sau đó cưỡi ngựa chạy loạn khắp phòng. Lúc này Đông Hoàng lao đến, nhìn thấy người và ngựa linh chi thì lập tức chảy nước miếng. Người linh chi thét một tiếng, chui vào trong linh chi nhanh như chớp. Ngô Bình đá chân Đông Hoàng, mày tàn nhẫn quá đi, cậu nhóc đáng yêu như vậy mà còn muốn ăn. Đông Hoàng liếc nhìn anh, như thể đang nói anh thì hiểu cái gì. Ngô Bình vội kéo Đông Hoàng ra, nói, Đông Hoàng, người linh chi ngựa linh chi này là ta để lại dùng để dẫn thuốc, mày không thể làm hại bọn chúng. Máu huyết của người linh chi, ngựa linh chi được gọi là linh dịch đại địa, là bảo dược vô thượng, chỉ cần dùng một giọt là có thể luyện chế ra được đan dược tuyệt thế. Đương nhiên, máu này không thể lấy được thường xuyên, trong 100 ngày, người linh chi và ngựa linh chi mới có thể lấy được một lần. Đông Hoàng vung vuốt ra dấu. Ngô Bình biết nó đang nói về chuyện luyện đan, bèn nói, mày vội cái gì, ta có thời gian thì sẽ luyện đan. Trước khi lên máy bay, thần chiếu đến. Hóa thân đột phá mà lúc trước anh để lại ở đảo Vân Mộng tại Vân Kinh, cuối cùng vào sáng sớm hôm nay, đã thành công luyện thành hóa thân hai trùng lửa độc.
Sức sống của trùng lửa độc rất mạnh, tính sát thương đáng sợ, sau khi luyện hóa được bọn chúng thì lực linh hồn của thần chiếu cũng tăng lên gấp 10 lần. Thần chiếu vui vẻ hăm hở cười nói, chủ nhân, tôi thành công rồi. Nói xong, hai con trùng bay lên, nhanh như chớp, trùng chỉ nhỏ chừng móng tay, tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt. Ngô Bình tò mò về uy lực của trùng lửa độc này, bèn nói, lão thần, chúng ta thử uy lực của hóa thân đi. Hai người đến một khu đất hoang trống trải, thần chiếu thầm niệm trong lòng, trùng bay nhanh như chớp về phía tảng đá. Ông ấy nhìn thấy, con trùng va vào tảng đá bỗng nhiên biến thành nham thạch màu đen. Con trùng lại bay sang hồ nước, vừa chạm mặt nước, nước trong hồ đều bố chơi. Không lâu sau, trên không trung bỗng xuất hiện cầu vồng. Hai mắt Ngô Bình phát sáng, nói, lão thần, xem ra uy lực của loại trùng này không tệ. Hóa thân này cách ông bao xa? Thần chiếu, chủ nhân, chỉ cần ở cùng một không gian, không rời khỏi địa cầu thì suy nghĩ của chúng tôi đều đồng bộ. Ngô Bình, được, hai hóa thân này, tôi giữ một con bên mình, ông giữ một con bên mình, thời gian này trông coi nhà cửa cẩn thận. Thần chiếu, vâng. Ngô Bình, ông có hóa thân rồi, bước tiếp theo chính là biến linh. Hiện tại, tôi lại giúp ông định vị hai linh khiếu, sau này ông cứ khai thông sau. Sau đó, Ngô Bình lại đưa một lọ thuốc cho thần chiếu, thuốc trong lọ, có hiệu quả luyện hình, cũng giúp ông ấy biến linh thành công. Dặn dò thần chiếu xong, anh và Ngô Chấn Đông lên máy bay đến nước A Mã. Chuyến này, một là để bố và ông nội nhận nhau, hai là giải quyết rắc rối thiên quỷ giáo kia. Chương 848, bố con nhận nhau. Thật ra Ngô Chấn Đông rất căng thẳng vì dù gì thì ông ấy cũng đã thất lạc bố mẹ từ lúc còn rất nhỏ, tính đến giờ đã mấy chục năm rồi. Lúc này vợ chồng Lý Vân Đầu đều đang ở trong một trang viên ở Á Mã, hai vợ chồng già rất lo lắng, Lý Vân Đầu chốc chốc lại cho người ra ngoài xem thử, rồi lại hỏi Ngô Bình sao vẫn chưa tới. Ngô Bình nói qua điện thoại không rõ ràng, Lý Vân Đầu không hiểu tại sao đứa con trai thất lạc nhiều năm của mình lại chết đi sống lại. Bà nội Tôn Ái Bình lo lắng hỏi, Vân Đầu, ông nói xem phải chăng Niệm Tổ đã già lắm rồi. Dù gì thì Lý Niệm Tổ cũng đã ngoài 50. Lý Vân Đầu mỉm bật cười, bà không biết cháu trai chúng ta làm nghề gì sao? Có thằng bé thì sao Niệm Tổ có thể trông già được? Tôn Ái Bình gật đầu, mỉm cười, nói, cũng đúng, thằng bé Huyền Bình này có năng lực. Chính vào lúc đó, có người đến báo, cậu chủ Huyền Bình đã đến rồi. Tôn Ái Bình bước vội ra ngoài. Chuyện Lý Niệm Tổ bị thất lạc là nỗi đau cả đời này không thể nào xóa nhòa của bà, giờ sắp được gặp con trai rồi, bà vừa bước vội vừa rơi nước mắt. Lúc ra đến vườn, Ngô Bình và Ngô Chấn Đông đã đến trước cửa. Ngô Bình nhìn thấy Tôn Ái Bình thì mỉm cười, nói, bà nội, bà xem thử ai đây. Mấy ngày nay Ngô Chấn Đông theo Ngô Bình tu luyện, lại cộng thêm việc có thể chất phi phàm nên trông có vẻ khá trẻ, chỉ tầm 30 mấy tuổi. Con trai là khúc ruột của mẹ. Mặc dù xa cách mấy chục năm nhưng hình bóng của con trai vẫn hằn sâu trong đầu của Tôn Ái Bình, vì vậy khi bà vừa nhìn thấy Lý Niệm Tổ là liền dang rộng hai tay, con trai của mẹ. Ký ức nằm sâu trong linh hồn của Lý Niệm Tổ bỗng trỗi dậy, ông ấy run lên, rồi bỗng lao vào vòng tay của Tôn Ái Bình, khóc như một đứa trẻ. Mẹ! Hai mẹ con ôm nhau khóc òa, Lý Vân Đầu đứng bên cạnh lau nước mắt. Sau khi khóc một hồi, cảm xúc của họ cũng dần ổn định lại. Ngô Bình mới nói, bố, đây là ông nội. Lý Niệm Tổ quỳ xuống đất bố. Lý Vân Đầu đỡ con trai dậy, mỉm cười, nói, con trai của bố, mau đứng dậy đi. Đôi mắt ông nhòe đi vì nước mắt, ông nở nụ cười trìu mến và nói, mặc dù con đã lớn nhưng đôi mắt, cái mũi, và cả dáng vẻ lúc nhỏ nữa, vừa nhìn là biết con trai của Lý Vân Đầu bố rồi. Lý Niệm Tổ nhận bố mẹ xong thì cả nhà họ mới quay về phòng khách. Tôn Ái Bình kéo con trai lại ngồi cùng, không chịu buông tay, hai mẹ con nói không hết chuyện. Lý Vân Đầu thì kéo Ngô Bình lại hỏi, Tiểu Bình, con máu nói cho ông nội nghe, chuyện của bố con là thế nào? Ngô Bình nói mình đã gặp một ông tiên và đã xin ông ấy giúp bố mình sống lại. Cách giải thích đó vừa đơn giản lại vừa dễ hiểu. Lý Vân Đầu cảm động nói, không thể tưởng tượng nổi, người chết rồi mà vẫn có thể sống lại được. Ngô Bình nói chuyện một lúc thì bảo có việc cần xử lý, tối sẽ quay lại. Mộc Lan đã chuẩn bị sẵn xe, Ngô Bình lên xe, tiến về tổng bộ Hắc Thiên Giáo. Xe chạy được một lúc thì có một chiếc xe buýt chạy theo sau, trên xe có 20 long vệ. Long vệ đến trễ hơn anh, trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ Ngô Bình nên đương nhiên Ngô Bình đi đâu thì họ sẽ đi theo đó. Lúc đến Hắc Thiên Giáo, các vị đường chủ, trưởng lão,
đều đang đợi Ngô Bình. Chào giáo chủ. Khi Ngô Bình thì mọi người thi nhau quỳ lạy. Đứng lên hết đi, anh phất tay, ngồi lên ghế giáo chủ, mọi người tách ra hai bên. Ta nghe nói thiên quỷ giáo mới xuất hiện ở Đông Nam Á đã đánh cho các ngươi không kịp trở tay đúng không? Mọi người đều cúi gằm đầu, hộ pháp Mông Trạch tiến về trước một bước, nói, bẩm giáo chủ, quỷ thuật của thiên quỷ giáo rất lợi hại, nuôi một đám quỷ già ngàn năm tuổi, chúng ta thiệt hại nghiêm trọng. Ngô Bình nói thử xem, thiên quỷ giáo đó có lai lịch thế nào? Trương Tây Linh bước ra, nói, bẩm giáo chủ, hơn 100 năm trước, thiên quỷ giáo tên là Bái Quỷ Giáo. Không biết sao mà Bái Quỷ Giáo này lại có thể khống chế được một đám quái vật, hung tàn bá đạo, không từ việc ác gì, trời oán người than. Sau đó một vị cao tăng nhà Phật đã tiêu diệt Bái Quỷ Giáo. Không ngờ giờ Bái Quỷ Giáo lại quay lại giang hồ với cái tên Thiên Quỷ Giáo. Ngô Bình, nói như vậy thì chắc giới tu hành đều không thích Thiên Quỷ Giáo, bọn họ có hành động đáp trả không? Trương Tây Linh lại thở dài, Hắc Thiên Giáo chúng ta là thế lực mạnh nhất Đông Nam Á, bọn họ đang chờ chúng ta. Thiên quỷ giáo vừa xuất hiện thì chúng ta đã ra tay dứt khoát. Ai ngờ thực lực của đối phương rất mạnh, cả hai bên đều tổn thất nghiêm trọng. Ngô Bình, đã điều tra rõ tại sao thiên quỷ giáo lại xuất hiện chưa? Trương Tây Linh đáp, đã điều tra ra manh mối rồi. Hiện tại giáo chủ của thiên quỷ giáo chính là con trai của giáo chủ Bái Quỷ Giáo trước đây. Mông Trạch nói, giáo chủ, sau mấy ngày chiến đấu, thiên quỷ giáo cũng đã thiệt hại không ít. Mấy ngày trước bọn họ từng nghĩ đến việc đàm phán với chúng ta. Ngô Bình, ồ, đàm phán hả? Mông Trạch, đúng vậy. Có điều giáo chủ không có ở đây nên chúng tôi không đồng ý. Ông trả lời bọn họ, nói là có thể nói chuyện. Ngô Bình nói. Mông Trạch, vâng, tôi sẽ phái người đi thông báo cho thiên quỷ giáo. Ngô Bình, tôi nhớ có bảo các ông chuyển lời lại cho các trưởng lão giữ vị trí quan trọng, bảo họ trong vòng một tháng phải đến tổng bộ, bọn họ đã đến chưa? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng Trương Tây Linh nói, thưa giáo chủ, vẫn chưa đến. Ngô Bình nheo mắt, xem ra bọn họ không hề con giáo chủ tôi đây ra gì. Mông Trạch, giáo chủ, sau khi tiêu diệt được thiên quỷ giáo, thuộc hạ tình nguyện đến Bắc Mỹ một chuyến. Mông Trạch cứ đau đáu chuyện phân bộ Bắc Mỹ, vì Ngô Bình từng hứa với ông ấy, chỉ cần ông ấy tiêu diệt được phân bộ Bắc Mỹ thì sẽ truyền phương pháp hít thở thượng thừa cho ông ấy. Ngô Bình phất tay, chưa gấp. Mọi người báo cáo tình hình một lúc thì Ngô Bình lại quay về lại chỗ ở. Khi đến Cư Thánh Điện, anh chưa nghỉ ngơi ngay mà vào cung của giáo chủ đời trước, tìm đọc vô số sách quý ở đó. Chính cung điện mà lần trước anh chỉ mới xem có mấy cung, những cung còn lại vẫn chưa kịp sắp xếp, mấy ngày tới đây anh phải sắp xếp gọn gàng lại mới được. Anh vừa ngồi chưa được nửa tiếng, đang ngắm nhìn một bức chân dung thì đột nhiên Lý Hoàng Đào gọi đến. Ngô Bình khó chịu nói, chuyện gì? Lý Hoàng Đào, anh đang ở đâu đó? Ngô Bình, tôi đang ở bên ngoài. Lý Hoàng Đào, Lâm Nhu đã biết anh về rồi, cứ tìm em mãi. Ngô Bình ngây ra một lúc rồi hỏi, Lâm Nhu vẫn còn ở Á Mã sao? Lần trước, ở nước Á Mã, khi Lâm Nhu bị Quỷ Long Vương đánh bị thương thì anh đã giúp cô ấy trị khỏi, không ngờ lâu vậy rồi mà cô ấy vẫn còn ở Á Mã. Lý Hoàng Đào, chưa đi, cô ấy mở một quán bar ở Á Mã, là em đã giúp cô ấy tìm mặt bằng. Ngô Bình, cô ấy mở quán bar. Lý Hoàng Đào, anh, hay anh gọi cho cô ấy? Ngô Bình nói, hình như cậu và cô ấy rất thân với nhau. Lý Hoàng Đào, anh, người ta là chị dâu tương lai của em mà, em không quan tâm cô ấy mà được à? Ngô Bình, cái búa, ai nói cô ấy là chị dâu cậu? Lý Hoàng Đào cười nham nhở, anh, đừng giả vờ nữa, Lâm Nhu đã thừa nhận hết rồi. Ngô Bình trao nhẹ mày, tôi biết rồi. Anh tắt máy và không còn tâm trạng ngắm tranh nữa. Anh lục số điện thoại của Lâm Nhu ra và gửi cho cô ấy một dòng tin nhắn. Cậu đang tìm tôi sao? Lâm Nhu trả lời ngay, nghe nói anh đã về rồi, muốn mời anh uống vài ly. Ngô Bình, không rảnh. Lâm Nhu, có cả Nguyệt Hân nữa. Ngô Bình bất ngờ, Giang Nguyệt Hân vẫn còn ở Á Mã sao? Chương 849, Thánh Nữ Thánh Vu Môn. Lâm Nhu, đúng thế. Quán ba do hai bọn tôi hợp tác mở. Ngô Bình bỗng cảm thấy bên trong chắc chắn có chuyện gì đó, anh hỏi các chị muốn làm gì. Lâm Nhu, nếu muốn biết thì tối nay đến quán ba của tôi đi. Ngô Bình không trả lời, anh thay một bộ đồ khác, sau đó lấy bút bùa ra bắt đầu vẽ bùa. Trước khi bị đại thoái bệnh, anh thành công bước vào cảnh giới nhân tiên tầng thứ tư, đạt đến cảm ứng thiên nhân,
bây giờ đã là cao thủ cấp thiên sư. Một khi trở thành thiên sư, rất nhiều việc trước đây không thể làm, bây giờ có thể thử. Trước đây anh cũng có thể vẽ bùa, nhưng một là mượn sức của cánh tay thời tiền sử, hai là chế một vài lá bùa có uy lực yếu. Bây giờ thì khác, anh chỉ có thể dựa vào bản thân để chế ra bùa chú có uy lực mạnh, vì trước mắt đang đối kháng với thiên quỷ giáo, anh tiện tay chế ra bùa chú khống chế yêu ma. Lá bùa đầu tiên tên là bùa lôi hỏa, bùa này có thể phát ra ánh chớp lôi hỏa chói mắt có thể giết được yêu ma. Lúc này anh có cảm ứng thiên nhân, rất nhiều năng lượng đến từ thời không chiều cao trong không trung đều tụ lại quanh người anh, sau đó trộn lẫn theo tỷ lệ nào đó, cuối cùng rơi trên giấy bùa bằng bút bùa. Cây bút vừa chạm xuống, giấy vẽ bùa tràn ngập ánh chớp, đến khi bùa chú hoàn thành, ánh chớp lại biến mất, trông như là một tờ giấy bùa rất bình thường. Sau khi vẽ liên tiếp 5 bùa lôi hỏa, anh cảm thấy khá mệt, vẽ bùa vẫn khá tốn sức. Nghỉ một lát, trời đã tối, anh lái xe đến quán rượu của Lâm Nhu. Đến khu đô thị, xe đi vào một con đường cực kỳ náo nhiệt, hai bên đều là quán bar, phòng trà, quán cà phê internet. Xe dừng lại trước một quán bar, Ngô Bình đẩy cửa bước vào. Phong cách quán bar khá đơn giản, không có tiếng nhạc sập sình, cũng không có ánh đèn chói mắt. Trong tiếng nhạc êm ái, khách đến chơi thấp giọng nói chuyện với nhau. Ngô Bình đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Giang Nguyệt Hân và Lâm Nhu đang ngồi ở một cái bàn cách đó không xa, Lâm Nhu vẫy tay với anh. Anh đi đến, cười nói, không ngờ các chị đều ở Á Mã. Giang Nguyệt Hân, Lâm Nhu không đi, tôi ở lại cùng cô ấy. Hai người phụ nữ này vốn dĩ là bạn rất thân. Ngô Bình lấy một ly rượu nói, hai chị không phải người bình thường, sao lại có suy nghĩ mở quán bar ở đây? Lâm Nhu, cậu đoán xem. Ngô Bình, tôi không đoán được. Giang Nguyệt Hân, cậu cũng biết sư tỷ của Lâm Nhu bị Quỷ Long Vương bắt nhốt rồi, nhưng Quỷ Long Vương cũng trúng ký sinh trùng, Lâm Nhu muốn lấy thuốc giải để trao đổi cứu sư tỷ. Ngô Bình, sau đó. Giang Nguyệt Hân, Quỷ Long Vương nghe thế thì gạt bọn tôi đến đây, sau đó nguyền rủa. Hai bọn tôi đều trúng lời nguyền của ông ta, khi nào còn sống thì không thể ra khỏi con đường này. Ngô Bình nhíu mày, Quỷ Long Vương thì sao? Giang Nguyệt Hân, tôi đã giết ông ta bằng bùa của sư môn, tiếc là lời nguyền không được phá. Lúc này một người phụ nữ mặc đồ vàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Nhu, cũng là một con gái xinh đẹp, dáng người đầy đặn, làn da trắng mịn, là một phong cách khác. Con gái tốt thì một thân mỡ, đàn ông tốt cả người toàn lông, người phụ nữ này trông không béo, thật ra bên trong mỗi một bộ phận đều có thịt. Nhưng người phụ nữ đồ vàng lại đeo một chiếc mặt nạ ở nửa trái gương mặt. Qua lớp mặt nạ Ngô Bình nhận ra khuôn mặt cô ấy đã thối rữa không thể chữa trị, giống như bị trúng vu độc nào đó. Lâm Nhu, Ngô Bình, sư tỷ của tôi, Chu Mi. Chu Mi nhìn Ngô Bình nói, cậu Ngô, nghe nói cậu biết y thuật. Ngô Bình, biết một chút. Chu Mi lấy mặt nạ xuống để lộ ra phần thịt bị thối rữa màu đen, cô ấy run giọng nói, mặt tôi thế này có thể chữa được không? Ngô Bình suy nghĩ một chốc, vẫn chưa thể chắc chắn, tôi thử xem sao. Lâm Nhu, Ngô Bình, nếu có thể chữa được cho sư tỷ của tôi sẽ hậu tạ cậu rất hậu hĩnh. Ngô Bình, đừng vội cảm ơn tôi trước, các chị bị nguyền rủa, định ở đây này cả đời sao? Giang Nguyệt Hân, cậu không phát hiện ra sao? Người tu hành bị nhốt ở con đường này không chỉ có hai bọn tôi. Ngô Bình ngạc nhiên nói, ồ, họ cũng là người tu hành. Giang Nguyệt Hân, phải, có vài người tu vi còn rất cao. Ngô Bình khó hiểu, nếu Quỷ Long Vương có năng lực như vậy cũng không đến nỗi bị các chị giết chứ. Giang Nguyệt Hân, lúc Quỷ Long Vương nguyền rủa bọn tôi thì đã đánh ra một bùa nguyền, ông ta không phải là người thi triển lời nguyền, người thi triển lời nguyền là chủ nhân của con đường này. Ngô Bình, ồ, con đường này còn có chủ nhân. Lâm Nhu, ừ, người này rất mạnh, những người trúng lời nguyền như bọn tôi đều là nô lệ của cô ta. Ngô Bình, cô ta là ai? Lâm Nhu nhìn Ngô Bình nói, Ngô Bình, cô ta muốn gặp cậu nên tôi mới mời cậu đến đây. Ngô Bình cũng không ngạc nhiên hỏi, tại sao cô ta lại muốn gặp tôi? Lâm Nhu, cô ta biết thân phận của cậu, giáo chủ Hắc Thiên. Ngô Bình cười mỉa, biết rồi mà còn muốn gặp tôi, lá gan cô ta không nhỏ. Không biết từ bao giờ người trong quán bar liên tục đi ra khỏi quán, lúc này trong quán bar rộng lớn chỉ còn lại mấy người Ngô Bình. Lúc này một người đồ đen cao gần 2 mét đẩy một người phụ nữ ngồi xe lăn đi ra, từ đầu gối trở xuống bà ta không có chân, hơn nữa không có hai tay, thậm chí mắt cũng giống tuếch, không có nhãn cầu. Cô ta để đầu chọc, có hai vết sẹo khá sâu trên đầu,
một vết sẹo cứ ngang qua khuôn mặt trái, một vết sẹo cứ ngang qua cổ, vô cùng ghê rợn. Cô ta không lớn tuổi, chưa đến 30, người phụ nữ kỳ lạ này vừa xuất hiện, mấy người Giang Nguyệt Hân đều đứng lên, vẻ mặt rất cung kính. Người phụ nữ không có cảm xúc nói, giáo chủ Ngô, nghe danh đã lâu. Ngô Bình ngồi trên sofa, nhìn người phụ nữ này nói, không ngờ tôi sẽ gặp được cao thủ vu đạo ở đây. Người phụ nữ, tôi tên là Yên Ly, thánh nữ của Thánh Vu Môn. Thánh Vu Môn, Ngô Bình nói, chưa từng nghe. Yên Ly, giáo chủ Ngô chưa từng nghe đến cũng không lạ gì, vì Thánh Vu Môn đi vào Á Mã chỉ mới 7 năm. 7 năm nay, tôi luôn tích lũy sức mạnh, bây giờ thời cơ đã chín mùi. Ngô Bình ngạc nhiên nói, cô có liên quan đến Thiên Quỷ Giáo. Yên Ly, giáo chủ Thiên Quỷ Giáo là đồng minh của tôi. Ngô Bình nheo mắt, thế nên cô muốn gặp tôi là làm việc thay Thiên Quỷ Giáo. Yên Ly, đúng thế, Thiên Quỷ Giáo muốn giết cậu. Nghe thế, Lâm Nhu kinh ngạc nói, thánh nữ, trước đó cô không nói muốn làm hại Ngô Bình. Câm miệng, Yên Ly quát. Lâm Nhu lập tức im lặng, vẻ mặt rất đau khổ. Ngô Bình nhíu mày, cô nghĩ chỉ dựa vào cô là có thể giết được tôi. Yên Ly lạnh nhạt nói, tu vi của cậu không cao, giết cậu không khó. Ngô Bình, nếu cô muốn giết tôi, chắc không có hứng thú nhiều lời nhảm nhí với tôi nhỉ. Yên Ly, giáo chủ Ngô là người thông minh, nếu giáo chủ Ngô chấp nhận lời nguyền của tôi, trở thành nô lệ có thể miễn phải chết. Ngô Bình cười nhạo, tôi không có hứng thú làm nô lệ. Đôi mắt Yên Ly bỗng lóe lên tia sáng màu tím. Ngay sau đó ánh đèn ở cả quán ba trở thành màu tím đậm, sức mạnh kỳ lạ và mạnh mẽ bao trùm lấy cả quán. Tôi tốn 5 năm, tiêu phí vô số nguyên liệu để bày bố đại trận chú thuật trên con đường này, dù chân quân đến đây thì cũng sẽ bị chú thuật của tôi giết chết, Yên Ly lạnh nhạt nói. Ngô Bình cười nhạo, uy lực của đại trận chú thuật đúng là rất mạnh, tiếc là nó không có tác dụng với tôi. Yên Ly nhíu mày, cậu không sợ chú thuật. Ngô Bình không đáp lời, đi thẳng về phía Yên Ly. Người mặc đồ đen phía sau Yên Ly bỗng chặn lại ở giữa, sau đó giơ tay ra đánh một đòn. Chương 850, sự thật. Một tiếng động vang lên, người đồ đen văng ra xa mười mấy mét đập cả người vào bức tường, bị khói bụi và gỗ gạch vùi lấp, không rõ sống chết. Yên Ly nói, xác ướp bị nguyền rủa. Hai người toàn thân mặc áo giáp, cao hơn 1m9 lao ra, một người cầm cây trường thương, một người cầm kiếm chạy đến chỗ Ngô Bình. Thương đánh ra như rồng, thương ảnh ngập cả bầu trời, không trung vang lên tiếng vang sắc bén. Ngô Bình hừ một tiếng, giơ tay về phía thương ảnh đầy trời, nhanh như chớp bắt lấy rồi giữ chặt mũi thương, sau đó bẻ gãy. Anh vung tay lên, mũi thương bắn ra đâm vào áo giáp khiến người kia văng ra xa. Đồng thời người cầm kiếm cũng chém về phía Ngô Bình, lực chém rất mạnh nhưng thanh kiếm mới chỉ vung lên một nửa đã bị một thanh kiếm hất văng. Không biết từ lúc nào một long vệ xuất hiện trước mặt Ngô Bình chặn thanh kiếm đó lại. Long vệ lao đến, kiếm quang sắc bén, hai bên đánh nhau kịch liệt. Sau đó có nhiều long vệ hơn chạy đến, bao vây Yên Ly. Yên Ly vẫn bình tĩnh nói, không hổ là giáo chủ Hắc Thiên Giáo, thực lực khá khủng khiếp, ngay cả xác ướp bị nguyền rủa của tôi cũng không giết được cậu. Giáo chủ Ngô, chúng ta sẽ còn gặp lại. Vừa dứt lời, không gian xung quanh cô ta méo mó lại. Ngay sau đó cả cô ta và chiếc xe lăn đều biến mất. Yên Ly vừa đi, Ngô Bình cảm thấy chú lực trên con đường này cũng biến mất. Hai tên xác ướp bị nguyền rủa đó lập tức chạy thoát, biến mất sau vài cú nhảy. Long vệ định đuổi theo nhưng Ngô Bình nói, giặc cùng đường không cần đuổi theo. Anh nhìn mấy người Lâm Nhu hỏi, giải quyết lời nguyền rồi sao? Lâm Nhu gật đầu, đã không cảm nhận được lời nguyền nữa. Ngô Bình, cảm ơn cậu nhiều. Ngô Bình nói, nếu đã giải được lời nguyền, các chị mau rời khỏi Á Mã. Lâm Nhu thở dài nói, Ngô Bình, thật xin lỗi. Ngô Bình không cảm xúc nói, giữa chúng ta giàu gì cũng có tình bạn, xin lỗi thì thôi đi, chỉ là sau này tốt nhất đừng gặp nhau nữa. Anh nói câu này quả thật vô cùng tuyệt tình, sắc mặt Lâm Nhu trầm xuống, muốn giải thích gì đó nhưng muốn nói lại thôi. Chu Mi tức giận nói, một tên đàn ông mà sao lòng dạ hẹp hòi thế. Đúng đấy. Lâm Nhu gọi cậu qua đây, để cậu rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nhưng cậu có từng nghĩ các em ấy bị nguyền rủa, bị nhốt ở đây, người có thể trông mong ngoài cậu ra thì còn ai nữa? Ngô Bình lạnh lùng nói, chị không cần giải thích, mau thu dọn đồ đạc rồi đi khỏi Á Mã đi. Nói rồi anh không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài quán bar, các long vệ lập tức đi theo. Nhìn anh đi xa, đôi con người của Giang Nguyệt Hân chuyển sang màu vàng xanh,
lạnh lùng nói cậu ta rất thông minh. Lâm Nhu im lặng không nói. Giang Nguyệt Hân nhìn Lâm Nhu nói, sao thế, cô thích cậu ta? Lâm Nhu cúi thấp đầu, không có. Giang Nguyệt Hân nói, tính mạng cả nhà cô đều nằm trong tay giáo chủ, nếu cô dám có tâm tư gì khác, cô biết hậu quả rồi đấy. Lâm Nhu nói, tôi không dám. Lúc này một nhân bị bay ra từ trong bóng tối, lặng lẽ rời đi. Trên sân thượng một tòa cao tầng bên ngoài khu phố, Ngô Bình và Long Vệ đang đợi ở đó. Mười mấy phút sau, nhân bị Viêm Dương bay đến, nó hít sâu vào để phồng lên thành dáng vẻ con người, sau đó chắp tay với Ngô Bình, thượng tiên. Ngô Bình, người nghe được gì không? Viêm Dương, hình như Lâm Như bị Giang Nguyệt Hân khống chế, dường như Giang Nguyệt Hân làm việc cho giáo chủ nào đó, hơn nữa họ khống chế cả nhà Lâm Nhu. Ngô Bình nhíu mày, quả nhiên có vấn đề, chắc người Giang Nguyệt Hân nói là giáo chủ Thiên Quỷ giáo. Một long vệ bước đến nói, thủ lĩnh, thuộc hạ đi giết cô ta, diệt trừ hậu họa. Ngô Bình xua tay, không cần đâu, mọi người về trước đi. Ưu điểm của long vệ là tuyệt đối nghe theo lệnh, Ngô Bình vừa ra lệnh, họ không nói gì thêm đã rút lui khỏi đó. Long vệ vừa đi, Ngô Bình lấy một tờ giấy bùa ra, sau đó lấy bút vẽ lên một bức hình phức tạp rồi xé thành một con bướm, thổi nhẹ. Con bướm giấy bay lên không trung, vỗ cánh bay về phía quán bar. Lúc này Lâm Nhu vẫn còn đang ngồi ở quán bar, Giang Nguyệt Hân đang dạy dỗ vài cấp dưới. Con bướm bay sát mặt đất rồi bám sát vào góc váy của Lâm Nhu, sau đó bay đến trước ngực cô ấy. Cô ấy sửng sốt, sau đó cảm nhận được một luồng năng lượng truyền vào tim, trong đầu vang lên giọng của Ngô Bình. Tôi là Ngô Bình, tôi biết chị bị Giang Nguyệt Hân khống chế rồi. Lâm Nhu run lên, vành mắt đỏ lên, Ngô Bình chưa đi. Cậu ấy vẫn đang ở gần đây. Ngô Bình nói tiếp, chị không cần nói, chị nghĩ gì tôi đều biết cả. Thế là Lâm Nhu thầm nói, Ngô Bình, sao cậu nhìn thấu Giang Nguyệt Hân? Ngô Bình, quỷ khí của chị ta quá nồng, vừa nhìn đã biết chị ta tu luyện tà công, nếu không mới tu luyện 13 năm không thể nào trở thành địa tiên. Lâm Nhu, bây giờ cô ta là vợ của giáo chủ Thiên Quỷ giáo, đã bị giáo chủ Thiên Quỷ giáo mua chuộc lâu rồi. Ngô Bình, Yên Ly đó cũng là người của Thiên Quỷ giáo. Lâm Nhu, cô ta đúng là thánh nữ vu giáo, hiện giờ muốn mượn sức mạnh của Thiên Quỷ giáo để đứng vững bước chân ở Á Mã. Quỷ Long Vương chết thế nào? Lâm Nhu, là Yên Ly giết, chú thuật của cô ta rất mạnh nhưng cô ta đã chạy thoát rồi, đại trận chú thuật của con đường này cũng biến mất. Giang Nguyệt Hân khống chế chị thế nào? Lâm Nhu cúi đầu, trách tôi sơ suất, trước kia tôi có quan hệ rất tốt với Giang Nguyệt Hân, là bạn thân, biết rất rõ chuyện của tôi. Chính vì thế Giang Nguyệt Hân mới phái người khống chế cả nhà tôi, sau đó đe dọa để tôi làm việc cho cô ta. Cô ta còn bảo Yên Ly dùng chú thuật khống chế tâm thần của tôi, nếu không phải bị cô ta khống chế, chắc chắn tôi sẽ không bảo cậu đến nơi nguy hiểm như vậy. Ngô Bình, tôi biết nên mới không trách chị. Lâm Nhu, Ngô Bình, bây giờ tôi phải làm sao? Người nhà của tôi vẫn đang nằm trong tay họ. Ngô Bình, nói vị trí của người nhà của chị cho tôi biết, tôi bảo người đi cứu họ. Lâm Nhu, người nhà tôi bị Lâm Nhu gạt đến nước A Mã, mấy ngày trước tôi đi gặp họ, tôi nói vị trí cho cậu. Cô ấy nói vị trí xong, Ngô Bình nói, tôi đi cứu người nhà chị trước, sau khi xong việc tôi sẽ gửi tin nhắn cho chị. Lâm Nhu, Ngô Bình, cậu phải cẩn thận, Thiên Quỷ giáo có rất nhiều cao thủ tà đạo. Ngô Bình, chị yên tâm đi. Sau đó Ngô Bình không nói gì nữa, anh ngồi lên nhân bì chạy đi cứu người nhà Lâm Nhu. Trong một quán bar ở vùng ngoại ô, một đôi vợ chồng trung niên và một thiếu niên 12-13 tuổi bị nhốt trong phòng, họ đã biết tình cảnh của mình, gương mặt hiện lên vẻ sầu muộn. Họ chính là bố mẹ và em trai của Lâm Nhu, người đàn ông trung niên tên là Lâm Thư Văn, ông ấy nói với vợ, tối nay chúng ta phải chuẩn bị, trước tiên đưa Tiểu Quân xuống lầu để nó đi gọi điện thoại. Lần trước lúc Lâm Nhu đến đã lặng lẽ nhét cho Lâm Thư Văn một mảnh giấy, trên đó viết số điện thoại của Ngô Bình. Người phụ nữ trung niên gật đầu. Khẽ nói, tôi đã quan sát, sau 2 giờ sáng, họ đều sẽ đi ngủ, không ai trông chừng chúng ta. Đến lúc đó chúng ta quấn quần áo và rèm cửa thành dây thừng, đưa Tiểu Quân xuống đất. Lâm Thư Văn gật đầu, chúng ta đi nghỉ trước để giữ sức. Đúng lúc này cửa sổ bỗng mở ra từ bên ngoài, một người đi vào. Lâm Thư Văn hoảng sợ, trầm giọng nói, ai? Người đến là Ngô Bình, anh cười nói, chú, mọi người là người nhà của Lâm Nhu phải không? Mặc dù Lâm Thư Văn khá ngạc nhiên nhưng bình tĩnh nói, phải, cậu là ai? Ngô Bình, cháu là Ngô Bình, là bạn của Lâm Nhu,
bây giờ đến dẫn mọi người rời khỏi đây. Mấy người Lâm Thư Văn mừng rỡ, vội nói cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng chúng tôi đi như thế nào? Ngô Bình gọi Viêm Dương ra, Nhân Bì lập tức kéo giãn người trở thành một tấm thảm bay. Cảnh tượng này khiến ba người há hốc miệng, không thể tưởng tượng được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.